Thời gian đã qua mấy canh giờ, diệt ma các chiến tướng nhiệm vụ đoán chừng đã sớm hoàn thành. Giang Dật nội tâm không chắc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, một bên đoạt mệnh lao nhanh. Sau một canh giờ rưỡi, hắn rốt cuộc tìm được Cức Dương bộ lạc, bất quá bộ lạc bị san thành bình địa, không nhìn thấy một người. Giang Dật lần này biết rõ đi như thế nào, xông vào trong núi lớn, một đường hướng Thần Châu dừng lại phương hướng phóng đi. Thần Châu cách nơi này cũng không xa, sau gần nửa canh giờ Giang Dật đã tới phụ cận. Khi hắn xa xa nhìn thấy một chiếc to lớn Thần Châu lơ lửng giữa không trung về sau, lập tức mừng rỡ như điên ngoắc kêu to lên, đại nhân, chờ ta một chút, ta trở về. Ông, Thần Châu quang mang lóe lên, đại môn mở ra, Triệu Thiết Trụ kia khôi ngô như núi thân thể ra ngoài cửa lớn, trong mắt của hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn, lặng lẽ nhìn qua Giang Dật, còn cần thần thức quét mấy lần, mới gật đầu nói không có bị minh khí khống chế, tiểu tử ngươi khảo hạch nhiệm vụ có thể hoàn thành. Giang Dật dừng chân lại, chắp tay nói, ta cũng không biết hoàn thành không có, ta giết 10 cái Cức Dương bộ lạc người, cầm tới mười mấy mai thần hạch, bất quá đầu người cũng không đủ. Được rồi, có thần hạch là được. Triệu Thiết Trụ tấm kia tràn đầy dữ tợn mặt nhếch miệng cười một tiếng, lại có vẻ có chút dữ tợn, hắn gật đầu nói, tiểu tử, đội trưởng đã sớm phải đi về, nếu không phải ta cầu tình, ngươi chỉ có thể đi đường trở về. Hắc hắc, tiểu tử, cho ta xem một chút thần hạch, lần này ta không nhìn lầm người a. Giang Dật lấy ra thần hạch, Triệu Thiết Trụ thần thức quét tới, lần nữa nhếch miệng cười nói, tốt, lên đây đi, ngươi hoàn thành khảo hạch. Hưu, Giang Dật vội vàng nhảy vọt mà lên, Triệu Thiết Trụ thì đã sớm bay vào, duỗi ra đại thủ nhìn qua mấy cái diệt ma chiến tướng, nói, huynh đệ mấy cái này người mới trở về, còn hoàn thành khảo hạch. Tới tới tới, mỗi người thập thần nguyên, quay đầu xin các ngươi chơi gái, một người một cái hoa khôi, ha ha ha. Bá bá bá, Giang Dật vừa tiến đến, mấy chục ánh mắt quét tới, đều có chút ngoài ý muốn. Lúc bọn họ khai chiến đều dò xét đến Giang Dật bị Cức Dương tộc nhân truy sát, vốn cho rằng đi qua đã lâu như vậy, đã sớm chết, không nghĩ tới thế mà còn sống trở về, còn thông qua được khảo hạch. Hồi Thần Ưng bộ lạc, trước khoang thuyền tên kia tiểu đội trưởng đi ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Dật, mặt không thay đổi vung tay lên, Thần Châu quang mang một thịnh, hướng phương bắc phá không mà đi. Hô hô, Giang Dật ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lần này nhờ có Triệu Thiết Trụ dùng hắn áp chú. Nếu không bằng vào hắn là rất khó hoàn hồn Ưng bộ lạc. Chương 1302, diệt ma chiến tướng. Có chơi có chịu, tiểu tử này, nhìn lầm, ai, nhiệm vụ lần này làm không công, Thiết Trụ ngươi nói một cái hoa khôi a. Hoàn toàn chính xác nhìn lầm, tiểu tử này vừa mới phi thăng thế mà chiến lực hung hãn như vậy thần nguyên, cầm lấy đi. 10 cái diệt ma thần tướng ngược lại là có chơi có chịu, nhao nhao lấy ra từng hạt kim sắc tiểu thạch đầu đưa tới. Giang Dật xem xét nhãn tình sáng lên. Đây chính là thần nguyên a, hắn trong lòng đất ám trong hồ cho tới một viên không gian giới chỉ, bên trong có 8 cái giống nhau như đúc kim sắc tiểu thạch đầu, không nghĩ tới lại là thần nguyên. Một cái thần nguyên có thể đổi một kiện thần khí, đây không phải là ta có 7-8 kiện thần khí. Giang Dật ầm ầm tâm động, cái này thần nguyên xem ra rất đáng tiền a, nhìn xem mấy cái diệt ma chiến tướng đều rất đau lòng dáng vẻ, đoán chừng có thể mua sắm một chút đặc thù bảo vật hoặc là thần thông bí tịch loại hình. Hắn không dám thêm hỏi thăm, lại không dám bại lộ chính mình giết chết 2 cái hỗn độn thú tin tức. Cái này hỗn độn thú Hà Vĩ nói liền diệt ma chiến tướng đều rất khó đánh giết, khẳng định phi thường đắt đỏ, giống như hắn nói cho đám người này, nói không chừng sẽ bị bọn hắn âm thầm hạ sát thủ tươi sống giết chết. Hắn điệu thấp trong góc nhắm mắt tu luyện, đám người kia hành động lần này một cái không chết, chỉ có 3 cái bị thương giờ khắc này ở bế quan an dưỡng. Còn có 7-8 người không thích nói chuyện cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng, những người còn lại thì tập hợp một chỗ nói câu đùa tục, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười bị ổi. Một đường rất bình tĩnh, ở nửa đường tao ngộ 2 cái hỗn độn thú, Thần Châu ẩn trốn về sau, 2 tên diệt ma chiến tướng đem hỗn độn thú dẫn ra, Thần Châu tiếp tục tiến lên. Tại qua mười mấy cái canh giờ về sau, Thần Châu bay trở về Thần Ưng bộ lạc. Hưu, tại Thần Châu tới gần Thần Ưng bộ lạc lúc, đằng sau một chiếc so Giang Dật bọn người cưỡi Thần Châu lớn hơn gấp đôi, khi phái mấy lần Thần Châu nhanh chóng từ phía sau bay tới, phía sau Thần Châu tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt đuổi theo, liền muốn đụng vào Giang Dật bọn hắn cưỡi Thần Châu. Một đám diệt ma chiến tướng đã nhận ra, toàn bộ đôi mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí, bất quá xem đến phần sau Thần Châu phía trước điêu khắc một cái cự đại lạc chữ về sau, trên thân mọi người sát khí nhanh chóng biến mất, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Lăn đi, một đạo băng lãnh mềm mại âm thanh từ phía sau Thần Châu bên trong truyền đến, tiểu đội trưởng thân ảnh lúc trước trong khoang thuyền lóe ra, nhanh chóng hạ lệnh, nhường đường, là Lạc đại tiểu thư. Một tên diệt ma thần tướng đánh ra một đạo thiên lực, Thần Châu nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, đằng sau Thần Châu bắn thẳng đến giữa không trung Thần Ưng thành. Ở cửa thành bên ngoài Thần Châu đột ngột biến mất, một đám mặc màu đỏ nhuyễn giáp, khi khái anh hùng hừng hực nương tử quân ra giữa không trung, Thần Ưng Thành cửa thành nhanh chóng mở ra, đám người này khí thế hung hăng bay vào Thần Ưng Thành nổi. Có cái tốt cha liền là tốt, Triệu Thiết Trụ mặt mũi tràn đầy khó chịu, bất quá nhìn chằm chằm phía trước nhất nữ tử kia phong đồn rất nhanh lại một mặt chư ca cùng nhau, hèn hạ nói thầm, cái này Lạc tiểu thư là Thần Ưng Thành đệ nhất mỹ nhân, Lạc thành chủ độc nữ, nếu có thể cho ta chơi đùa, coi như giảm thọ 100 năm cũng nguyện ý a. Ba, tiểu đội trưởng một bàn tay quét tới, đánh cho Triệu Thiết Trụ cái ót ba ba vang, tiểu đội trưởng lạnh giọng nói ra, Triệu Thiết Trụ, người muốn chết khác đừng kéo lên chúng ta, loại lời này nếu như bị Lạc tiểu thư nghe được, chúng ta đều phải chết. Triệu Thiết Trụ ủy khuất nháy mắt, giận mà không dám nói gì, ngượng ngùng nhếch miệng nói, ta không phải liền là miệng pháo một chút không, Lạc tiểu thư đều vào thành, làm sao có thể nghe được. Thần Châu chậm rãi hướng phía dưới Thần Âm Bộ Lạc bay đi, Giang Dật một mực không có xem thật kỹ qua Thần Âm Bộ Lạc, xuyên thấu qua trong suốt vách tường hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện Thần Ưng Bộ Lạc thật lớn, cùng phía trên Thần Ưng Thành không xê xích bao nhiêu, đoán chừng có phương viên 100 dặm, tòa thành, thổ lâu đài, nhà gỗ cộng lại đoán chừng có 10 vạn tòa. Thần Châu đứng tại trên quảng trường, tiểu đội trưởng vẫy tay một cái nói, toàn bộ đi nhận chức vụ sảnh giao nhiệm vụ, nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ. Mọi người bắn ra, Giang Dật hướng tiểu đội trưởng chắp tay hướng ra phía ngoài bay đi, hắn đã sớm đem Diệt Ma Các chiến giáp đổi lại, sau khi rời khỏi đây còn đem Hắc Thần cho kêu gọi ra. Hắc Thần vừa ra tới bốn phía quét qua, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi, thiếu gia, chúng ta trở về. Khảo hạch thông qua được, Giang Dật mỉm cười gật đầu, Hắc Thần cũng không có hỏi cái gì chỉ là yên lặng gật đầu, hắn tính cách tương đối chất phác, không thích nhiều lời, rất nhiều chuyện yên lặng để ở trong lòng. Giang Dật mang theo Hắc Thần hướng Diệt Ma Các đi đến, còn không có đi vào một cái khôi ngô công tử ca đi ra, nhìn thấy Giang Dật mặt mũi tràn đầy mừng như điên kêu lên, Giang huynh đệ, ta liền biết ngươi có thể còn sống trở về, thế nào, khảo hạch thông qua được sao? Giang Dật khẽ mỉm cười nói, may mắn thông qua được. Đi, ta mang ngươi tìm Trần đội trưởng. Hà Vĩ thân mật tới ôm Giang Dật, nhếch miệng cười nói, phụ thân mau tới, đã ở nửa đường, chờ hắn tới, ta gọi hắn giúp ngươi tìm kiếm bằng hữu. Đa tạ Hà đại nhân. Giang Dật đối với cái này Hà Vĩ giác quan còn có thể, người này thuộc về loại kia trời sinh người tốt duyên, thích kết giao bằng hữu, đối đãi bằng hữu cũng coi như chân thành, đáng ra kết giao. Đừng kêu đại nhân, gọi ta Hà Vĩ, hoặc là Vĩ thiếu, gọi đại nhân nghe được không thoải mái. Hà Vĩ khoát tay áo, mang theo Giang Dật cùng Hắc Thần đi vào bên trái cái thứ nhất thiền điện. Trần đội trưởng tại bên trong nhắm mắt ngồi xuống, Giang Dật bọn người đi tới về sau, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, đưa tay nói, đầu người, hoặc là thần hạch. Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên, mấy người đầu cùng 10 cái thần hạch toàn bộ bay ra, Trần đội trưởng trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm, gật đầu nói, hảo tiểu tử, vượt mức hoàn thành a. Đi, việc này ta đã bẩm báo Lưu thống lĩnh, về sau các ngươi đều là Diệt Ma Các ký danh đệ tử. Vĩ thiếu, người dẫn bọn hắn đi dàn xếp xuống, đồng thời đem quy củ giảng giải một phen. Đa tạ đại nhân, Giang Dật chắp tay chuẩn bị lui ra, Trần đội trưởng vung tay lên đem những cái kia thần hạch quét tới, trầm giọng nói, những này là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi có thể bán ra cho Diệt Ma Các đổi lấy chiến công hoặc là thần nguyên, cụ thể ngươi hỏi thăm Vĩ thiếu đi. Giang Dật vội vàng đem thần hạch đều thu vào, Hà Vĩ cười nhẹ nhàng một đường thấp giọng nói ra, Giang huynh đệ a, một viên thiên thần thần hạch có thể đổi một điểm chiến công, 10 cái thần hạch có thể đổi một khối thần nguyên. Chiến công cùng thần nguyên đều là đồ tốt, không có chiến công tại Diệt Ma Các liền không chiếm được tài nguyên, không có thần nguyên ngươi không cách nào mua sắm đẳng cấp cao thần thông bí thuật cao cấp thần khí loại hình. Ta nhớ được 100 điểm chiến công có thể trở thành đệ tử chính thức. Giang Dật lông mày nhíu lại, cũng không biết kia hỗn độn thú thi thể có thể đổi bao nhiêu chiến công giống như có thể đổi 100 điểm, vậy hắn không phải nhẹ nhõm có thể trở thành đệ tử chính thức. Hà Vĩ mang theo Giang Dật hướng cái thứ hai thiền điện đi đến, một bên giải thích nói, không sai, đạt được 100 điểm chiến công, ngươi liền có thể có được Hắc Lang đầu huy chương, xem như đệ tử chính thức. 1 vạn điểm liền có thể trở thành Diệt Ma chiến tướng, 10 vạn điểm là Diệt Ma chiến vương, 100 vạn điểm thì là Diệt Ma chiến thần. Bất quá cấp bậc càng cao, phổ thông nhiệm vụ tiểu tiếp không được nữa, nhất định phải tiếp đẳng cấp tương đương nhiệm vụ. Kia cái gì? Giang Dật dừng một chút, không chịu nổi nội tâm nghi hoặc hỏi, một cái hỗn độn thú thi thể giá trị bao nhiêu chiến công? Hỗn độn thú thi thể phi thường đắt đỏ. Hà Vĩ tại Diệt Ma Các chờ đợi một đoạn thời gian, đối với bên trong các loại tin tức nắm giữ được phi thường đúng chỗ, hắn thuận miệng giải thích nói, hồng hoang cấp hỗn độn thú thi thể liền đáng giá 5.000 chiến công, thượng cổ cấp hỗn độn thú giá trị 5 vạn chiến công, hồng mông cấp càng kinh khủng, một cái liền có thể đổi lấy 100 vạn chiến công, trực tiếp tấn cấp làm Diệt Ma chiến thần. 5.000, Giang Dật hổ khu chấn động, hắn có hai cái hỗn độn thú thi thể, vậy hắn không phải trực tiếp có thể tấn cấp làm diệt ma chiến tướng. Chương 1303, Mai Tỷ, ngươi vì sao kích động như vậy, chẳng lẽ ngươi có hỗn độn thú thi thể? Hà Vĩ nhìn thấy Giang Dật lớn như thế phản ứng, có chút hồ nghi hướng hắn nhìn tới. Hắn thấy Giang Dật tính cách tương đối trầm ổn, trước kia nghe nói rất nhiều chuyện cũng không có quá lớn phản ứng, sở dĩ có câu hỏi này. Giang Dật không muốn lừa dối Hà Vĩ, cũng không muốn nói mình có hỗn độn thú, nói sang chuyện khác hỏi, cái này hỗn độn thú thi thể vì sao như vậy đáng tiền, không phải liền là một cỗ thi thể sao, còn có thể có làm được cái gì? Người đây liền không hiểu được, Hà Vĩ rất tình nguyện khoe khoang kiến thức của hắn, ba hoa trích chòe nói, hỗn độn thú phòng ngự rất cường đại, trên thực tế. Rất nhiều thần khí chiến giáp đều là dùng hỗn độn thú da lông luyện chế mà thành. Hỗn độn thú xương cốt cũng phi thường cứng rắn, cũng là luyện chế thần binh lợi khí tài liệu chính. Hỗn độn thú chân quý nhất là hắn hỗn độn đan, mỗi một cái hỗn độn thú đều là thiên địa dựng dục mà ra, hỗn độn trong nội đan ngưng khắc lấy tự nhiên pháp tắc, có thể thông qua hỗn độn đan cảm ngộ pháp tắc, cái này hỗn độn đan còn có thể thôi động, phóng thích bên trong pháp tắc thần thông đâu. Còn có thể thôi động, Giang Dật nội tâm khẽ động, giống như có thể thúc giục lời nói, đây không phải là có thể sử dụng hai cái hỗn độn đan phóng thích hai loại hỏa diễm, vậy hắn không phải có thể liên tục không ngừng đạt được hai loại hỏa diễm. Kia hai loại hỏa diễm uy lực, Giang Dật đã kiến thức, phổ thông thiên thần căn bản ngăn không được, nhẹ nhõm có thể đốt giết, nếu như không có thần khí chiến giáp, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Giang Dật trước kia còn phiền não hỏa diễm quá ít, dùng một điểm ít một chút, giống như hai cái này hỗn độn đan thật có thể thôi động phóng thích hỏa diễm, hắn tự có vô cùng vô tận hỏa diễm. Ta làm sao lại lừa ngươi, đây là thượng giới thưởng thức, rất nhiều cao cấp thần binh đều khảm nạm hỗn độn đan, lúc công kích đồng thời phóng thích pháp tắc, uy lực mới có thể lớn như vậy. Hà Vĩ càng thêm hồ nghi xem xét Giang Dật vài lần, hỏi lần nữa, ta nói Giang huynh đệ, ngươi thật sự có hỗn độn thú thi thể? Giang Dật biết rõ không thể gạt được Hà Vĩ, gật đầu nói, tại khảo hạch lúc nhặt hai cái đại tiện nghi, hai cái hồng hoang cấp hỗn độn thú khai chiến, ta ngư ông đắc lợi. Cái gì hai cái? Hà Vĩ thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn run rẩy bờ môi nói, huynh đệ, ngươi không có gạt ta, đây chính là một vạn điểm chiến công a, ngươi có thể trực tiếp trở thành diệt ma chiến tướng, lão thiên. Ngươi sợ là diệt ma các mấy năm qua này, tấn thăng chiến tướng nhanh nhất người. Xuyệt, Giang Dật làm một cái hư thanh động tác, sau đó nhẹ giọng nói ra, ta chuẩn bị lưu lại hai cái hỗn độn đan, ta có tác dụng lớn. Đừng, Hà Vĩ liền vội vàng kéo Giang Dật nói, hỗn độn thú quý nhất liền là hỗn độn đan, ngươi đem hỗn độn đan lưu lại, cái này hai cái hỗn độn thú nhiều nhất đổi 1000 điểm chiến công, ngươi tự tấn thăng không được diệt ma chiến tướng. Hồng hoang cấp hỗn độn đan bên trong pháp tắc là cấp thấp nhất, ngươi lấy ra lĩnh hội tác dụng không lớn a. Giang huynh đệ, ngươi nghe ta một lời, giống như ngươi tấn cấp diệt ma chiến tướng, nhất định sẽ gây nên Lam Ưng Phủ sở hữu diệt ma phân các oanh động, đến lúc đó tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng đại nhân vật nghe nói, sẽ còn thu ngươi làm đồ, về sau ngươi tựu lên như diều gặp gió. Ta đã quyết định, ta có ta ý nghĩ. Giang Dật rất kiên định nói, hắn không muốn ra cái này danh tiếng, không có thực lực cường đại, trở thành diệt ma chiến tướng chết càng nhanh. Cùng hắn muốn một cái tên tuổi, không bằng tăng cường thực lực càng tốt hơn một chút. Có được cái này hai cái hỗn độn đan, về sau hắn liền sẽ có liên tục không ngừng hỏa diễm, thực lực tăng nhiều. Một đường hành tẩu, Hà Vĩ một đường thuyết phục, nhưng Giang Dật bất vi sở động. Hai người xuyên qua hành lang đã tới một cái thiền điện bên trong, thiền điện bên ngoài viết chiến công các, nơi này là hối đoái chiến công, tiêu phí chiến công địa phương. Thiền điện bên trong ngồi một cái thiếu phụ, nhìn không ra niên kỷ, tư sắc thượng giai, mặt mày ngậm xuân, nhìn thấy Hà Vĩ đi tới, nàng thản nhiên đứng lên, khẽ mỉm cười nói, Vĩ thiếu, lại đến tỷ tỷ tới đây làm gì, chẳng lẽ lại là nghĩ ước tỷ tỷ? Hà Vĩ nheo mắt, nhếch miệng cười nói, Mai tỷ, lần này tới là giới thiệu ta một người bạn, Giang Dật, hắn năm nay có thể mới 26 tuổi nha. Vừa mới thông qua giáp đẳng khảo hạch, mà lại, hắn còn đánh chết hai cái hỗn độn thú, tới hối đoái chiến công. Được xưng làm Mai tỷ phong vận thiếu phụ đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, hướng Giang Dật quét tới, ánh mắt kia như là chó sói thấy Giang Dật linh hồn run lên. Hắn cảm giác chính mình giống như một cái bị nhu nhược thiếu nữ, cái này phong vận thiếu phụ lại hóa thân một cái lão sắc ma, loại ánh mắt này để cho người ta quá không dễ chịu. Mai tỷ quét Giang Dật vài lần, lúc này mới cười nhẹ nhàng nói ra, chật chật, cái này tiểu ca quá lợi hại, diệt ma các có thể có được nhân tài như vậy, đó là chúng ta may mắn. Tiểu ca mau đem hỗn độn thú lấy ra, ngươi sẽ trở thành mấy năm qua, toàn bộ địa giới diệt ma các nhanh nhất trở thành diệt ma chiến tướng thiên tài. Kia cái gì? Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, ta muốn giữ lại hai cái hỗn độn đan, có thể chứ còn có cái này hỗn độn thú không phải ta giết, ta chỉ là nhặt được một cái tiện nghi, ta không phải cái gì thiên tài, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ách, Mai Tỷ phản ứng cùng Hà Vĩ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, có chút đáng tiếc thở dài, người muốn lưu lại đó là người quyền lực, ta cũng không tốt khuyên nhiều. Bất quá Mai Tỷ là người từng trải, trở thành diệt ma chiến tướng sau tại diệt ma các địa vị vậy nhưng vị tăng lên rất nhiều, có quyền lực cùng tài nguyên cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta còn là kiên trì ta ý nghĩ. Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên, hai cái hỗn độn thú thi thể lấy ra, đem nửa cái thiền điện đều phá hỏng. Hà Vĩ cùng Mai Tỷ xem xét, đều âm thầm gật đầu đây là hỗn độn thú không sai. Mai Tỷ cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Giang Dật nói, đây là hai cái hỏa thuộc tính hỗn độn thú, người nhất định phải lấy ra hai cái hỗn độn đan, cái này hai cái hỗn độn thú bị đốt thủng một lỗ lớn, thi thể cũng không đáng tiền, hai cỗ thi thể chỉ có thể đổi lấy 1000 chiến công. Giống như người đem hai cái hỗn độn đan nhất lên hối đoái, ta có thể làm chủ cho ngươi 1,000 chiến công, để ngươi trực tiếp tấn cấp làm diệt ma chiến tướng. Giang Dật rất khẳng định nói ra, ta xác định không hối đoái hỗn độn đan. Ai, Hà Vĩ ở một bên thấy dương mắt nhìn, nhưng Giang Dật khuôn mặt như sắt, bất vi sở động. Mai Tỷ trong tay sáng lên một đạo quang mang, xinh đẹp trên ngọc thủ xuất hiện một bộ màu lam thủ sáo, nàng nhẹ nhõm xuyên thấu hỗn độn thú đầu, lấy ra một viên màu lam một viên nắm đấm màu đỏ lớn hỗn độn đan đưa cho Giang Dật nói, cái này ngươi cất kỹ, ngươi tốt nhất đừng truyền ra ngoài ngươi có hỗn độn đan tin tức, dễ dàng bị người nhớ thương. Cảm ơn Mai Tỷ, Giang Dật nhẹ gật đầu, Mai Tỷ vung tay lên hai cái hỗn độn thú thi thể thu vào, nàng che miệng cười một tiếng, một mực ngọc thủ nhẹ nhàng tại Giang Dật trên bờ vai sờ soạng một cái nói, ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ, ta tự nhiên muốn bảo vệ ngươi. Quay đầu tỷ mời uống rượu, vừa vặn rất tốt. Giang Dật, ngươi cũng nên cẩn thận, Mai Tỷ tu luyện chính là âm dương thuật, thích nhất đùa bỡn tuổi trẻ soái ca, tại diệt ma các bị hắn đùa bỡn qua nam nhân đạt tới 3 chữ số. Hà Vĩ truyền âm vang lên, Giang Dật toàn thân lên một chỗ nổi da gà, vội vàng bất động thanh sắc thân thể nghiêng, thoát khỏi Mai Tỷ tay. Cái sau tựa hồ phát hiện Hà Vĩ truyền âm, quăng một cái liếc mắt đi qua, trong tay giới chỉ sáng lên, đưa qua một cái hắc sắc giới chỉ nói, đây là diệt ma các đặc thù không gian giới chỉ, bên trong có thể ghi chép người chiến công, người luyện hóa sau liền có thể biết rõ, bên trong có 1000 điểm chiến công. Quay đầu để Vĩ thiếu nói cho ngươi chiến công dùng như thế nào, thuận tiện đi tấn thăng đường tấn thăng làm đệ tử chính thức đi. Trễ chút Mai Tỷ tiểu luân phiên, tiểu ca giống như muốn uống rượu. Có thể tới tìm ta a, có tỷ tỷ bảo bọc, cam đoan ngươi tại diệt ma các lẫn vào như cá gặp nước. Chương 1304, tìm tới Giang Tiểu Nô. Giang Dật, về sau các ngươi liền ở lại đây, ta ngay tại cách vách ngươi. Thần âm bộ lạc Đông Thành, một tòa làm bằng gỗ trong lầu các, Hà Vĩ mang theo Giang Dật Hắc Thần đi đến, lầu các không lớn không nhỏ, có 3 gian phòng, rời đi diệt ma các 2 nén nhang khoảng cách, vị trí địa lý cũng không tệ. Trên đường Hà Vĩ cho Giang Dật giới thiệu, cái này Đông Thành là diệt ma các địa bàn, thành Bắc là chiến thần các địa bàn, thành Tây thì là địa sát lâu đài địa bàn, Nam Thành ngư long hỗn tạp, là bản thổ thần tộc ở lại địa phương, còn có rất nhiều cửa hàng tử quán loại hình. Giống như không gia nhập tam phương thế lực, thật đúng là không có cách nào tại bộ lạc lẫn vào, chỉ có thể đi bên ngoài lang thang, một khi tao ngộ hỗn độn thú hậu quả khó mà lường được. Coi như không tao ngộ hỗn độn thú, tại bộ lạc cùng ngoài thành kia là tùy ý có thể giết chóc, vạn nhất trêu chọc cường giả, tiện tay liền sẽ bị xử lý. Giang Dật có 1000 điểm chiến công, là đệ tử chính thức, sở dĩ có được một chỗ đơn độc lầu các. Để hắn kinh nghi chính là, Hà Vĩ vẫn là ký danh đệ tử lại giống nhau có được lầu các, xem ra cha của hắn Hà Thống Lĩnh tại Lam Ưng Phủ hoàn toàn chính xác lẫn vào thật là không tệ, thần ưng bộ lạc diệt ma các thống lĩnh rất cho cha của hắn mặt mũi. Chiến công công dụng Giang Dật cũng biết rất nhiều, chiến công có thể tại diệt ma các thần thông đường mua sắm thần thông bí thuật, có thể hối đoái thần binh bảo vật, có thể vào nghìn lần vạn lần tu luyện mật thất tu luyện, cũng có thể đi đặc thù bí cảnh nội sam ngộ pháp tắc. Cái này chiến công tác dụng rất nhiều, bất quá tiêu hao cũng nhanh vô cùng, tỉ như đi nghìn lần tu luyện mật thất tu luyện một ngày, liền muốn 1000 chiến công, Giang Dật chiến công chỉ đủ một ngày tu luyện. Hắc Thần, ngươi tại cái này tu luyện, quay đầu ta giúp ngươi đi tìm một chút yêu thần đột phá chi pháp. Giang Dật để Hắc Thần tiến gian phòng bên trong tu luyện, Hắc Thần chiến lực quá yếu, đều không có ngưng tụ yêu thần chi thể, ra ngoài chỉ có thể là vướng víu, đã mang theo hắn đi tới thượng giới, Giang Dật tự nhiên sẽ giúp hắn một chút. Hắc Thần trầm mặc vào phòng, chính hắn phi thường tinh tường căn bản không giúp được Giang Dật nửa điểm công việc, giống như đi theo hắn đi đón nhiệm vụ, chỉ có thể liên lụy hắn, còn không bằng thành thật ở nhà tu luyện. Lão đệ, đến, uống một chút chúng ta giới diện đặc hữu rượu ngon. Hà Vĩ không có chút nào khách khí, trong phòng khách ngồi xuống, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chút rượu ngon, cho Giang Dật rót một chén, lúc này mới hèn hạ nở nụ cười, chúng ta đi Nam Thành dạo chơi nếm thử thượng giới nữ tử hương vị nghe nói rất nhiều bản thổ thần tộc, hợp thể lúc có thể song tu đâu. Không đi, Giang Dật lắc đầu, hắn nào có tâm tình đùa những này, mà lại hắn đã đáp ứng Y Thiền bọn người tuyệt không trêu hoa ghẹo nguyệt, Giang Tiểu Nô còn không có tìm tới, nội tâm của hắn nhanh như hỏa thiêu, đừng nói một chút gái lầu xanh, coi như cái kia Lạc tiểu thư cho hắn đùa đều không hứng thú. Không có tí sức lực nào, vậy tự ta đi vòng vòng. Hà Vĩ vỗ vỗ cái mông đi ra ngoài, Giang Dật chờ hắn sau khi đi, tại lầu các bên cửa một cái trên cơ quan vỗ một cái, toàn bộ lầu các lập tức sáng lên một cái vòng bảo vệ màu trắng, đem trong ngoài ngăn cách. Giang Dật đi vào gian phòng, lần nữa mở ra gian phòng vòng bảo hộ, lúc này mới lấy ra một cái kia hỗn độn châu đan, hắn dùng thiên lực chậm rãi bao khỏa, chậm rãi luyện hóa hỗn độn đan. Trọn vẹn luyện hóa 3 canh giờ, viên kia màu đỏ sẫm hỗn độn đan mới quang mang lóe lên, một đạo không hiểu thần vận truyền tới, cũng cảm giác như năm đó thiên lôi đảo lôi sơn truyền đến đạo vận. Giang Dật tinh thần chấn động, xem ra có thể căn cứ cái này thần vận chậm rãi cảm ngộ cái này hỏa hệ pháp tắc. Hỗn độn đan nhất sáng bị luyện hóa, cái này hỗn độn đan tựu không đáng giá, cũng không thể đi đổi lấy chiến công. Giang Dật cũng không hối hận, trở thành diệt ma chiến tướng, hắn sẽ chỉ chết được càng nhanh, không có thực lực cường đại, đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, kết cục thường thường sẽ không quá mỹ diệu. Hắn cũng không có lập tức đi cảm ngộ thần vận kia, mà là tiếp tục dùng thiên lực vờn quanh hỗn độn đan, hắn muốn nghiệm chứng một chút là có hay không có thể thôi động hỗn độn đan, sinh ra loại kia lam u sắc hỏa diễm, giống như không thể lời nói, hắn sẽ thua lỗ lớn. Hà Vĩ không có lừa hắn, 2 nén nhang về sau, Giang Dật cảm ứng được hỗn độn trong nội đan xuất hiện một đoàn màu đỏ sẫm hỏa diễm, tại hắn thôi động kia hỏa diễm xuất hiện về sau, Hỏa Linh Châu phát sáng lên đem hỏa diễm trong nháy mắt thu vào, gian phòng bên trong cấm chế quang mang lấp lánh, giống như Hỏa Linh Châu không hấp thu hỏa diễm, sợ là cấm chế này muốn bị nhiệt độ cao hủy đi. Tốt, Giang Dật tâm tình thật tốt, có được 2 cái hỗn độn đan, hắn liền có thể có được vô tận hỏa diễm, đến lúc đó ngưng tụ hỏa diễm thần thuẫn, không chỉ có công kích phòng ngự đều sẽ tăng cường không ít. Hắn vội vàng đem mặt khác một viên hỗn độn đan lấy ra lần nữa bắt đầu luyện hóa, sau 3 canh giờ, cái thứ 2 hỗn độn đan bị luyện hóa, một đạo thần vận phù Giang Dật trong đầu, hắn tiếp tục dùng thiên lực thôi động, 2 nén hương sau cái này hỗn độn trong nội đan cũng xuất hiện một đoàn lam u sắc hỏa diễm. Tu luyện, Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên thôi động hỗn độn đan ngưng tụ hỏa diễm, một bên tu luyện thiên lực, đồng thời còn cảm ngộ trong đầu cái kia đạo thần vận, tranh thủ lĩnh hội cái này hỏa hệ pháp tắc. Hắn là diệt ma các đệ tử chính thức, vốn có thể xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy chiến công, không bằng hắn cũng không có tâm tình đi làm những này, hắn muốn nhất chính là tìm tới Giang Tiểu Nô, còn lại sự tình hết thảy trước mặc kệ. Bằng vào hắn là không có cách nào tìm tới Giang Tiểu Nô, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi Hà Vĩ phụ thân tới, tới trước đó Giang Dật quyết định ở trong bộ lạc tu luyện chờ đợi, một bước đều không rời đi. Thượng giới qua nửa ngày, hạ giới đi qua 5-10 ngày, Hà Vĩ phụ thân rốt cuộc đã đến. Hà Vĩ rất giảng cứu, tại phụ thân hắn đến về sau, hắn mời hắn phụ thân vận dụng thống lĩnh quyền lực, điều tập Lam Ưng Phủ diệt ma các tình báo hệ thống, điều tra Giang Tiểu Nô. Đáng tiếc điều tra một phen, xác định diệt ma các cũng không có một cái nào gọi Giang Tiểu Nô nữ tử thành viên, điều này nói rõ Giang Tiểu Nô cũng không có gia nhập diệt ma các. Hà thống lĩnh lợi dụng quyền lực trong tay, ban bố một cái nhiệm vụ, toàn bộ Lam Ưng Phủ diệt ma các đều có thể xác nhận nhiệm vụ này, có thể được biết Giang Tiểu Nô tài liệu cặn kẽ. Nếu có người phát hiện Giang Tiểu Nô sau hội trước tiên truyền lại tin tức tới. Cảm ơn ngươi, Vĩ thiếu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hà Vĩ tới đem tình huống nói cho Giang Dật về sau, cái sau phi thường cảm kích bắt hắn lại tay. Thống lĩnh có quyền lực tuyên bố nhiệm vụ, nhưng một năm chỉ có mấy lần cơ hội, giống như không phải Hà Vĩ, phụ thân hắn quả quyết sẽ không giúp Giang Dật. Hà Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Giang Dật bả vai nói, hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể nhớ kỹ, quay đầu ngươi như lên như diều gặp gió. Cũng đừng nói không biết, ta yên tâm đi, nhiệm vụ tuyên bố ra ngoài, loại này tìm người nhiệm vụ người khác thích nhất, nếu có người gặp qua ngay lập tức sẽ nhận nhiệm vụ truyền tin tức tới. Kia cái gì Vĩ thiếu, ngươi hội tùy ngươi phụ thân đi Thần Hồ Thành sao? Giang Dật mím môi một cái, Hà thống lĩnh tại Thần Hồ Thành nhậm chức, tới tự nhiên là muốn dẫn Hà Vĩ đi qua, tại dưới trướng hắn cũng tốt chiếu cố và ra mặt. Giang Dật tại địa sát giới không có bằng hữu, cái này Hà Vĩ xem như một cái duy nhất. Tạm thời sẽ không. Hà Vĩ khoát tay áo nói, ta không đạt tới diệt ma chiến tướng là không có tư cách điều động, phụ thân lần này tới chỉ là cùng nơi này thống lĩnh chào hỏi, chiếu cố 1-2, hắn còn không có lớn như vậy quyền lực đem ta điều tới. Trong lúc nói chuyện, Hà Vĩ bên hông một cái đưa tin ngọc phù sáng lên, hắn nhìn lướt qua lập tức cười ha ha ha, muốn cái gì tới cái đó, phụ thân đưa tin tới, tìm tới người cô em gái kia. Chương 1305, ám sát nhiệm vụ. Thật đi mau, Giang Dật hổ khu run lên. Đây là tới đến thượng giới đạt được tốt nhất tin tức, hắn hận không thể lập tức bay đi Giang Tiểu Nô chỗ địa phương. Hà Vĩ mang theo Giang Dật nhanh chóng hướng Diệt Ma Các chạy như điên, trực tiếp tiến vào bên trong một đầu hành lang. Cái này hành lang thông hướng một cái lớn vô cùng thiền điện, trong thiền điện mặt ít nhất có gần trăm cái gian phòng, bên trong sức hoa lệ, hẳn là cái này Diệt Ma phân các đại nhân vật mới có tư cách ở lại địa phương. Hà Vĩ đi đến căn phòng thứ 5, gõ cửa một cái, bên trong đi ra một cái uy nghi lão giả, quét Giang Dật một chút, hờ hững gật đầu nói, vào đi. Gặp qua Hà đại nhân, Giang Dật đi theo vào, cúi người chào thật sâu, hành đại lễ. Hà Vĩ cũng quy củ đứng ở một bên, không dám cười đùa tí từng. Hà thống lĩnh người mặc Diệt Ma Các thống nhất màu đen chiến giáp, không bằng hắn huy chương bên trên ngoại trừ huyết lang đầu bên ngoài, còn có hai thanh dao nhau kiếm, đây là Diệt Ma Chiến Vương đặc hữu ký hiệu, tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị, cùng thực lực cường đại. Hà thống lĩnh đem một phần tư liệu bỏ trên bàn, hờ hững nói ra, người tìm được, tại Lam Sư Thành, cách nơi này rất xa. Tiểu tử, thực lực của ngươi cùng cấp bậc, căn bản không có cách nào tiếp cao cấp như vậy nhiệm vụ, sở dĩ ngươi là không cách nào đi Lam Sư Thành. Hảo hảo tu luyện, thêm nhận nhiệm vụ, đạt tới Diệt Ma Chiến Tướng, người mới có tư cách xác nhận đi Lam Sư Thành nhiệm vụ. Không được, cái này, Giang Dật lửa nóng nội tâm bỗng chốc bị tạt một chậu nước lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hà Vĩ, cái sau giải thích nói, không đạt tới Diệt Ma Chiến Tướng, chỉ có thể xác nhận Thần Ưng Thành phụ cận nhiệm vụ, rời đi Thần Ưng Thành sở thuộc địa vực bên ngoài nhiệm vụ là không cách nào xác nhận. Không tiếp nhận vụ người tựu không cách nào cưỡi Thần Châu, giống như dựa vào đi qua, ít nhất phải nửa tháng, đây chính là thượng giới thời gian. Đương nhiên, người cũng có thể ngồi thương hội Thần Châu, nhưng ít nhất cần 1000 thần nguyên đi. Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát nụ cười, hắn theo trên mặt bàn cầm lấy phần tài liệu kia, liếc mấy cái, sau đó thật sâu cho Hà thống lĩnh bái, cung kính nói ra, đa tạ Hà đại nhân, đại ân của ngươi. Giang Dật khắc trong tâm khảm, ta cáo lui trước. Hà thống lĩnh khoát tay áo, Hà Vĩ đem Giang Dật đưa ra ngoài, lúc này mới vào đây nhìn qua Hà thống lĩnh nói, phụ thân, ngươi vì sao không giúp một chút hắn, ngươi có thể dẫn hắn đi Lam Sư Thành, hắn là bằng hữu của ta. Hừ, Hà thống lĩnh lạnh lùng hừ một cái, nói tiểu tử này mặc dù thiên tư không tệ, nhưng địa sát giới thiên tư tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày đều có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc, hắn nếu có thể trong 1 tháng tấn thăng Diệt Ma Chiến Tướng, ta tự bồi dưỡng hắn một phen, dẫn hắn đi Lam Sư Thành đi một chuyến. Giống như không thể, về sau người khác đừng cầm loại chuyện nhỏ nhặt này đến phiền ta, ta không phải Phật chủ, không có nhiều như vậy thiện tâm. Rõ, Hà Vĩ rất cung kính chắp tay thối lui, đem hắn ý của phụ thân huyền chuyển nói cho trở lại lầu các Giang Dật. Giang Dật trong tay cầm Giang Tiểu Nô tài liệu cặn kẽ, Giang Tiểu Nô gia nhập Địa Sát Các, trở thành đệ tử chính thức, tại Lam Sư Thành vẫn là lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân, có thụ rất nhiều người tuổi trẻ truy phùng, sở dĩ nhiệm vụ vừa tuyên bố, Lam Sư Thành Diệt Ma đệ tử lập tức tiếp nhiệm vụ, đem tư liệu truyền tới. Trong 1 tháng đạt tới Diệt Ma Chiến Tướng, Giang Dật giờ phút này có chút hối hận, sớm biết liền đem 2 cái hỗn độn thú đổi thành chiến công, trực tiếp tấn cấp Diệt Ma Chiến Tướng. Bất quá nghĩ lại, Hà Vĩ phụ thân khẳng định khảo lượng là năng lực thực chiến của mình, giống như bằng vào hỗn độn thú tăng lên Diệt Ma Chiến Tướng, đoán chừng hắn khẳng định hội nâng yêu cầu khác. Ta đi đón nhiệm vụ, Giang Dật trầm ngâm một lát, cũng không ngồi yên nữa, cùng Hà Vĩ xin lỗi một tiếng, hướng Diệt Ma Các nhiệm vụ sảnh đi đến. Diệt Ma Chiến Tướng cần 1 vạn điểm chiến công, hắn chuẩn bị mau chóng xác nhận tận khả năng thêm nhiệm vụ, tấn thăng Diệt Ma Chiến Tướng. Đi vào nhiệm vụ sảnh, Giang Dật phát hiện Mai Tỷ thế mà không tại chiến công các ở lại, mà là đến nhiệm vụ sảnh bên này, xem ra Diệt Ma Các là thay phiên trực ban. Bên trong còn có một đám người ngay tại giao nhiệm vụ, Mai Tỷ cười đến nhánh hoa run rẩy, phóng đãng đến không được. Nhìn thấy Giang Dật đi tới, nàng khoát tay áo nói tốt, tất cả cút đi, đừng có lại ăn lão nương đậu hũ, nếu không lần sau cũng không có tốt nhiệm vụ cho các ngươi. 4-5 người đều chỉ là phổ thông Diệt Ma Các đệ tử, bất quá xem ra niên kỷ cũng không tính là trẻ, nhìn thấy Giang Dật đi tới, một tên hèn hạ trung niên nhân cười hắc hắc nói, Mai Tỷ thấy được tuấn tú tiểu sinh tựu không để ý chúng ta, thật làm cho người thương tâm a. Đúng đấy, ngày đó còn gọi nhân ra cục cưng bé nhỏ, hôm nay có tân hoan cũng không cần cũ yêu Mai Tỷ, loại người như ngươi ra cũng không thuận. Một cái dù đầu phấn diện thanh niên thế mà còn nhõng nhẽo, Mai Tỷ trong mắt hàn quang lóe lên nói, xem ra các ngươi thực sự không muốn tiếp hảo nhiệm vụ. Mọi người gặp Mai Tỷ nổi giận, vội vàng không dám náo loạn, ngoan ngoãn rời đi. Giang Dật làm như không thấy vừa rồi một màn kia, chắp tay nói, Mai Tỷ, ta muốn nhận nhiệm vụ, muốn đơn độc một người, chiến công càng nhiều càng tốt, nếu có thể ở Thần Ưng Bộ Lạc phụ cận, vậy liền tốt nhất rồi. Hi hi, Mai Tỷ dẫm lên ngân sắc ủng ra đi tới, nàng hôm nay mặc ngân sắc nhuyễn giáp, lộ ra tuyết trắng eo thon, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng tại Giang Dật trên bờ vai sờ soạng thoáng cái nói, Giang tiểu ca, ngươi yêu cầu thật đúng là nhiều a, nhiệm vụ như vậy không dễ tìm. Tỷ tỷ ngược lại là hữu tâm giúp ngươi, cũng không biết ngươi sẽ hay không làm người. Ừ, Giang Dật nội tâm lạnh lẽo, trên mặt ngược lại là không có gì đặc biệt biểu lộ, đối với cái này Mai tỷ có chút chán ghét. Nàng ý tứ rất rõ ràng, Giang Dật theo nàng lên giường, tốt nhất nhiệm vụ đều cho hắn, không thức thời, đoán chừng chỉ có thể tiếp một chút khổ nhất mệt nhất nguy hiểm nhất, chiến công rất hít nhiệm vụ. Sĩ có thể giết, không thể nhục, Giang Dật trong khung ngạo khí phát tác, hắn lặng lẽ nhìn qua Mai tỷ, lạnh giọng nói, Mai tỷ, ta tôn kính ngươi mới xưng hô ngươi là tỷ, Giang mỗ không phải tay ăn chơi, nếu như ngươi muốn ta tiếp tục tôn kính ngươi, xin cho ta nhìn thấy ngươi làm tỷ tỷ dáng vẻ. Giang Dật câu nói này nghe tựa hồ rất uyển chuyển, kỳ thật phi thường đả thương người, ám chào cái này Mai tỷ phóng đãng, là phóng túng. Mai tỷ đôi mắt cũng thoáng cái lạnh xuống, khoác lên Giang Dật bả vai bên trên tay ngượng ngùng thu hồi lại, nàng mắt phượng nhìn chằm chằm Giang Dật nhìn mấy lần, sau đó mị tiếu lên, nói ta thích nhất có cốt khí nam nhân, Giang Dật, ngươi muốn tốt nhiệm vụ, có một cái. Chiến công 1000, ám sát một người, mà lại ngay tại Thần Ưng bộ lạc phụ cận một cái hắc thị tòa thành bên trong, cũng không biết ngươi có hay không lá gan này. Giang Dật lông mày nhíu lại, 1000 chiến công đây cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn không có xúc động. Lạnh giọng nói ra, nhiệm vụ tình huống cặn kẽ cho ta. Mai tỷ lắc lắc nở nang bờ mông hướng thiền điện bên tường đi đến, tại trên bệ đá lấy một phần hồ sơ ném cho Giang Dật nói, đây là tài liệu cặn kẽ. Giang Dật tiếp nhận nhanh chóng liếc mấy cái, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Nhiệm vụ là Thần Ưng thành phát ra tới, ám sát người nghe nói là một cái minh giới gian tế, thực lực không rõ, đương nhiên không có đạt tới diệt ma chiến tướng trình độ, nếu không nhiệm vụ này cũng không phải là Giang Dật cái này cấp bậc đến thi hành. Giờ phút này người tại bộ lạc mặt phía bắc 10 bên ngoài vạn dặm một cái bí mật hắc thị tòa thành bên trong, phía trên có kỹ càng chân dung. Gian tế, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, Thần Ưng thành phát ra nhiệm vụ, nếu như là minh giới gian tế, địa sát quân đã sớm xuất động chém giết. Người này nên được tội Thần Ưng thành đại nhân vật, sở dĩ ban bố nhiệm vụ ám sát hắn. Nhiệm vụ nhân số cũng không giới hạn, bất quá loại này cấp bậc nhiệm vụ, bình thường tình huống cần mấy người hoặc là mười mấy người. Ai biết người bị giết có hay không thủ hạ hoặc là bằng hữu. Giang Dật trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Nhiệm vụ thời gian là 1 ngày, nhất định phải đầu người, nếu không nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ngươi 50 điểm chiến công. Mai tỷ phất phất tay, Giang Dật nhanh chóng quay người rời đi. Mai tỷ nhìn hắn rời đi, lúc này mới khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý nói, không biết thời thế, còn dám mỉa mai ta phóng đãng vậy liền đi chết đi. Hừ. Lần này ám sát hẳn là La ra cái kia ăn chơi thiếu gia a Giang Dật, người coi như giết hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Chương 1306, Cuồng Thần Lâu Đài. Tiếp nhiệm vụ về sau, Giang Dật cũng không có vội vã đi tòa kia hắc thị tòa thành, theo trên tình báo nói, gần nhất cái này nửa ngày ám sát đối tượng hẳn là đều ở tại hắc thị tòa thành bên trong, hắn còn có thời gian. Hắn đi diệt ma các thần binh đường dạo qua một vòng, cũng không có coi trọng bảo vật gì, chủ yếu là hạ phẩm thần binh hắn chướng mắt. Trung phẩm thượng phẩm thần binh hắn mua không nổi, tùy ý một kiện trung phẩm chiến giáp đều cần 1 vạn chiến công, hoặc là mấy vạn thần nguyên. Hắn lại nhập thần thông đường, muốn tìm có hay không tiện nghi dùng tốt thần thông. Đi vào hắn tự trợn tròn mắt, cấp thấp nhất thần thông đều cần 500-600 chiến công, mà lại rất nhiều đều là có hoa không quả, tỉ như có một loại có thể làm cho mình khí thế vô hạn tăng lên, chỉ có thể dùng để dọa người, thực lực căn bản không có nửa điểm tăng lên, lại cần 800 chiến công. Giang Dật lật khắp sở hữu thần thông bí thuật, ngược lại là tìm được có một loại rất không tệ thần thông, có thể ẩn núp ẩn thân, linh hồn không đạt tới nhất định cấp bậc không cách nào dò xét. Nhưng hắn mua không nổi, cần 3000 chiến công, hắn chỉ có rời đi diệt ma các, hướng Nam Thành đi đến. Nam Thành có rất nhiều tử lâu cửa hàng, theo Hà Vĩ nói có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi, Giang Dật dự định dây vào tìm vận may. Hắn không có thực lực, chỗ dựa duy nhất chỉ có 2 loại hỏa diễm, vạn nhất như thiêu không chết mục tiêu, hoặc là mục tiêu bên người có cường giả hộ vệ. Hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có nhiệm vụ mục tiêu, Giang Dật cảm thấy rất có khả năng có chút thân phận, nếu không có khả năng lái đi cao như thế giá treo thưởng. Sở dĩ Giang Dật phải nghĩ biện pháp che giấu thân phận cùng hành tích, thân phận tốt che giấu, hắn có một cái thần kỳ huyễn ảnh thần thông, bất quá nếu có người muốn điều tra, có thể căn cứ hành tích nhẹ nhõm khóa chặt hắn, sở dĩ hắn cần một cái tốt bày ra, một cái không có toát ra thân phận, để che giấu hành tích. Hao tốn gần nửa canh giờ, hắn đã tới Nam Thành náo nhiệt nhất một đầu trường nhai. Người ở đây rất nhiều, có người mặc kim sắc chiến giáp trên lưng có thần long đồ án chiến thần các đệ tử, cũng có trước ngực mang theo mạn đà la tốn địa sát các võ giả, còn có rất nhiều bản thổ thần tộc, người mặc kỳ dị nhuyễn giáp, trên lỗ tai mang theo xà hình vòng tai, trên đầu mang theo xà hình buộc tóc, đây là Lam Ưng Phủ lớn nhất một cái bản thổ thần tộc tộc đàn, Lam Xà Tộc. Thượng giới kỳ thật có rất nhiều bản thổ thần tộc, bọn hắn là tại thượng giới vô số giới diện bên trong đản sinh sinh linh, vừa thành niên liền có thể đạt tới thiên thần thực lực, rất nhiều chủng tộc còn có được kỳ dị thần thông, thế lực phi thường lớn. Bất quá địa sát giới bản thổ thần tộc thực lực cũng không tính rất mạnh, liền địa sát quân chủ đều là phi thăng giả, Lam Ưng Phủ phủ chủ cũng là phi thăng giả. Lam Xà tộc chỉ khống chế mấy chục cái phủ vực, còn lại phủ vực phủ chủ đều là phi thăng giả, có thể thấy được bản thổ thần tộc tại địa sát giới thế lực bị áp chế đến kịch liệt. Đương nhiên, các trong thành trì địa sát các, chiến thần các, diệt ma các bên trong có rất nhiều chức cao trọng quyền đều là bản thổ thần tộc. Bản thổ thần tộc trong máu chảy xuôi thần chi huyết dịch, trời sinh chủng loại tốt, thiên tư phi phàm, tu luyện so phi thăng giả phổ biến đều nhanh, cũng đều trong lòng xem thường phi thăng giả. Đáng tiếc hạ giới giới diện rất nhiều, mỗi thời mỗi khác đều có phi thăng giả tràn vào địa sát giới. Bản thổ thần tộc có một cái đặc điểm, sinh dục khó khăn, người mượn cớ tại quá ít, sở dĩ chậm rãi địa sát các đại phủ vực đều bị phi thăng giả chiếm cứ. Lăn đi, phía trước đi tới ba tên Lam Xà tộc người, một đường đầu ngẩng lên thật cao, nhìn thấy phía trước có cản đường, phi thường không khách khí khiển trách. Giang Dật không dám chọc sự tình, sớm tránh sang một bên, hắn đôi mắt nhất chuyển, giả mạo bản thổ thần tộc tựa hồ rất không tệ đánh giết mục tiêu, chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không tra được hắn. Hắn chậm rãi trên đường đi dạo, nhìn thấy có Lam Xà tộc người lập tức ngừng lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cẩn thận cảm ứng Lam Xà tộc hành vi làm dáng còn có linh hồn khí tức, đặc biệt tướng mạo loại hình, để tốt bắt trước. Trên đường đi 3 lần, quan sát 10 cái Lam Xà tộc người, Giang Dật nội tâm đã nắm chắc. Bước chân hắn dậm chân tại một gian không có bảng hiệu tòa thành bên ngoài, tòa lâu đài này mặc dù không có chiêu bài, nhưng người đến người đi phi thường náo nhiệt, Giang Dật đã sớm lưu ý. Hắn hướng bên trong đi đến, phát hiện bên trong căn bản không phải cửa hàng, chỉ là một cái trống rỗng đại điện, mà không ít người ngay tại trên mặt đất bày quầy bán hàng bán ra bảo vật, cũng không ít võ giả tại bốn phía loạn đi dạo, tìm kiếm thích hợp bảo vật. 1000 thần nguyên, 600 thần nguyên, 380 thần nguyên. Giang Dật nhìn mấy cái bày trải, im lặng trợn trắng mắt, trên người hắn chỉ có 15 cái thần nguyên, đây là đem những cái kia thần hạch toàn bộ bán kết quả, hắn điểm ấy thần nguyên ở bên trong căn bản không mua được bất kỳ vật gì. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi với, hắn nhìn thấy một cái lão giả trên mặt đất bày biện một bản phát hoàng sổ, trên đó viết Luyện Hỏa Chi Đạo, đối với hỏa diễm hắn thích vô cùng, bởi vì hắn có Hỏa Linh Châu, trời sinh có thể luyện hỏa, cho nên đối với luyện hỏa chi loại đồ vật đặc biệt để bụng. Không bằng hắn nhìn xuống yết giá, lại đầy mắt thất vọng xuống dưới, cái này thần thông bí thuật cần 100 thần nguyên, hắn cũng chỉ có 15 cái. Tiểu huynh đệ, đối cái này luyện hỏa thần thông có hứng thú. Lão giả nhìn thấy Giang Dật đứng ở phía trước không đi, ngẩng đầu mỉm cười nói, quyển kỳ thư này là lão phu năm đó ở một cái phế tích bên trong đạt được, có thể đem khác biệt hỏa diễm dung luyện, biến thành siêu cấp cường đại hỏa diễm. Đáng tiếc lão phu hỏa hệ pháp tắc tu luyện vài chục năm cũng không có đột phá quá lớn, cho nên mới nhịn đau bán ra. Tiểu huynh đệ giống như ngươi là tu luyện hỏa hệ pháp tắc, cái này thần thông sẽ để ngươi thực lực tăng lên mấy lần. Có thể đem khác biệt hỏa diễm dung luyện biến thành siêu cấp cường đại hỏa diễm. Giang Dật ầm ầm tâm động, giống như lão giả này không có gạt người lời nói, bản này thần thông bí thuật đối với hắn mà nói kia chân quý tới cực điểm, bởi vì người bình thường không cách nào hấp thu giữa thiên địa kỳ hỏa. Hắn có Hỏa Linh Châu lại có thể hấp thu bất luận cái gì hỏa diễm. Chí ít cho đến trước mắt còn không có hỏa diễm không thể hấp thu, giống như hắn đem cái này thần thông bí thuật tu luyện thành công, tại đi tìm các loại kỳ dị hỏa diễm dung hợp được, đến lúc đó chiến lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần. Đồ vật không tệ, ta có thể nhìn xem sao? Tùy ý nhìn một chút là được. Mặc dù nội tâm vô cùng kích động, nhưng Giang Dật cũng không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là trầm giọng hỏi. Lão giả trong tay sáng lên một đạo quang mang, ở trong sách bố trí xuống một cấm chế, lúc này mới đưa cho Giang Dật nói, ngươi chỉ có thể nhìn phía trước 3 trang. Giang Dật tiếp nhận thư tịch lật ra nhanh chóng xem xét, mặc dù chỉ là nhìn phía trước 3 trang, nội tâm lại lần nữa kích động không thôi. Lão giả không có gạt người, cái này đích xác là một bản kỳ thư, có thể dung luyện khác biệt hỏa diễm, quyển sách này đừng nói 100 thần nguyên, giống như Giang Dật có thần nguyên 1 vạn hắn cũng dám ra. Bất quá cái này thần thông bí thuật đối với võ giả cũng không có tác dụng lớn, coi như đối với tu luyện hỏa hệ pháp tắc võ giả cũng tác dụng không lớn. Bởi vì người căn bản là không có cách tồn trữ đẳng cấp cao hỏa diễm, cái này thần thông bí tịch chỉ đối Giang Dật tác dụng vô cùng lớn. Đắt, ta không có nhiều như vậy thần nguyên. Giang Dật đem sổ ném cho lão giả hờ hững nói, làm bộ dáng phải đi, lão giả nháy mắt nói ra, ngươi có bao nhiêu? 15 thần nguyên, còn có một thanh thần khí chiến phủ. Giang Dật tay sáng lên, 15 cái kim sắc tiểu thạch đầu cùng một cái cự phủ xuất thủ bên trong. Lão giả lại lắc đầu nói, ít, không bán. Quả nhiên, Giang Dật nội tâm trầm xuống, lập tức cắn răng sẽ tại dưới mặt đất ám trong hồ đạt được cái kia không gian giới chỉ giải trừ tinh thần liên hệ, đưa cho lão giả nói, ngươi xem một chút ngươi bên trong đồ vật có đáng tiền toàn bộ cho ngươi, bao quát thần nguyên cùng chiến phủ. Lão giả nhận lấy, thiên lực luyện hóa một lần, liếc mấy cái đột nhiên đôi mắt sáng lên nói, thành giao. Ách, chiếc nhẫn kia bên trong có thượng vàng hạ cám một đống đồ vật, Giang Dật cũng không biết rõ bên trong có cái gì đáng tiền đồ chơi, giờ phút này lão giả sảng khoái như vậy đoán chừng có đồ tốt không bằng hắn cũng không hối hận, đem thần nguyên giới chỉ chiến phủ toàn bộ ném cho lão giả. Lão giả cũng nhanh chóng đem thần thông bí thuật cấm chế giải trừ, Giang Dật cẩn thận tra xét một phen, xác định không có vấn đề sau cầm thư tịch ngay lập tức hướng chính mình ở lại một các chạy tới. Trở về thời điểm bước chân hắn đều có chút đánh phiêu, giống như hỏa diễm thật có thể dung luyện, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể gấp bội tăng lên, đoán chừng diệt ma chiến tướng cấp bậc cường giả đều có thể diệt sát. Chương 1307, dung hợp hỏa diễm. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian là một ngày, đối với hạ giới tới nói là trăm ngày, đi thành Bắc cái kia Hắc thị tòa thành vừa đi vừa về cần mấy ngày, sở dĩ Giang Dật thời gian rất dư giả. Hắn vội vàng trở lại chính mình ở lại lầu các, sau đó quan bế gian phòng cấm chế lập tức bế quan. Hắn một bên tu luyện thiên lực, một bên thôi động hỗn độn đan thu thập hai loại hỏa diễm, lần này hắn không có đi lĩnh hội hỗn độn đan bên trong pháp tắc, mà là đi lĩnh hội quyển kia luyện hỏa chi đạo, hắn nghĩ trong mấy ngày đem cái này thần thông cho nắm giữ, sau đó đem hai loại hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, liền lập tức đi làm nhiệm vụ. Đáng tiếc hắn xem thường cái này luyện hỏa chi đạo huyền diệu tính chất phức tạp, trọn vẹn tìm hiểu 10 ngày mới tính nhập môn, đây là bởi vì hắn trước kia tìm hiểu rất nhiều năm phần diệt thương khung vu thuật, đối với luyện hỏa có nhất định cơ sở, nếu không đoán chừng giờ phút này đều không thể nhập môn. Sau khi nhập môn hết thảy đều nước chảy thành sông, 13 thiên hậu hắn mở to mắt, quyết định bắt đầu luyện hỏa. Hắn thấy bên trong thoáng cái hỏa linh châu, phát hiện hai loại hỏa diễm đều có mấy trăm đoàn, hỏa linh châu sáng lên một đoàn màu đỏ sậm hỏa diễm xuất hiện, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề gian phòng kia cấm chế quá yếu, giống như hắn thời gian dài tại cái này luyện hỏa, đoán chừng toàn bộ phòng ở cấm chế đều sẽ bị thiêu hủy, tiếp lấy lầu các bị đốt cháy thành hư vô. Đi diệt ma các, Giang Dật nhớ rõ diệt ma các có phòng luyện công, cấm chế bên trong phi thường cường đại, diệt ma chiến vương công kích đều thẻ bất phá, bất qua phải hao phí chiến công, giờ phút này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đứng dậy nhanh chân hướng diệt ma các đi đến. Đi vào bên phải đầu thứ hai hành lang, liền có thể luyện công đường, bên trong có hơn 100 cái mật thất, đều là cho diệt ma các thành viên tu luyện, hắn chọn một gian nhỏ nhất, định 10 canh giờ, tiêu hao dòng dã 100 điểm chiến công. Ông, phòng luyện công cấm chế mở ra, Giang Dật thả ra một đoàn hỏa diễm, cấm chế có chút sáng lên, quả nhiên không có nửa điểm sự tình. Giang Dật phân biệt thả ra hai đoàn hỏa diễm, sau đó dùng luyện hỏa chi pháp đem hỏa diễm hấp thu đi vào, hỏa diễm biến thành đặc thù năng lượng tiến thân thể nội. Loại này luyện hỏa chi pháp Giang Dật trước kia liền sẽ, bất quá loại này luyện hỏa chi đạo biện pháp càng thêm huyền diệu một chút, kia hai loại hỏa diễm năng lượng tiến vào thân thể sau nhẹ nhõm biến thành hai loại khác biệt năng lượng, hướng thần hạch bên trong dũng mãnh lao tới. Luyện hỏa chi đạo, luyện hỏa địa phương là tại thần hạch bên trong. Đem hai loại hỏa diễm tại thần hạch bên trong dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó lại phóng xuất ra, uy lực liền có thể gấp bội tăng lên. Bất quá hỏa diễm không thể tại thần hạch bên trong chứa đựng, chỉ có thể làm chàng nhanh chóng luyện hỏa lập tức phóng xuất ra, sở dĩ tu luyện hỏa hệ pháp tắc người mới có thể luyện hỏa, mà lại có thể thả ra hỏa diễm còn không chỉ một loại. Hai cái hoàn toàn khác biệt hỏa diễm năng lượng tiến vào trong thân thể, lần theo kinh mạch tiến vào trong đan điền, cuối cùng tụ hợp vào thần hạch bên trong. Giang Dật khống chế hai đoàn năng lượng giao nhau cùng một chỗ, lập tức nhanh chóng xoay tròn, như thái cực bát quẻ ngư, đồng thời hắn khống chế một chút thiên lực phân biệt dung hợp vào hai đoàn hỏa diễm, dùng để bên trong cùng hai loại khác biệt năng lượng, dạng này hai loại khác biệt hỏa diễm mới có thể dung hợp. Hai đoàn hỏa diễm năng lượng nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Giang Dật khống chế một chút thiên lực không ngừng rót vào trong đó. Nhưng mà để hắn phiền muộn vô cùng chính là, dòng dã luyện hỏa nửa canh giờ, kia hai đoàn năng lượng liền là không dung hợp. Xoay tròn thời điểm hai đoàn hỏa diễm tựa hồ quấn ở cùng một chỗ, nhưng một khi ngừng lại phân mở ra, còn lẫn nhau có chút kháng cự, thủy hỏa bất dung. Chẳng lẽ cái này luyện hỏa chi đạo có vấn đề, ta bị lừa? Giang Dật mở to mắt, hắn hoàn toàn dựa theo luyện hỏa chi đạo phương pháp phía trên luyện hỏa, nhưng nửa canh giờ, hai đoàn hỏa diễm đều không có dung hợp, cái kia còn đùa trái trứng đản a, giống như tao ngộ địch nhân, hắn đến lúc đi luyện lửa lời nói, không còn sớm phải chết vỉnh lên. Chẳng lẽ hai loại hỏa diễm một cái cực hàn, một cái cực nhiệt, sở dĩ lẫn nhau bài xích, căn bản không thể dung hợp. Giang Dật gãi đầu một cái, nghĩ đến hắn diệt sát hỗn độn thú lúc tình huống lại có chút chần chờ, giống như không thể dung hợp hắn sẽ thua lỗ lớn, cái kia trong không gian giới chỉ tuyệt đối có đồ tốt, nếu không lão giả kia cũng sẽ không lập tức đồng ý trao đổi. thử lại lần nữa, Giang Dật nhắm mắt lại lần nữa nếm thử, đáng tiếc qua nửa canh giờ vẫn như cũ không cách nào dung hợp, nếu không phải cái này luyện hỏa chi đạo có vấn đề, cái kia chính là hai loại hỏa diễm căn bản là không có cách dung hợp. Không luyện, hắn có chút bực bội khống chế hai đoàn hỏa diễm năng lượng theo thần hạch nội vận chuyển ra, chuẩn bị ném vào hỏa linh châu bên trong. Hắn tùy ý khống chế căn bản tựu không để ý, vừa lúc này quay chung quanh thần hạch chậm rãi đi vòng thứ 9 khỏa tinh thần theo hai đoàn hỏa diễm năng lượng phụ cận bay qua, hắn nhất thời không có để ý, hai đoàn hỏa diễm năng lượng lại bị thứ 9 khỏa tinh thần hấp thu vào. Giang Dật tâm thần yên lặng tiến vào, đột nhiên linh hồn run lên, hắn phát hiện một kiện quái sự, hai loại hỏa diễm năng lượng tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần, chuyển hóa thành một lam một hồng hai loại năng lượng kỳ dị, mà hai loại năng lượng chính chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Tình huống như thế nào? Giang Dật dùng luyện hỏa chi đạo dòng dã dung hợp hơn một canh giờ, vắt hết óc đều không thể dung hợp, đi vào thứ 9 khỏa tinh thần thế mà tự động dung hợp. Giang Dật cho là mình cảm ứng sai, quan sát rất đợi lâu hai đoàn năng lượng triệt để dung hợp thành một đoàn về sau, mới đầy mắt chấn kinh ngạc mở to mắt. Gặp quỷ, cái này thứ 9 khỏa tinh thần không có dung hợp vào thần hạch bên trong, thế mà còn có diệu dụng này ân. Thứ 9 khỏa tinh thần một mực rất cổ quái, còn có thể hấp thu cương phong năng lượng, đây cùng vô danh công pháp có rất lớn quan hệ. Lão giả thần bí tàn hồn ngủ say, Giang Dật không nghĩ ra cũng không có cách nào giải hoặc. Chỉ có thể đem sự nghi ngờ này giấu ở trong bụng, hắn khống chế đoàn kia biến thành màu xanh đỏ năng lượng theo trong kinh mạch ra, cuối cùng ở lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Hô hô, cái này hai đoàn hỏa diễm quả nhiên dung hợp, biến thành một đoàn màu xanh đỏ hỏa diễm. Tại cái này hỏa diễm xuất hiện một khắc này, gian phòng cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt, bốn phía không khí cũng hơi quăn xoắn, nhiệt độ cao tới đáng sợ, bất quá Giang Dật thân thể đối lửa miễn dịch, căn bản không biết cái này hỏa diễm nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu. Tốt, tinh thần hắn đại chấn, vung vẩy cái này hỏa diễm đối vách tường đột nhiên vỗ tới, muốn thử xem cái này hỏa diễm đối cấm chế lực sát thương, phán đoán hỏa diễm uy lực. Kết quả hỏa diễm đụng một cái sở cấm chế, kia cấm chế quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến, cả phòng bày ra đến tuyết trắng, ánh mắt hắn đều không mở ra được. Xoa, cái này hỏa diễm uy lực rất cường đại a, đều xúc động phòng luyện công cao cấp cấm chế. Các loại chờ hỏa diễm tiêu hao hết, cấm chế quang mang mới ảm đạm xuống, Giang Dật mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Đây thật là phong hồi lộ chuyển, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn a, luyện hỏa chi đạo không có hiệu quả, ngược lại thứ 9 khỏa tinh thần có thể tự động dung hợp hỏa diễm. Bất quá không mua bản này thần thông bí thuật, hắn cũng không biết hắn thứ 9 khỏa tinh thần có tác dụng kỳ diệu như thế. Hắn nhanh chóng khống chế hỏa linh châu tuôn ra từng đoàn hỏa diễm, lần này luyện hỏa quá đơn giản, hỏa diễm chuyển hóa thành năng lượng tiến vào trong đan điền, tự động sẽ bị thứ 9 khỏa tinh thần hấp thu, tiếp lấy dung hợp có thể một loại năng lượng, luyện hóa tốc độ quá nhanh. Cái này thứ 9 khỏa tinh thần liền là một cái siêu cấp hỏa linh châu a, về sau dung hợp hỏa diễm trực tiếp có thể cất giữ trong bên trong. Cái này tinh thần bên trong vô biên vô hạn, coi như 100 ngọn núi lửa hỏa diễm đều có thể hấp thu, xem ra ta nên nghĩ biện pháp đi tìm càng nhiều thiên địa kỳ hỏa. Nếu là dung hợp mấy chục loại hỏa diễm, uy lực này nên lớn đến mức nào? Giang Dật không dám tưởng tượng, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết vô danh công pháp cường đại, lão giả thần bí nói hắn nếu có thể tập hợp đủ hỏa long kiếm 7 cái tàn kiện còn có khí linh, tại đem vô danh công pháp tu luyện tới đệ cửu trọng, đem có thể có được đối kháng minh giới thực lực. Trước kia hắn cũng không tin tưởng, giờ phút này kiến thức thứ 9 khỏa tinh thần diệu dụng về sau, Giang Dật không hiểu tin tưởng công pháp này giống như không ra vấn đề, sẽ phi thường cường đại đến vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Chương 1308, Hắc Thị Tòa Thành. Có thứ 9 khỏa tinh thần, Giang Dật dung hợp hai loại hỏa diễm tốc độ phi thường nhanh, căn bản không cần hắn quản nhiều, chỉ cần đem hỏa diễm dùng luyện hỏa chi đạo chuyển hóa thành hỏa diễm năng lượng tiến vào trong đan điền, còn lại sự tình tựu giao cho thứ 9 khỏa tinh thần. Hao tốn 3 canh giờ, Giang Dật hỏa linh châu bên trong 7-8-100 đám hỏa diễm toàn bộ dung hợp hoàn tất, đồng thời Giang Dật còn tại một bên tiếp tục dùng hai cái hỗn độn châu cô động hỏa diễm. Thứ 9 khỏa tinh thần lớn đến không bờ bến, bên trong không biết có thể tồn trữ bao nhiêu hỏa diễm năng lượng, cái này hỏa diễm thế nhưng là Giang Dật nhất cường đại sát khí, hắn tự nhiên muốn thêm tồn trữ một chút. Chiến công đã khấu trừ, Giang Dật cũng không dám lãng phí thời gian, tiếp tục ở chỗ này một bên tu luyện, một bên luyện hỏa, sau 7 canh giờ, hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong lại nhiều mấy trăm đoàn dung hợp hỏa diễm. Đầy đủ tiêu hao một đoạn thời gian, xuất quan, chấp hành nhiệm vụ. Giang Dật mở to mắt, trong con người đều là sát khí, đi ra phòng luyện công ngoài ý muốn phát hiện Hà Vĩ ngay tại bên ngoài chờ đợi. Hắn nhìn thấy Giang Dật sau trong đôi mắt đều là ngưng trọng, truyền âm nói, Giang huynh đệ, nghe nói ngươi tiếp một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ, ta tìm ngươi rất lâu, còn tưởng rằng ngươi đã đi chấp hành nhiệm vụ. Ha ha, cái nào nhiệm vụ không nguy hiểm. Giang Dật mím môi một cái, vỗ vỗ Hà Vĩ bả vai nói, đừng lo lắng, ta Giang Dật có 9 đầu mệnh, không chết được, chờ ta trở về. Đừng quá liều mạng, nhiệm vụ thất bại cũng liền khấu trừ 50 điểm chiến công, người đã chết. Cái gì cũng bị mất. Hà Vĩ ngưng âm thanh dặn dò một tiếng, Giang Dật tại địa sát giới không có bằng hữu, hắn Hà Vĩ đồng dạng không có. Giang Dật người này hắn không hiểu có loại hảo cảm, cho nên mới nhiều lần hỗ trợ, giờ phút này cũng là chân tâm có chút bận tâm Giang Dật. Ta nhớ kỹ. Giang Dật mỉm cười, phất phất tay trực tiếp rời đi Diệt Ma Các, hắn cũng không có trực tiếp ra bộ lạc, mà là đi Nam Thành. Tại một đầu vắng vẻ đường đi, lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến thành Lam Xà tộc người bộ dáng, lúc này mới nghênh ngang nhanh chóng ra bộ lạc Nam Đại Môn, lượn quanh một vòng thẳng đến phương Bắc mà đi. Cái kia Hắc thị tòa thành rời đi Thần Ưng Thành chỉ có 10 vạn lý, Giang Dật không thể phi hành, bôn tẩu mấy trăm dặm sau phía trước cũng không có đường, bất quá 10 vạn lý khoảng cách đối với hắn mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Hắn một đường thản nhiên bôn tẩu, bởi vì Thần Ưng Thành tồn tại, sở dĩ phương viên trăm vạn lý cũng đều là an toàn, trên đường Giang Dật cũng không có tao ngộ có hỗn độn thú. Có người, bôn tẩu ngàn dặm, tại phía trước một tòa sơn mạch dưới, hắn phát hiện bên trong dãy núi đào móc rất nhiều sơn động, trong sơn động cư trú mấy chục người, hắn bôn tẩu mà đến kinh động đến người ở bên trong. Bất quá đám người này hẳn là tại bộ lạc lăn lộn không dưới, hơn nữa nhìn tình huống vẫn là một cái gia tộc. Nhìn thấy Giang Dật hóa thân Lam Xà tộc, trong mắt còn lộ ra một tia sợ hãi. Giang Dật mặt không thay đổi một đường bôn tẩu mà đi, không để ý đến những người này, đối phương cũng không có tìm phiền phức. Vượt ngang mấy dãy núi về sau, hắn phát hiện phụ cận ở lại người vẫn rất thêm, hắn ngừng lại tinh tế cảm ứng một phen, chung quanh đây thiên địa linh khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều, đám người này ở chỗ này định cư, cũng hẳn là coi trọng nơi này thiên địa linh khí. Lam Xà tộc người bình thường không dám trêu chọc, trên đường Giang Dật còn phát hiện một cái thần tướng cấp bậc võ giả, dùng thần thức quét thoáng cái hắn, bất quá rất nhanh liền rút đi. Giang Dật đương nhiên sẽ không nhiều chuyện, tiếp tục tiến lên. Tử nhật đã rơi xuống, hai vòng huyết nguyệt dâng lên, Giang Dật chạy hết tốc lực hạ giới thời gian một ngày, rốt cuộc tìm được kia Hắc thị chỗ một tòa cự đại sơn mạch. Vùng núi này xuyên thẳng chân trời, không nhìn thấy đỉnh núi, theo nhiệm vụ tình báo giới thiệu Hắc thị tòa thành ngay tại đỉnh núi, nơi này là phương viên ngàn vạn dặm lớn nhất Hắc thị, tên là Cuồng Thần Lâu Đài, là Lam Ưng Phủ một cái cường đại gia tộc thành lập. Dưới núi có rất nhiều trạm gác ngầm, bất quá dò xét đến Giang Dật hóa thân Lam Xà tộc về sau, đều chưa hề đi ra ngăn cản, Giang Dật theo đường núi nhẹ nhõm lên núi đỉnh. Đỉnh núi cái gì cũng không có, ngay tại Giang Dật đầy mắt nghi hoặc nhìn chung quanh lúc, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, một chiếc thần châu nhanh chóng bay tới, lơ lửng trên đỉnh núi, tiếp lấy ba tên người mặc kim sắc chiến giáp chiến thần các thần tướng bay ra, thần châu biến mất. Ba người nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, bất quá nhìn thoáng qua tựu thu hồi ánh mắt lên núi đỉnh đi đến, một bước vào Giang Dật phía trước trăm trượng ba người đột ngột biến mất tại Giang Dật trong tầm mắt. Có huyễn trận, Giang Dật đi theo hướng phía trước đi đến. Quả nhiên đi trăm trượng khoảng cách sau bạch quang lóe lên, phía trước xuất hiện một tòa cự đại tòa thành, tòa lâu đài này phi thường khôi hoàng khí phái, không nhìn thấy bờ, tòa thành ngoài cửa lớn đứng đấy một loạt người mặc ngân giáp võ giả, thông qua khí hơi thở cảm ứng lại đều là thần tướng cấp bậc cường giả. Thần tướng canh cổng, Giang Dật nội tâm trầm xuống, tòa lâu đài này lực lượng thủ vệ như thế cường đại, bên trong tuyệt đối có thần vương thậm chí thần đế tọa trấn. Hắn coi như có thể đánh giết mục tiêu, xác định có thể thành công đào tẩu tại người khác địa bàn động võ. Tòa lâu đài này trấn giữ cường giả không có khả năng không ra mặt, nếu không người người đều ở bên trong khai chiến, Hắc thị tòa thành cũng không cần mở ra. Đi vào trước lại nói, Giang Dật nghênh ngang, ngẩng lên đầu hướng tòa thành đại môn đi đến, tại cửa chính lại bị hai tên ngân giáp võ giả cản lại, một người duỗi ra một cái tay nói, vào Cuồng Thần Lâu Đài cần giao nộp một khối thần nguyên. Ta cũng muốn giao. Giang Dật như bức hống hống quét hai người một chút, hai người kia cũng rất khẳng định nói ra, ngoại trừ có được lệnh bài. Nếu không coi như Thần Ưng Thành chủ tới, cũng muốn giao. Giang Dật nhức cả trứng, trên người hắn một khối thần nguyên cũng không có, nếu như ngay cả tòa lâu đài này còn không thể nào vào được, làm sao có thể tìm tới mục tiêu, chẳng lẽ lại đần độn chờ ở bên ngoài. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ có thể cắn răng lấy ra Thiên Đế Thuẫn, đưa cho hắn nói, ta thế chấp cái này thần khí, quay đầu tới chuộc về, có thể thực hiện. Có thể, ngân giáp võ giả tiếp nhận Thiên Đế Thuẫn, thu nhập trong không gian giới chỉ. Hờ hững nói ra, ngươi có thần nguyên có thể đi số 6 thiền điện chuộc về ngươi thần khí, giống như trong một tháng không có chuộc về, thần khí bên trong dấu ấn tinh thần sẽ bị hủy đi, thần khí này hội lấy ra bán ra. Giang Dật nhẹ gật đầu, cái này Cuồng Thần Lâu Đài coi như giảng quy củ. Hắn nhấc chân nghĩ hướng bên trong đi đến, kia ngân giáp võ giả đột nhiên đưa qua một cái bản chép tay nói, đây là Cuồng Thần Lâu Đài bản đồ địa hình, ngươi có bất kỳ cần có thể đi khác biệt thiền điện, mặt khác, bên trong nghiêm cấm động võ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Câu nói sau cùng, để Giang Dật nội tâm triệt để chìm xuống dưới, đây là cái gì nhiệm vụ A1000 chiến công quả nhiên không phải dễ kiếm, giống như nhiệm vụ mục tiêu tại trong một ngày không rời đi tòa lâu đài này, hắn nhiệm vụ coi như rõ ràng tiếp. Đã tới, chỉ có thể thử thời vận, không đến cuối cùng một khắc Giang Dật sẽ không bỏ rơi. Hắn nhìn lướt qua bản chép tay, phát hiện là một phần địa đồ, bên trong khắc họa lấy rất nhiều thiền điện, mỗi cái thiền điện đều có chuẩn bị chú, ghi chú rõ là dùng tới làm gì. Sòng bạc, thanh lâu, nô lệ tràng, cửa hàng, tử quán, đấu trường, bí cảnh, thần thông các, thần binh đường, nhiệm vụ các. Nơi này thế mà cái gì cũng có, nơi này là kẻ có tiền thiên đường A. Giang Dật liếc mấy cái, đối với cái này Cuồng Thần lâu đài tính chất có một chút hiểu rõ, nơi này có thể làm lộ ra, không thể lộ ra ánh sáng toàn bộ đều có, khó trách là Hắc thị tòa thành. Số 16 thiền điện, ánh mắt của hắn rất nhanh khóa chặt một cái thiền điện, nhiệm vụ trên tình báo viết rõ, mục tiêu thích nhất tại tòa thành trong sòng bạc pha trộn, đã tình báo chắc chắn như thế, như vậy nhiệm vụ mục tiêu tuyệt đối là cái ma bài bạc, hẳn là ngay tại số 16 thiền điện trong sòng bạc. Đi, bất kể như thế nào, Giang Dật đều muốn gặp cái mục tiêu này, nhìn xem có thể hay không có cơ hội ám sát, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1309, Kiếm Tẩu Thiên Phong. Tòa thành vô cùng khôi hoàng khí phái, bên trong sức hoa lệ, vàng son lộng lẫy, vừa tiến vào là một cái siêu cấp hình chữ nhật đại điện, cùng Diệt Ma Các đồng dạng, đại điện hai bên đều là rộng lớn hành lang, hai bên cộng lại khoảng chừng hơn 30 đầu, đại biểu cho hơn 30 tiền điện. Bên trong có rất nhiều người ra vào, cũng không ít người mang tới mặt nạ, hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận. Giang Dật tìm được số 16 thiền điện hành lang, trở ra cũng lấy ra một cái mặt nạ đeo lên, hắn này mặt nạ cũng không thể ngăn cản cường giả thần thức dò xét, bất quá người ở chỗ này hẳn là cũng sẽ không loạn dò xét người khác. Đi ngàn trượng khoảng cách, Giang Dật phát hiện cái này số 16 thiền điện cũng không phải là một cái, mà là ba cái, phía trước xuất hiện ba đầu đường rẽ, phía trên phân biệt ghi rõ đấu trường, thạch tràng, vui tràng. Giang Dật không biết mục tiêu ở đâu, chỉ có thể đi vào đầu thứ nhất đường rẽ, quẹo mấy cái cua quẹo hắn tiến vào một cái cự đại đại điện, bên trong khoảng chừng gần ngàn người, ở giữa có một cái lôi đài, bên trong có hai cái võ giả ngay tại chém giết, mà trên khán đài rất nhiều quần chúng đều đang thét gào không ngừng. Giết hắn, hồng cẩu giết chết hắc cẩu, người phải thua, đại gia tựu giết chết ngươi. Hắc cẩu tất thắng, bốn phía đều hò hét ầm ĩ, bên trong chiến đấu hai người rõ ràng là thiên thần, một người mặc màu đen chiến giáp, một người mặc màu đỏ chiến giáp chính liều chết chém giết. Giang Dật liếc mấy cái xem như thấy rõ, cái này đấu trường kỳ thật liền là một cái cỡ lớn sòng bạc, đánh cược là người bên trong sinh tử. Giang Dật không có để ý trên khán đài hai tên đấu sĩ, ánh mắt tại bốn phía quần chúng quét tới tìm kiếm mục tiêu, đáng tiếc bên trong có gần nửa người hoặc là mang lên mặt nạ, hoặc là dùng đặc thù thần thông để khuôn mặt trở nên mơ hồ căn bản là không có cách dò xét, còn lại hơn phân nửa người, Giang Dật cũng không có phát hiện mục tiêu. Liên tục xác định sau Giang Dật thối lui ra khỏi đấu trường, hướng thạch tràng đi đến. Thạch tràng không có lớn như vậy, bên trong chất đống kỳ kỳ quái quái thạch đầu, người cũng không nhiều, chỉ có gần trăm cái, vây quanh những cái kia thạch đầu loạn chuyển tinh tế quan sát, Giang Dật bất động thanh sắc ở bên trong dạo qua một vòng, xác định không có mục tiêu sau hướng cái cuối cùng vui tràng đi đến. Vừa tiến vào vui tràng, Giang Dật cũng cảm giác đi tới thanh lâu. Bên trong có rất nhiều nhã các bên trong đều ngồi từng cái áo bào lộng lẫy nam tử, mỗi cái phía sau nam tử hoặc nhiều hoặc ít đứng đấy hộ vệ. Bên người đều có mấy cái tư sắc thượng giai nữ tử bồi tiếp, những cô gái này từng cái mặc mỏng như lụa mỏng, như ẩn như hiện váy dài, còn có rất nhiều nữ tử đều là nửa thân trần, thậm chí không mảnh vải che thân. Trong nhã các ở giữa cũng có một cái lôi đài, bên trong có hai tên nữ tử đang chém giết lẫn nhau, cái này hai tên nữ tử một tia không trách, trong tay phân biệt cầm dao găm, tại trên lôi đài liều mạng công kích đối phương, nhã các bên trong ngồi mấy chục người thỉnh thoảng cười ha ha. Hắn liền là mục tiêu. Giang Dật tại rất nhiều nhã các bên trong quét qua, đôi mắt đột nhiên híp lại, hắn ở bên trái cái thứ 6 nhã các bên trong phát hiện mục tiêu, là một tên tuổi trẻ tóc tím công tử kia giờ phút này hai tay âm thầm vào bên người nữ tử áo bào bên trong tùy ý đùa bỡn, ánh mắt nhìn qua lôi đài chính đại quát không ngừng, giết chết nàng, giết chết nàng. Tóc tím công tử đứng phía sau 4 tên hộ vệ, bất quá cũng không có thần tướng cấp bậc, khí tức cũng không mạnh mẽ. 4 người mặt mũi tràn đầy dâm tà quang mang nhìn qua tóc tím công tử bên người nữ tử, nhưng không có người nào dám loạn động, rất thủ quy củ. Trên khán đài một tên nở nang nữ tử hung hăng đem dao găm đâm vào đối phương ngực, như thiểm điện rút ra, đâm liên tục mười mấy đao, hai người trắng noãn thân thể đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhã các bên trong mấy chục người có cười ha ha, có giận dữ không thôi. Mẹ nó, phế vật, thua lão tử 1000 thần nguyên. Tóc tím công tử hẳn là thua, nổi giận đứng lên, hùng hùng hổ hổ vài câu còn chưa hết giận, đột nhiên nắm lên bên người một nữ tử tóc hung hăng hướng phía trước bệ đá đánh tới, cái này một cái phi thường dùng sức, nữ tử kia đầu rơi máu chảy, bệ đá đều bị đụng nát một góc. Cầm thú, Giang Dật nhìn thấy cái này tóc tím công tử điên cuồng ngược đãi bên người nữ tử, trong mắt hàn quang lóe lên. Không bằng hắn ánh mắt rất nhanh thu hồi lại, bởi vì một tên phong thái chắc tuyệt trung niên nữ tử đi tới, nhìn qua hắn uyển chuyển cười nói, vị đại nhân này, cần phải đánh cược một lần, mỗi lần đặt cược 500 thần nguyên, có thể tùy ý chọn 4 tên nữ nô đùa bỡn, cũng có thể muốn thỏa thích ngược đãi nữ nô, người cảm thấy khó chịu có thể giết chết nữ nô, một nữ nô chỉ cần 100 thần nguyên. Câu nói kế tiếp, Giang Dật căn bản nghe không nổi nữa, cái này Hắc Thị Tòa Thành quả nhiên là tội ác dơ bẩn địa phương, ở chỗ này nữ nô căn bản không phải người, tùy ý có thể hành hạ đùa, giết chết cũng chỉ phải hao phí 100 thần nguyên là được, có thể tới đây đùa người tâm lý đều có chút biến thái đi. Giang Dật trên thân một khối thần nguyên đều không có, đừng nói chơi gái, đánh bạc, coi như uống một chén rượu đều quát không tầm thường, hắn hờ hững mở miệng nói, ta xem trước một chút. Thật có lỗi, đại nhân, trung niên nữ tử hẳn là nhìn ra Giang Dật là cái quỷ nghèo, bất quá vẫn là rất khách khí nói ra, chỉ cần đại nhân tốn hao 100 thần nguyên, liền có thể tùy ý xem một canh giờ, giống như không muốn tốn hao, mời đại nhân đi nơi khác xem một chút đi. Mục tiêu gần trong gang tấc, Giang Dật nhưng căn bản không dám động, đừng nói trong này khắp nơi đều là ám vệ, liền nói cái này trung niên nữ tử tự ít nhất có diệt ma chiến tướng thực lực. Lui 1.000 bước nói coi như có thể giết, Giang Dật cũng sợ chính mình đi không ra Cuồng Thần lâu đài. Đợi, mục tiêu như là đã xác định, mà lại hộ vệ bên cạnh cũng không mạnh, mục tiêu thực lực cũng chỉ có thiên thần cấp bậc, Giang Dật nội tâm đại định. 1.000 chiến công, loại nhiệm vụ này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, còn như giết cái này tóc tím công tử đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Giang Tiểu Nô một người lẻ loi trơ trọi ở tại Lam Sư Thành, Giang Dật phi thường không yên lòng, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Hắn ngay tại số 16 thiền điện phụ cận loạn chuyển, dù sao ở bên trong đi lại tổng sẽ không cần tiền a, hắn không dám đi ra ngoài các loại, vạn nhất cái này tóc tím công tử có thần châu, hắn muốn theo đuổi không kịp. 5 canh giờ, 10 canh giờ, 40 canh giờ. Giang Dật tựa như bệnh tâm thần ở bên trong đi tới đi lui, những cái kia ám vệ đều có chút hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, không bằng hắn cũng không có còn lại cử động, rất nhiều ám vệ rất hiểu quy củ, không có làm khó hắn, cũng không ai phản ứng hắn. Rốt cục, hạ giới thời gian trôi qua 3 ngày thêm về sau, trong hành lang truyền đến một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm, tóc tím công tử mang theo 4 người nhanh chân đi đến, rõ ràng thua không ít thần nguyên. Giang Dật không dám nhìn mấy người hướng bên cạnh đi đến, tóc tím công tử mang theo 4 người trực tiếp hướng tòa thành đi ra ngoài. Truy, Giang Dật đợi một hồi bước nhanh đuổi theo, Cuồng Thần lâu đài bên trong một chút hộ vệ ám vệ nhìn ra vấn đề, nhưng Giang Dật không tại tòa thành bên trong động thủ, ngược lại là không ai can thiệp. Nơi này bản thân khắp nơi đều tràn đầy hắc ám tội ác cùng dơ bẩn, Giang Dật nói rõ là tóc tím công tử bọn người mà đến, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Đi ra tòa thành đại môn, Giang Dật sắc mặt lập tức trở nên âm hàn, cái này tóc tím công tử quả nhiên có thần châu, giờ phút này một gã hộ vệ lấy ra thần châu, mọi người liền muốn hướng thần châu bên trên nhảy vọt mà lên. Thần châu tốc độ là Giang Dật gấp 10, mà lại thần châu cấm chế phòng ngự cường đại, một khi cái này tóc tím công tử đi vào thần châu, Giang Dật rốt cuộc không có cơ hội ám sát hắn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cắn răng một cái hướng kia tóc tím công tử nhanh chóng chạy như bay, một bên bôn tẩu một bên kêu to lên, công tử, các loại chợt tiểu thư nhà ta có chuyện tìm ngươi. Dung hợp hỏa diễm, cùng một thời gian, Giang Dật thứ 9 khỏa tinh thần bên trong dung hợp hỏa diễm nhanh chóng vận chuyển mà ra, chỉ cần cho hắn tới gần, 5 người này hắn tự tin nhẹ nhõm có thể đốt giết. Còn như giết 5 người này về sau, Cuồng Thần lâu đài sẽ như thế nào hắn đã không quản được nhiều như vậy, động thủ trước lại nói. Chương 1310, chém đầu. Tóc tím công tử bọn người liền muốn nhảy lên thần châu, nghe được Giang Dật tiếng kêu, mọi người nghi ngờ ngừng lại, kia tóc tím công tử mơ hồ quay đầu quét Giang Dật vài lần, hỏi tiểu thư nhà ngươi là ai? Cái này hỏi một chút nói thời gian, Giang Dật đã thành công đem khoảng cách song phương kéo gần lại 200 trượng, trong tay hắn giới chỉ phát sáng lên, mặt không biểu tình lấy ra một phong thư trầm giọng nói ra, tiểu thư nhà ta họ Lạc, đây là nàng đưa cho ngươi tin. Lạc tiểu thư, tóc tím công tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức cuồng hỉ hỏi, cái nào Lạc tiểu thư? Là Lạc Khuynh Nhan tiểu thư. Dừng lại, Giang Dật khoảng cách đã kéo gần lại 100 trượng, bên cạnh hắn một gã hộ vệ lại đột nhiên lên tiếng cảnh cáo. Giang Dật là từ bên trong đi ra, nếu như là truyền tin cái kia hẳn là chờ ở bên ngoài, hoặc là trực tiếp đi vào tìm hắn ra công tử, xuất hiện thời gian điểm rất làm cho người khác hoài nghi. Một cái khác hộ vệ cũng âm thầm đề phòng, quát lạnh, đem thư ném qua đến là được rồi. Giang Dật bước chân dừng lại, sau đó đem tin đã đánh qua, trầm giọng nói ra, tiểu thư nhà ta còn nói, trời sáng mời ngươi qua phủ một lần. Tóc tím công tử một tay tiếp nhận thư tín, cũng không có mở ra, ngược lại có chút khẩn trương ngưng âm thanh hỏi, ta hỏi ngươi nhà tiểu thư có phải hay không Lạc Khuynh Nhan tiểu thư. Mấy tên hộ vệ ngược lại là buông lỏng đề phòng, Giang Dật là Lam Xà tộc người, thực lực cũng không cao, theo bọn hắn nghĩ là quả quyết sẽ không làm loạn, trọng yếu nhất chính là nơi này còn tại Cuồng Thần lâu đài bên ngoài, ngươi xem tin tự nhiên là biết rõ. Giang Dật trầm giọng nói, tóc tím công tử chỉ có thể nhanh chóng mở ra thư tín, còn lại 4 tên hộ vệ cũng tự động hướng tin quét qua. Đúng lúc này, Giang Dật động, hắn đột nhiên khom người chắp tay nói, tham kiến tiểu thư. Ách, tóc tím công tử bọn người chính kinh nghi cái này thần bí Lạc tiểu thư thân phận, đột nhiên gặp Giang Dật hướng bọn họ sau lưng hành lễ, bản năng quay đầu. Giang Dật thân thể lập tức như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn nhanh mà đi, trên thân sát khí vô hạn dâng lên, trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, sáng lên một đạo màu xanh đỏ quang mang, hắn trước tiên thả ra Đồ Thần Trảm, để 3 đầu thiên địa chi thế trấn áp 5 người, dạng này bọn hắn không thể chạy trốn. Dừng tay, tòa thành bên ngoài hơn 10 người hộ vệ toàn bộ quát lớn, từng đạo khí thế kinh khủng dâng lên trấn áp Giang Dật, tình huống bên này bọn hắn một mực tại chú ý, Giang Dật dị thường cử động bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng không ai nghĩ đến Giang Dật càng như thế lớn mật, dám ở Cuồng Thần lâu đài bên ngoài động thủ mà lại đánh giết đối tượng vẫn là cái này tóc tím công tử. Thật can đảm, dám hành thích ta gia công tử, ngươi cũng đã biết ta gia công tử là ai. 4 tên hộ vệ giận tím mặt, trong tay giới chỉ nhao nhao quang mang lấp lánh, riêng phần mình lấy ra một kiện thần khí liền muốn công kích, 5 người trên thân đều có thần khí chiến giáp hiển hiện, kia tóc tím công tử trên người chiến giáp còn vô cùng hoa lệ, khí tức hùng hậu, hẳn là phi thường cao cấp thần khí. 4 tên hộ vệ công kích còn không có phát ra, Giang Dật Đồ Thần Trảm đã tới, 3 đầu hỏa long gào thét mà đến, cái này 3 đầu hỏa long cho bọn hộ vệ cảm giác cũng không phải là rất khủng bố, chỉ ít bọn hắn thần khí chiến giáp có thể ngăn trở. Để 4 tên hộ vệ cùng tóc tím công tử hoảng sợ là, 3 đầu hỏa long đằng sau dẫn dắt một đoàn màu xanh đỏ hỏa diễm, tại kia hỏa diễm vừa ra, không khí 4 phía đều cong, kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, coi như bọn hắn mặc thần khí chiến giáp đồng dạng cảm giác toàn thân thiêu đốt, bọn hắn khí huyết quay cuồng, thiên lực nhiễu loạn, căn bản là không có cách công kích. Công tử, mau trốn! 4 tên hộ vệ giống to, tại thời khắc này đều biết bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, sau cùng suy nghĩ liền là hy vọng bọn họ công tử có thể đào tẩu, nếu không sẽ liên lụy người nhà của bọn hắn. Tóc tím công tử thần khí chiến giáp rõ ràng rất cao cấp, giờ phút này quang mang lấp lánh, nhưng vẫn như cũ có nhiệt độ cao truyền lại đi vào. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn, vấn đề là Đồ Thần Trảm có thể mượn thiên đế chi thế trấn áp địch nhân, trong cơ thể hắn bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt, thiên lực cũng hơi có chút nhiễu loạn, mà lại người này rõ ràng là cái hoàn khố công tử, chiến lực phi thường yếu, rất có thể chưa từng tao ngộ qua ám sát, không bao giờ lại bị dọa sợ. Hiu hiu hiu, bên kia tòa thành bên trong hơn 10 người thần tướng gào thét bay tới, có người còn trước tiên thả ra không gian đạo văn, ý đồ ngăn cản Giang Dật ám sát, nhưng Giang Dật khoảng cách tóc tím công tử quá gần, bọn hắn vừa mới bay lên, Giang Dật Đồ Thần Trảm đã hung hăng đập vào 3 người trên thân, kia một đoàn lam u sắc hỏa diễm theo sát phía sau mà đến, đập vào mấy người trên thân. A, 4 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, 4 người thần khí chiến giáp thế mà đều giấy lên hừng hực liệt hỏa, tiếp lấy toàn thân bị đốt thành hư vô. Tóc tím công tử chiến giáp hẳn là trung phẩm trở lên thần khí, giờ phút này quang mang lấp lánh không ngớt, thế mà nửa điểm sự tình không có. Thần khí chiến giáp không có việc gì, tóc tím công tử lại có việc, toàn thân hắn đều cảm giác bắt đầu cháy rừng rực, hắn có loại muốn bị đốt sống chết tươi cảm giác, hắn nhìn thấy Giang Dật trong tay lại sáng lên màu xanh đỏ hỏa diễm, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn cuồng loạn bạo hống, dừng tay, ta là người của La gia, ta đại gia gia là Thần Ưng Thành Chiến Thần các chủ, ngươi dám giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Ưng Thành Chiến Thần các chủ, Giang Dật đôi mắt co rụt lại, hắn biết rõ cái này tóc tím công tử khẳng định là người có thân phận, lại không nghĩ rằng địa vị to lớn như thế. Hắn đối với Chiến Thần các có chút hiểu rõ, Chiến Thần các đích thật là cả giới thế lực lớn nhất, Chiến Thần các phân các trải rộng toàn bộ thiên giới, địa giới các đại giới diện bên trong, là chống cự minh giới tiến công trung kiên nhất lực lượng. Diệt Ma các cùng Chiến Thần các so sánh, thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc, đương nhiên. Địa Sát các cùng Diệt Ma các so sánh, lại một cái cấp bậc. Chiến Thần các thu người phi thường nghiêm ngặt, nhưng có thể vào đều là tinh anh trong tinh anh, có thể ở bên trong hỗn suốt đầu, kia càng là cường hoành đến cực điểm tồn tại. Tóc tím công tử đại gia gia là Thần Ưng Thành Diệt Ma các chủ, kia tại Thần Ưng Thành tuyệt đối là sắp xếp trước mấy đại nhân vật, hắn gia tộc tử đệ bị người đánh giết, mặt mũi này mặt có thể không có trở ngại. Giết, điện thạch hỏa hoa bên trong Giang Dật rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, nội tâm kiên định như sắt, như là đã đắc tội, thu tay lại cũng đã chậm. Vừa rồi tại Cuồng Thần lâu đài bên trong, cái này tóc tím công tử bạo ngược Giang Dật nhìn ở trong mắt, không giết hắn Giang Dật vậy liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Suy suy, hắn hỏa long kiếm lần nữa hung hăng đánh xuống, ngưng tụ mười mấy đoàn hỏa diễm gào thét mà đi, đem tóc tím công tử bao phủ đi vào, kịch liệt nhiệt độ cao đều gây nên Cuồng Thần lâu đài vách tường cấm chế tự động chống cự, tỏa thành sáng lên một đạo quang mang, cấm chế khí tức lan tràn ra. Xong, bên kia bay tới Cuồng Thần lâu đài hộ vệ vô lực khe khẽ thở dài, tóc tím công tử chiến giáp là đồ tốt, trung phẩm thần khí, vẫn tương đối cường đại loại kia. Đáng tiếc công tử này là cái bao cỏ, chiến lược rối tinh rối mù, cái này hỏa diễm cũng hoàn toàn chính xác bá đạo một chút, nhiệt độ cao tươi sống đem tóc tím công tử cho thiêu chết, toàn thân đều dấy lên hừng hực liệt hỏa, chỉ để lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hưu, Giang Dật phó tới, đem hỏa diễm thu vào, đồng thời một phát bắt được tóc tím công tử tự động tách rời ngân sắc thần khí chiến giáp, còn có một cái không gian giới chỉ, cùng thần hạch. Hắn hỏa long kiếm hung hăng một bổ, đem tóc tím công tử thiêu đến có chút cháy đen đầu trực tiếp cắt lấy, thu nhập trong giới chỉ. Hừ, Cuồng Thần lâu đài hơn 10 người thần tướng toàn bộ sắc mặt trầm xuống, một tên thần tướng không gian pháp tắc công kích đến, Giang Dật bên người không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, để hắn như tại nộ hải bên trong phiêu diêu, căn bản là không có cách chạy trốn. Tiểu tử, người rất có loại a, dám ở Cuồng Thần lâu đài bên ngoài giết người, mà lại giết vẫn là La gia công tử. Một tên thần tướng hộ vệ bay tới, ánh mắt âm hàn quét Giang Dật vài lần nói, thế mà còn ngụy trang Lam Xà tộc người ta cho ngươi biết, ngươi coi như ngụy trang thành tử ma thần tộc cũng vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cầm xuống. Chương 1311, miệng lưỡi dẻo quẹo. Vù vù, hai tên thần tướng bay tới, một người hung hăng một quyền nện ở Giang Dật trên bụng, mặc dù huyền đế khải tự động hiển hiện hộ chủ, nhưng một quyền này phi thường kỳ dị, lực lượng cường đại xuyên thấu qua huyền đế khải tầng tầng truyền lại đi vào, Giang Dật lập tức đau đến như một cái tôm không người. Mà lại một cỗ không hiểu năng lượng đột nhiên tiến vào Giang Dật trong thân thể, cuối cùng bao lũng tại đan điền bên ngoài, thế mà đem hắn đan điền cho phong ấn. Đan điền bị phong ấn, Giang Dật không cách nào vận dụng thiên lực, trừ phi hắn vận dụng công kích linh hồn, nếu không chỉ có thể bó tay đợi trói, nhưng nhiều như vậy thần tướng hắn căn bản không dám loạn động, một cái không tốt sẽ bị tại chỗ giết chết. Không có thiên lực duy trì, hắn huyễn ảnh thần thông tự động giải trừ, lộ ra bộ dáng lúc trước, hộ vệ đội trưởng nhìn lướt qua, lạnh giọng nói ra, mang về, phái người thông chi người của La gia, đem tiểu tử này giao cho bọn hắn. Phiền toái, Giang Dật đôi mắt lấp lóe, La gia xem ra thế lực vô cùng lớn, cái này Cuồng Thần lâu đài cũng chịu không được, sở dĩ chỉ có thể đem hắn giao cho La gia làm bàn giao, một khi bị mang đến La gia, Giang Dật tin tưởng mình sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Chờ chút, hắn khuôn mặt trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy oán giận, lớn tiếng phẫn nộ quát, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhưng tại các ngươi Cuồng Thần lâu đài bên trong động thủ, ta có thể hỏng quy củ của các ngươi, ta là diệt ma các người, lần này là chấp hành nhiệm vụ, vừa rồi người kia là minh giới gian tế, các ngươi như thế phù hộ hắn, chẳng lẽ lại các ngươi Cuồng Thần lâu đài cũng đầu nhập vào minh giới. Giang Dật lời nói chính khí lăng nhiên, chữ chữ châu ngọc, thanh âm to như chuông, lúc đầu vừa rồi Cuồng Thần lâu đài cấm chế lấp lánh tựu kinh động đến không ít người, giờ phút này có rất nhiều người hướng ra phía ngoài chạy như bay đến, có Cuồng Thần lâu đài hộ vệ, cũng có rất nhiều khách nhân ra xem náo nhiệt. Ây, hơn 10 người thần tướng trì trệ, Giang Dật nói lời tựa hồ có lý, Cuồng Thần lâu đài có quy định, bên trong không thể động thủ, nhưng cũng không có quy định bên ngoài không thể động thủ. Loại tình huống này bọn hắn ngược lại là chưa từng gặp qua, mà lại Giang Dật là diệt ma các người, hắn chấp hành nhiệm vụ cũng không sai, hắn trong lời nói còn cần rất mẫn cảm từ, minh giới. Minh giới đối với toàn bộ nhân tộc tới nói đều là phi thường kiêng kỵ tồn tại, một khi cùng minh giới dính líu quan hệ, vậy liền lại có che đỉnh tai ương. Coi như Cuồng Thần lâu đài cùng minh giới không có quan hệ, truyền đi thanh danh cũng không tốt nghe, hội ảnh hưởng nghiêm trọng buôn bán. Vấn đề là, tóc tím công tử gia tộc Cuồng Thần lâu đài không thể trêu vào a, La gia, tại Lam Ưng phủ thế nhưng là một cái cự vô phách, tóc tím công tử La Hoan đại gia gia là Thần Ưng thành Chiến Thần Các các chủ, bọn hắn La gia mặt trên còn có một cái siêu cấp đại nhân vật, Lam Ưng phủ Chiến Thần Các phó các chủ, La gia tại Lam Ưng phủ thế nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp đại gia tộc. Làm sao đều không nói. Giang Dật xem xét đám này thần tướng trần chờ bất định, nội tâm giấy lên một tia hy vọng, lần nữa chính khí lăng nhiên quát lớn, các người Cuồng Thần lâu đài có nghĩa vụ cam đoan khách nhân an toàn, nhưng hắn là khách nhân, ta cũng không phải là khách nhân của các ngươi, đừng nói hắn là minh giới gian tế, ta vẻn vẹn chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Coi như không phải, chúng ta ở bên ngoài động võ, cũng xxx các ngươi Cuồng Thần lâu đài chuyện gì có phải hay không, kể bên này cũng không thể động võ, các ngươi Cuồng Thần lâu đài chẳng lẽ là Lam Ưng phủ chúa tể không thành, ta giết người này, bọn hắn gia tộc giống như muốn truy cứu, tự nhiên sẽ tìm chúng ta Diệt Ma Các, không cần các ngươi nhiều chuyện. Giang Dật lời nói để một đám thần tướng hộ vệ triệt để không biết làm sao bây giờ, việc này liên lụy đến Diệt Ma Các cùng La Gia, hai bên bọn hắn đều đắc tội không tầm thường, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sinh ý, dù sao Diệt Ma Các cũng có rất nhiều người đến Cuồng Thần Lâu Đài giao dịch. Hiu hiu hiu, tòa thành ngoài cửa lớn, giờ phút này cũng kinh động đến ít nhất có hơn 100 người, rất nhiều cũng đều là khách nhân, đứng bên ngoài lấy xem kịch, bất quá đều không một người nói chuyện, đơn thuần xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, tòa thành bên trong đi ra một cái lão giả lông mày trắng, giờ phút này mặt trắng không râu, hai đạo mày trắng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, xem xét liền là nhân vật lợi hại. Thần tướng hộ vệ nhìn người nọ về sau, tựa như tìm được chủ tâm cốt, một người nhanh chóng chạy gấp tới, một chân quỳ xuống quát khẽ nói, bẩm hạ thống lĩnh, người này là Diệt Ma Các người, vừa rồi tại bên ngoài đánh lén ám sát La Hoan công tử, hắn nói là chấp hành nhiệm vụ, nghe nói La Hoan vẫn là minh giới gian tế. Ba, hạ thống lĩnh một bàn tay đem cái này thần tướng đập bay ra ngoài, dày đặc khí lạnh nhìn lướt qua Giang Dật quát lạnh nói, La gia uy danh hiển hách, La Hoan làm sao có thể là minh giới gian tế một đám thùng cơm, như thế sáng tỏ sự tình còn ở lại chỗ này lằng nhà lằng nhằng trực tiếp đem người này đưa đi La gia, đem chuyện đã xảy ra nói cho La gia gia chủ, La Hoan tại địa bàn của chúng ta chết đi, không thể không cấp La gia một cái công đạo. Nguy rồi, Giang Dật nội tâm quính lên, thật vất vả kinh doanh tốt đẹp cục diện mắt thấy phải trả chi đông lưu, hắn đôi mắt lạnh lẽo, đột nhiên cười to lên, ha 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 ha. Hạ thống lĩnh vốn định tiến vào tòa thành bên trong, nghe được tiếng cười bước chân dừng lại đến, những cái kia xem náo nhiệt cũng có chút ngạc nhiên, tiểu tử này hẳn là phạm vào bị điên sắp chết đến nơi còn lớn như thế cười. Giang Dật cười to một trận, ánh mắt nhìn về phía hạ thống lĩnh, đùa cợt nói ra, hạ thống lĩnh đúng không ngươi làm sao như thế ngu xuẩn tựu người như ngươi tại Cuồng Thần bảo chủ sự tình, các ngươi nơi này thế mà không có ngã bế, Giang mỗ rất là khó hiểu. Còn có nhiều người như vậy cổ động, thật sự là hoạt thiên hạ cười chê. Hạ thống lĩnh trong mắt sát khí lóe lên, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, La gia không phải ngươi có thể trêu chọc. Ha ha ha, Giang Dật phách lối ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, khinh miệt nhìn hạ thống lĩnh nói, La gia ngươi trêu chọc không nổi, ta Giang mỗ người ngươi hạ thống lĩnh cũng trêu chọc không nổi. Dùng ngươi đầu óc heo ngẫm lại, La Hoan nếu là La gia công tử, kia vì sao Diệt Ma Các dám nhận nhiệm vụ này lại là ai dưới ta nếu biết La Hoan thân phận, vì sao dám ra tay giết hắn trong này có bao nhiêu huyền cơ cùng lợi ích hút mắc, người hiểu không La gia ngươi đắc tội không nổi, sau lưng ta người cũng đắc tội không tầm thường, ngươi không muốn cho các ngươi Cuồng Thần Lâu Đài tìm phiền toái, vẫn là thành thành thật thật thả ta giết La công tử, La gia tự nhiên sẽ tới tìm ta, không cần các ngươi Cuồng Thần Lâu Đài vẽ rắn thêm chân. Ây, Giang Dật nói để hạ thống lĩnh biến sắc. Những cái kia thần tướng bọn hộ vệ cũng có chút kinh nghi bất định, đôi mắt lấp lóe. Giang Dật đem bọn hắn vòng vào đi, Giang Dật nếu biết La Hoan thân phận, còn dám ám sát nếu như hắn không phải muốn tìm cái chết, cái kia chính là bị hóa điên. Hạ nhiệm vụ người cũng biết La Hoan thân phận, dám hạ nhiệm vụ giết La gia công tử, người này khẳng định không sợ La gia, chẳng lẽ lại nơi này thật sự có quan hệ phức tạp, liên lụy đến hai cái to lớn thế lực minh tranh ám đấu nếu là như vậy, Cuồng Thần Lâu Đài liên lụy đi vào, đích thật là không sáng suốt cách làm. Trên thực tế, Giang Dật trước đó căn bản không biết La Hoan thân phận, hắn dạng này thuần túy là đang lừa dối. Nghĩ trước trốn qua cửa này lại nói, còn như đằng sau La gia trả thù về sau lại nghĩ biện pháp, nếu không một khi đưa đến La gia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ thần tướng còn có xem trò vui người ánh mắt đều nhìn về phía hạ thống lĩnh, chờ đợi quyết đoán của hắn. Hạ thống lĩnh trầm ngâm, lặp đi lặp lại tính toán lợi ích xấu tốt, trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên hạ quyết tâm. Vung tay lên nói, trước tiên đem tiểu tử này giam lại, đem sự tình truyền cho La gia cùng Diệt Ma Các, chúng ta Cuồng Thần Lâu Đài ai cũng không đắc tội, chính bọn hắn xử lý. Dựa vào, Giang Dật phế đi nửa ngày nước bọt, lại đạt được một cái kết cục như vậy, hắn tâm trầm lạc đáy cốc. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, Diệt Ma Các tuyệt đối sẽ không vì hắn đắc tội La gia, chờ người của La gia vừa đến, hắn vẫn là chỉ có một đường chết. Chương 1312, Lạc Khuynh Nhan. Hạ thống lĩnh xử lý phương pháp kỳ thật rất đúng trọng tâm, có thể trở thành tòa thành quản sự, hạ thống lĩnh rõ ràng không phải là đồ ngốc, sẽ không bị Giang Dật đơn giản chập chờn. Đem Giang Dật giam lại là tốt nhất cách làm, hai bên không đắc tội, La gia cùng Giang Dật thế lực sau lưng muốn đấu chính bọn hắn đi đấu, dù sao ai đấu thắng, đem người giao cho ai. Nhưng giống như người chạy, La gia truy vấn xuống tới, Cuồng Thần Lâu Đài có thể chịu không được. Hạ thống lĩnh, Giang Dật vẫn là không cam tâm, hắn chuẩn bị tranh thủ cơ hội cuối cùng. Hắn trầm giọng nói ra, ngươi làm như vậy rõ ràng vẫn là thiên vị La gia, dù sao ta cũng không phải là tại Cuồng Thần Lâu Đài bên trong ra tay, giống như ngươi là người thông minh, hẳn là hai bên đều không được tội, đem ta đưa đi Diệt Ma Các, đồng thời đem tin tức truyền báo cho La gia. Còn phía sau Giao Phong tựu không liên quan các ngươi Cuồng Thần Lâu Đài sự tình, ta tại Diệt Ma Các cũng chạy không được, lại nói. Coi như chạy, cũng là Diệt Ma Các sự tình, thảo a. Nếu như đi Diệt Ma Các Giang Dật còn có một chút hy vọng sống, dù sao hắn chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, giống như La gia cưỡng ép muốn người, Diệt Ma Các lại chịu không được áp lực giao ra chính mình, kia Diệt Ma Các thành viên khẳng định lại có ý nghĩ, về sau ai dám nhận nhiệm vụ. Hắn đây là cắt câu lấy nghĩa, cố ý lừa dối Hà Thống Lĩnh, đáng tiếc Hà Thống Lĩnh người lão gian hoạt, không phải Giang Dật tùy ý mấy câu liền có thể lừa dối. Hắn lạnh giọng cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đem tin tức truyền về các ngươi Diệt Ma Các, hai người các ngươi bên cạnh Giao Phong ta mặc kệ. Nếu như ngươi rời đi Cuồng Thần Sơn động thủ chúng ta tự nhiên mặc kệ, nhưng ở trên núi, tại chúng ta ngay dưới mắt, việc này nếu không xử lý, về sau Cuồng Thần Lâu Đài uy vọng ở đâu, tiểu thất, đem hắn miệng chắn, giam lại. Hạ Thống Lĩnh đoạn tuyệt Giang Dật sau cùng hy vọng, bắt hắn lại thần tướng như thiểm điện tại trên cổ hắn một điểm, một cỗ năng lượng truyền vào cổ họng của hắn bên trong, để hắn không cách nào phát ra tiếng, hai tên thần tướng nhanh chóng đem hắn hướng bên trong mang đến. Hưu, đúng lúc này, nơi xa một chiếc thần châu phá không mà đến, trong chớp mắt đã tới trên đỉnh núi, tiếp lấy đại môn mở ra, hơn 10 người tư thế hiên ngang nữ tử ra phía ngoài. Giang Dật cùng rất nhiều người ánh mắt quét qua, đều bản năng nhãn tình sáng lên, liền muốn đi vào. Hạ Thống Lĩnh cũng mỉm cười ra đón. Hơn 10 người nữ tử bên trong phía trước nhất là một tên nữ tử tóc lam, nữ tử này sinh mệnh khí tức nhìn phi thường trẻ tuổi, dáng người cùng dung nhan là tuyệt đỉnh, mặc phi thường nóng bỏng, trên người mặc màu đỏ hoa lệ nhuyễn giáp, lộ ra một đoạn trắng nõn mảnh khảnh bờ eo thon, bộ ngực phi thường bao la hùng vĩ cao ngất, phía dưới mặc một đầu màu đỏ tiểu váy da, lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn đôi chân dài, chân mang màu đỏ dày da nhỏ, như tuyết da thịt, màu đỏ sáo trang, tóc dài màu lam. Tú mỹ dung nhan phối hợp lại có một loại nhiếp nhân tâm phách đẹp. Trọng yếu nhất chính là người này khí chất, dùng một cái từ miêu tả cao quý. Nữ tử này nói cái gì đều không nói, lơ lửng giữa không trung, toàn thân đều để lộ ra một tia cao quý khí tức. Toàn trường rất nhiều nam tử bao quát Giang Dật đều có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác, tựa như nữ tử này là cửu thiên bên trên thần nữ, bọn hắn lại là một đám nhà quê, có thể xa xa nhìn lên một cái đều là bọn hắn vạn thế đã tu luyện phúc khí, không có người nào dám can đảm sinh ra khinh nhờn chi tâm. Lạc Khuynh Nhan, Lạc đại tiểu thư, Thần Ưng thành chủ độc nữ. Giang Dật gặp qua người này, bất quá khi đó xa xa nhìn thoáng qua, thấy cũng không phải là rất rõ ràng, giờ phút này khoảng cách gần quan sát mới phát hiện nữ tử này đẹp như tiên nữ, khó trách Triệu Thiết Trụ nói cho hắn chơi một chút, giảm thọ 100 năm đều nguyện ý, cái này 100 năm thế nhưng là thượng giới 100 năm. Lạc tiểu thư, Hạ Thống Lĩnh trước cao trọng quyền, bất quá tại cái này Lạc tiểu thư trước mặt rẻ mặt, hắn phi thường khiêm tốn đi ra khom người hành lễ, những người còn lại thần tướng, còn có rất xem thêm khách nhao nhao hành lễ. Đây là có chuyện gì? Thật xa liền nghe đến bên này hò hét ầm ĩ, a thế mà còn người chết. Lạc tiểu thư mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể nám đen, khắp không tận tâm mà hỏi, là ai lớn mật như thế con, dám ở các người Cuồng Thần Lâu Đài bên ngoài giết người a? Từ đầu đến cuối Lạc tiểu thư đều không có xem Giang Dật một chút, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hạ Thống Lĩnh, cái sau cười làm lành trả lời, là Diệt Ma Các một tên tiểu tử, gan to bằng trời ám sát La gia La Hoan công tử, ta ngay tại xử lý việc này, tiểu thư xin mời vào đi, miễn cho dơ bẩn con mắt của ngươi. Lạc tiểu thư hờ hững nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái mang theo một đám nữ tử hướng bên trong đi đến, đến cửa ra vào nàng đột nhiên quay người nhìn Giang Dật một chút, bờ môi khẽ động truyền âm cho Hạ Thống Lĩnh nói, Hạ Thống Lĩnh, nếu như ta là ngươi, liền đem tiểu tử này đưa đi Diệt Ma Các, đằng sau sự tình không muốn tham dự, việc này không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ách, Hạ Thống Lĩnh đôi mắt co rụt lại, Lạc tiểu thư đám người đã tiến vào, hắn trầm ngâm, đôi mắt lấp lóe, sau đó phất phất tay nói, người tới, phái 10 người đem tiểu tử này đưa về Diệt Ma Các, đồng thời thông báo La gia. Giang Dật không nghĩ tới Hạ Thống Lĩnh đột nhiên cải biến chủ ý, hắn như có điều suy nghĩ hướng thành bảo bên trong nhìn một cái. Hạ Thống Lĩnh là người rất có chủ kiến, loại người này một khi chuyện quyết định rất khó sửa đổi, có thể làm cho hắn lập tức thay đổi chủ ý, xem ra là cái kia Lạc tiểu thư quan hệ, Giang Dật vừa rồi nhìn thấy Lạc tiểu thư truyền âm. Cái này Lạc tiểu thư vì sao muốn giúp ta, nàng đến mức như thế chi khéo léo, chẳng lẽ lại cùng việc này có một ít liên quan. Đại gia tộc tiểu thư coi như tuổi còn trẻ cũng sẽ không lỗ mãng như thế, loạn nhúng tay chuyện như thế vụ bên trong, việc này thế nhưng là liên lụy La gia. Giang Dật não hải chuyển động, có một cái rất lớn mật phỏng đoán, chẳng lẽ nhiệm vụ này là Lạc tiểu thư ban bố, Lạc tiểu thư có phụ thân là thành chủ, cũng chính là địa sát các người, mà La Gia là chiến thần các người. Lạc tiểu thư muốn lộng chết La Hoan, không có khả năng tự mình động thủ, nếu không sẽ gây nên hai nhà xung đột, cho nên nàng âm thầm ban bố một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này không thể đi địa sát các tuyên bố, càng không khả năng đi chiến thần các, chỉ có đến diệt ma các. La Hoan là La Gia công tử, nhưng rõ ràng không bị chào đón, nếu không cũng sẽ không mang theo 4 tên thiên thần hộ vệ. Nhiệm vụ này giống như ném đi La Hoan thân phận, kỳ thật căn bản không có độ khó, nhưng lại hết lần này tới lần khác có 1000 chiến công, sở dĩ Giang Dật phi thường hoài nghi, nhiệm vụ này cùng Lạc tiểu thư có rất lớn quan hệ. Bất kể như thế nào, chí ít còn có một chút hy vọng sống, Giang Dật như chút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài, tự xem trở lại diệt ma các sau tình huống. Một tên thần tướng lấy ra một chiếc thần châu, 8 người mang theo Giang Dật bay đi lên, 2 người mang tới La Hoan thi thể không đầu, thần châu vạch phá bầu trời bắn thẳng đến Thần Ưng Thành phương hướng bay đi. 10 vạn dặm lộ trình, thần châu tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ thần châu đã tới Thần Ưng Thành. 5 tên thần tướng mang theo La Hoan thi thể hướng Thần Ưng Thành bay đi, thần châu thì rơi vào Thần Ưng bộ lạc quảng trường diệt ma các phía trước. Xuống dưới, 5 người mang theo Giang Dật đi vào diệt ma các tòa thành bên ngoài, một người đối phía ngoài hộ vệ chắp tay nói, Lưu thống lĩnh, nhưng tại chúng ta là Cuồng Thần lâu đài, người này vừa mới đánh chết La Gia La Hoan công tử, chúng ta phụng nhà ta thống lĩnh chi mệnh, đem hắn trả lại cho các ngươi diệt ma các. Giang Dật, giờ khắc này ở diệt ma các bên ngoài dẫn đội lại là lão bộ, hắn đôi mắt khẽ híp một cái nói, đa tạ chư vị, người này thật là chúng ta diệt ma các đệ tử, xin đem hắn chuyển giao cho chúng ta, đằng sau sự tình cùng Cuồng Thần lâu đài không có quan hệ. Tốt, lão bộ câu nói này chẳng khác gì là đại biểu diệt ma các đem sự tình tiếp tục chống đỡ, Cuồng Thần lâu đài người vui với đem cái này khoai lang bỏng tay chuyển giao. Một tên thần tướng vung tay lên, quát lạnh nói, giao người. Chờ chút, đúng lúc này, trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh bắn nhanh mà đến, một tên mặc hoa lệ kim sắc trường bào lão giả thật xa tự quát khẽ nói, người không thể giao. Chương 1313, lòng cảm mến. Lão bộ nhìn lướt qua trên không trung bay vụt xuống tới người, sắc mặt trầm xuống, liên thanh hướng người bên cạnh hạ lệnh, nhanh chóng bẩm báo Lưu thống lĩnh, các chủ không tại, hôm nay việc này phiền toái. Một tên diệt ma các đệ tử nhanh chóng hướng bên trong phóng đi. Lão bộ vung tay lên mang theo diệt ma các người hướng phía trước đi đến, đem Giang Dật cùng Cuồng Thần bảo người đều vây lại, lúc này mới ánh mắt híp nhìn qua trên không bay vụt mà đến 8 người. 8 người toàn bộ đều là thần tướng cấp bậc, 7 người mặc kim sắc chiến giáp, phía sau có một đầu thần long đồ án, vây quanh một tên tinh thần quắc thước kim sắc hoa bảo lão giả. Mọi người bay thấp mà đến, lão giả ánh mắt khóa chặt Giang Dật đằng đằng sát khí, Cuồng Thần bảo người cùng vải dệt thủ công hiển nhiên đều biết người này. Cuồng Thần bảo 5 người có chút khom mình hành lễ nói, gặp qua La Kỳ thống lĩnh. Hừ, được xưng La Kỳ lão giả tại Thần Ưng Thành rất nổi danh, bởi vì hắn là La Gia ngoại môn trưởng lão, chuyên môn đại biểu La Gia xử lý một chút ngoại môn tạp vụ. Hắn lạnh lùng hừ một cái, như ưng ánh mắt tại Cuồng Thần bảo trên mặt người đảo qua, cuối cùng rơi vào Giang Dật trên mặt, lúc này mới lạnh giọng nói ra, người này tại Cuồng Thần bảo ám sát nhà ta La Hoan công tử, các ngươi không đem người đưa cho chúng ta La Gia, ngược lại đưa đến diệt ma các ngươi hạ thống lĩnh già nên hồ đồ rồi. La Kỳ thống lĩnh, Cuồng Thần bảo người hiển nhiên vui với nhìn thấy loại tình huống này, nếu không cũng sẽ không đi trước bẩm báo La Gia, lại tới nơi này giao người. Một tên thần tướng bất kháng bất ti chắp tay nói ra, người này cũng không phải là tại chúng ta Cuồng Thần bảo bên trong giết người, mà lại hắn là diệt ma các đệ tử, chấp hành nhiệm vụ mà thôi, sở dĩ hạ thống lĩnh hai bên đều không tốt đắc tội, chỉ có thể đem người mang đến. Còn người này xử trí như thế nào, các ngươi song phương hiệp thương xử lý. Chúng ta cáo từ trước, việc này hạ thống lĩnh ngày sau sẽ đi La Gia đến nhà tạ tội. Cuồng Thần bảo người hiển nhiên đạt được hạ thống lĩnh thụ ý, lần này phi thường dứt khoát quả quyết, đem người ném một cái quay người liền lên thần châu trực tiếp rời đi. Loại tình huống này bọn hắn lại lưu lại, sẽ chỉ trêu chọc càng nhiều phiền phức. Dù sao người của song phương đều đến, muốn đánh muốn giết bọn hắn tự mình giải quyết, Cuồng Thần bảo hai bên đều không được tội. Vù vù. Diệt ma các người trước tiên đem Giang Dật ngăn tại sau lưng, đồng thời bên trong sông ra hơn 10 người diệt ma chiến tướng, Hà Vĩ cũng từ bên trong vọt ra, người này rất giảng nghĩa khí, thế mà vọt thẳng tiến vào đám người đứng ở Giang Dật bên người. Hiệp thương cái rắm, La Kỳ một đôi diều hâu con người ngạo nghễ tại diệt ma các trên mặt người đảo qua, lạnh giọng nói ra, người này ám sát nhà ta La Hoan công tử, việc này đã báo cáo cho tộc trưởng. Người này không chết, La Gia chúng ta cũng không cần tại Lam Ưng Phủ lăn lộn. Các người diệt ma các rất không tệ a, La Hoan công tử thế nhưng là chiến thần các đệ tử, nhiệm vụ như vậy các ngươi cũng dám tiếp, việc này các ngươi diệt ma các không cho cái bản giao, không để yên. Trước tiên đem người mang đi. Ong ong, 7 cái chiến thần các thần tướng thế mà trực tiếp sáng lên binh khí, đằng đằng sát khí hướng Giang Dật đi đến, rõ ràng chuẩn bị cướp người. Giang Dật hôm nay xem như thấy được chiến thần các uy phong cùng bá khí, căn bản không đem diệt ma các để vào mắt a. Ai dám, lão bộ trên thân khí thế dâng lên, trong tay một cây trường thương xuất hiện, đồng dạng sát khí nghiêm nghị nói ra, người này là chúng ta diệt ma các đệ tử, người nói mang đi tự mang đi, làm chúng ta diệt ma các là cái gì muốn mang đi, trước diệt chúng ta. Hà Vĩ trong tay xuất hiện một cái màu trắng cung đao, vùng cánh tay hô lên nói, bộ lão nói rất đúng, chúng ta diệt ma các cũng không phải dễ khi dễ, ai muốn cướp người, theo chúng ta trên thi thể bước qua. Hiu hiu hiu, cách đó không xa chiến thần các bên trong mười mấy tên thần tướng liên tục không ngừng bắn ra, cùng một thời gian diệt ma các bên này cũng có diệt ma chiến tướng nhanh chóng tuôn ra, càng xa xôi địa sát các rất nhiều người bôn tẩu ra xem náo nhiệt, quảng trường bốn phía vô số người cũng bị kinh động đến, nhanh chóng hướng bên này hội tụ mà tới. Sự tình rõ ràng có mở rộng xu thế. Giang Dật tâm nâng tại cổ họng bên trên, thế cục diễn hóa thành chiến thần các cùng diệt ma các ở giữa xung đột, mà lại thời khắc đều có thể bộc phát đại chiến, như song phương khai chiến, hắn sẽ trở thành cái thứ nhất bị đánh giết mục tiêu. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể thối lui, diệt ma các nhiều người như vậy vì hắn ra mặt, hắn như chạy trốn, làm sao xứng đáng bọn hắn trong khung ngạo khí cũng khiến cho hắn đứng tại chỗ bất động, bất quá tay bên trong hỏa long kiếm xuất hiện, cho dù chết hắn cũng muốn biện pháp kéo lên một hai cái đệm lưng. Toàn bộ dừng tay, một đạo quát lớn âm thanh theo diệt ma các bên trong truyền ra, tiếp lấy một tên dáng người thấp bé gầy yếu tiểu lão đầu mang theo mấy chục tên diệt ma chiến tướng đi ra, lão bộ nhìn người nọ sau lập tức thở dài một hơi. Các chủ không tại, cái này Lưu thống lĩnh liền là người chủ sự, hôm nay hắn ra mặt, diệt ma các uy phong liền không khả năng quét rác. Tham kiến Lưu thống lĩnh, diệt ma các bên này mấy chục người tinh thần đại chấn, tựa như tìm được chủ tâm cốt, La Kỳ lại nửa điểm không có để ý, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Lạnh giọng nói ra, Lưu thống lĩnh, người tới vừa vặn, các người ám sát nhà ta La Hoan công tử, việc này La ra chúng ta nhất định phải cái bàn giao, tộc trưởng phi thường tức giận, người cho cái thuyết pháp đi. Cái gì thuyết pháp? Lưu thống lĩnh vóc dáng rất thấp nhỏ, mặt cũng nhỏ, con mắt càng nhỏ hơn, hắn cười tủm tỉm chắp tay sau lưng đi tới nói, có người tuyên bố nhiệm vụ, muốn La Hoan đầu người, chúng ta diệt ma các đệ tử nhận nhiệm vụ chém giết mục tiêu, cái này rất bình thường a. À. Ha ha, La Kỳ giận quá mà cười. Thân thể cũng hơi có chút run rẩy, hắn đưa tay chỉ Lưu thống lĩnh nói, Lưu Uy, đầu óc ngươi xác định không có vấn đề, việc này ta còn đang muốn hỏi ngươi đến cùng là ai ban bố nhiệm vụ các ngươi diệt ma các biết rõ mục tiêu là La Hoan công tử, vì sao muốn nhận nhiệm vụ này, có phải hay không bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể tùy ý tiếp, nếu là lần sau có dưới người nhiệm vụ muốn ám sát ngươi Lưu thống lĩnh, chẳng lẽ lại chiến thần các cũng có thể tùy ý tiếp, nói thật. Muốn giết ngươi Lưu thống lĩnh, chúng ta chiến thần các có 30 người có thể nhẹ nhõm làm được. La Kỳ ý tứ hết sức rõ ràng. Giống như Lưu thống lĩnh không cho thuyết pháp, chiến thần các nói không chừng trời sáng sẽ xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, ám sát Lưu thống lĩnh. Đến lúc đó phía trên truy cứu xuống tới, các người diệt ma các có tiền lệ, trách không được chúng ta chiến thần các, theo câu nói này cũng hiển lộ chiến thần các nội tình cùng bá khí. Là ai ban bố nhiệm vụ thật xin lỗi, không thể trả lời, chúng ta nhất định phải đối tuyên bố nhiệm vụ người giữ bí mật. Lưu thống lĩnh không có nửa điểm tức giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm hai tay chắp sau lưng. Hắn nhàn nhạt nói ra, còn như nhiệm vụ này vì sao muốn tiếp, tự nhiên là có nguyên nhân. La Hoan nửa tháng trước cùng Phí gia công tử Phí Minh từng có tiếp xúc, mà lại trên tình báo biểu hiện, mấy tháng nay bọn hắn tiếp xúc ít nhất 10 lần, mỗi lần tại trong mật thất trò chuyện vui vẻ. Phí gia phạm vào chuyện gì, La Kỳ ngươi hẳn là rất rõ ràng, việc này các ngươi La gia có tham dự hay không, ta còn muốn báo cáo Lam Ưng Phủ cha một chút. Ngươi, vu hãm, La Kỳ sắc mặt đại biến, đôi mắt cũng như độc xà hàn quang lấp lánh. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Lưu Uy, việc này nội tình ngươi hẳn là nhất thanh nhị sở. Giao không giao người một câu, La gia nhất định phải một bộ mặt, tộc trưởng trong cơn giận dữ, hậu quả chính ngươi đảm đương. Thật xin lỗi, Lưu thống lĩnh cười tủm tỉm nhún vai một cái nói, diệt ma các sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một tên đệ tử, đây là diệt ma đại đế lưu lại di huấn, cũng là chúng ta diệt ma các tôn chỉ. Tốt, 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 La Kỳ vung tay lên dẫn người đằng không mà lên, giữa không trung ánh mắt u quét Giang Dật một chút. Lạnh giọng nói ra, La ra mặt không là ai đều có thể đánh, Lưu Uy ngươi sẽ vì chuyện hôm nay trả giá đắt. La Kỳ đi, chiến thần các người cũng nổi giận đùng đùng lui đi, Lưu thống lĩnh từ đầu đến cuối đều cười tủm tỉm, tựa như một cái hiền lành ôn hòa tiểu lão đầu. Hắn tán thưởng nhìn Giang Dật một chút, khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi rất có loại a. Bất quá, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần, về sau ngươi đi làm nhiệm vụ, tự cầu phúc đi. Giang Dật rất ít cảm động, lần này lại bị cảm động đến ào ào. Hắn thật sâu khom người xuống dưới, trầm giọng nói, đa tạ Lưu thống lĩnh, Giang Dật nếu có thể sống sót, cả một đời là diệt ma các người, cho dù chết cũng là diệt ma các quỷ. Diệt ma các vì hắn một tiểu nhân vật không tiếc đắc tội La gia, để Giang Dật lần thứ nhất đánh đáy lòng đối diệt ma các có lòng cảm mến. Chương 1314, cận kề cái chết không gãy eo. Giang Dật cái tên này, tại Thần Ưng Bộ Lạc trong nháy mắt tựu nổi danh, dù sao dám tiếp ám sát La gia công tử nhiệm vụ, cũng thành công xử lý La Hoan, cuối cùng còn kém chút gây nên chiến thần các cùng diệt ma các đại chiến ngu xuẩn, không muốn nổi danh cũng khó khăn. Trong con mắt của mọi người, Giang Dật liền là một cái 10 phần ngu xuẩn. Nhiệm vụ này đổi lại là người khác khẳng định không người dám tiếp, bởi vì La Hoan tại Thần Ưng Thành cùng Thần Ưng Bộ Lạc lớn nhỏ tính toán cái nhân vật, tùy ý điều tra thoáng cái liền có thể biết rõ thân phận của hắn. Cho dù có cùng loại Giang Dật loại này không biết thân phận người tiếp nhiệm vụ, một khắc cuối cùng La Hoan tự giới thiệu khẳng định cũng không dám làm loạn, mà Giang Dật biết rõ La Hoan thân phận, vẫn là quả quyết xuất thủ xử lý hắn. La Hoan đại gia gia, tại Thần Ưng Thành không phải sắp xếp thứ mấy, mà là sắp xếp thứ hai, khoảng chừng Thần Ưng Thành chủ Lạc Trần phía dưới. Giống như luân thực lực kỳ thật còn tại Lạc Trần phía trên, xếp hạng Thần Ưng Thành đệ nhất. Bất quá nơi này nói thế nào đều là địa sát giới, Cường Long không ép được địa đầu xà, thành chủ vẫn là bên ngoài lão đại. Tại việc này truyền ra về sau, Thần Ưng Bộ Lạc Nam thành sòng bạc ngầm, còn có Cuồng Thần Bảo trong sòng bạc lập tức có người mở ra bàn khẩu, cược Giang Dật có thể sống mấy ngày, Giang Dật sống được càng lâu, tỷ lệ đặt cược tựu càng cao. Giang huynh đệ, lần này ngươi quá vọng động rồi, Mai tỷ còn nói nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, lại không nghĩ rằng lại là ám sát La Hoan, nếu như ta sớm biết tựu nhất định sẽ ngăn cản ngươi làm chuyện điên rồ. Diệt ma các nhiệm vụ bên ngoài phòng, Hà Vĩ đầy mắt nặng nề thấp giọng cùng Giang Dật nói. Hắn biết rõ Giang Dật phi thường muốn tấn cấp diệt ma chiến tướng tìm tới muội muội của hắn, lại không nghĩ rằng hắn liền nhiệm vụ như vậy cũng dám tiếp, đây thật là một cái không sợ trời không sợ đất chủ a. Nói những cái kia có ý nghĩa gì, dù sao đã làm, cùng lắm thì chết một lần thôi. Giang Dật dừng bước lại mỉm cười, thần sắc rất thong dong, thế giới này không có thuốc hối hận, hắn từ nhỏ nghe qua nhiều nhất một câu liền là Giang Vân Hải lặp đi lặp lại dạy bảo hắn đã làm cũng không cần hối hận, tuân theo bản tâm, không muốn sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhân sinh hơn 10 năm, không cầu trường sinh, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt. Chết, Hà Vĩ dừng một chút, phi thường trịnh trọng nói ra, Giang Dật, gần nhất ngươi ngàn vạn không thể xuất Thần Ưng Bộ Lạc, đoán chừng chiến thần các đã hạ đạt đối ngươi lệnh truy sát, hành tung của ngươi thời khắc sẽ bị người giám thị. Một khi ngươi bước ra bộ lạc, ai cũng cứu không được ngươi. Trong bộ lạc là nghiêm cấm động võ, La gia cũng không còn như để người mượn cớ, bọn hắn lần này bị mất mặt, sớm muộn muốn tìm trở về. Ngươi hẳn phải biết đại gia tộc chú trọng nhất mặt mũi, ngươi vừa đi ra ngoài coi như cùng phụ thân ta đồng hành, hắn đô hộ không ở ngươi. Không thể ra bộ lạc, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, nhiệm vụ gần như đều là ở bên ngoài, ở trong bộ lạc nhiệm vụ một tháng khó gặp được mấy lần, cho dù có chiến công cũng thấp đến đáng thương. Chẳng lẽ lại hắn cả một đời ở tại bộ lạc, còn có Giang Tiểu Nô chẳng lẽ tự trơ mắt nhìn xem nàng, một người lẻ loi hưu quạnh tại Lam Sư Tử Bộ Lạc, vạn nhất nàng bị người khi dễ đâu. Giang Dật có chút thống khổ nhắm mắt lại, hắn lắc đầu nói cái gì đều không nói, đi vào nhiệm vụ sảnh, Hà Vĩ lại ngừng chân ở bên ngoài, hắn có chút e ngại cái kia Mai tỷ, cái này đáng phụ xem tuổi trẻ nam tử ánh mắt làm người ta quá không dễ chịu. Mai tỷ lần này lại tại nhiệm vụ sảnh luân phiên, nhìn thấy Giang Dật đi tới, khóe miệng nàng cong lên một cái chế nhạo độ cong, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, Giang Dật, ngươi là chân nam nhân, diệt ma các rất nhiều năm chưa từng sinh ra ngươi dạng này có huyết tính nam tử, tỷ tiểu thích ngươi nam nhân như vậy. Giang Dật nào có tâm tình cùng cái này đáng phụ trêu chọc, lạnh lùng đem đầu người lấy ra, mặt không biểu tình nói ra, ta đến giao nhiệm vụ. Mai tỷ hướng ra phía ngoài vẫy vẫy tay, để nhiệm vụ bên ngoài phòng mặt một người thủ vệ vào đây, nàng chỉ vào đầu người nói, đem đầu người này đưa đi La gia, cũng cho La Hoan lưu lại toàn thây đi. Giang Dật ngược lại là không quan trọng, chỉ cần cho chiến công là được, Mai tỷ nhìn lướt qua Giang Dật giới chỉ. Cái sau lấy ra giới chỉ, Mai tỷ vồ tới thuận tiện tại trên tay hắn sờ soạng một cái, trong lòng bàn tay nàng quang mang lóe lên, đem giới chỉ đưa cho Giang Dật nói, Lưu Thống Lĩnh đặc biệt bàn giao, lần này ngoài định mức cho ngươi 500 chiến công, Giang Dật, Lưu Thống Lĩnh thế nhưng là rất coi trọng ngươi nha. Coi trọng ta, Giang Dật tự giễu cười một tiếng, Lưu Thống Lĩnh đây là nhìn hắn đáng thương, cho điểm bố thí đi. Đoán chừng tại Lưu Thống Lĩnh trong lòng, chính mình cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Lần này giống như không phải tại diệt ma các bên ngoài, mà là tại Cuồng Thần Bảo, đoán chừng Lưu Thống Lĩnh cũng không ra mặt bảo vệ hắn. Mà lại coi như Lưu Thống Lĩnh hữu tâm tương hộ, tại Cuồng Thần Bảo La Kỳ khẳng định hội điều người trực tiếp khai chiến, lần này hắn có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì về tới Thần Ưng Bộ Lạc. Hắn tiếp nhận giới chỉ, rót vào thiên lực, giới chỉ mặt ngoài xuất hiện một loạt con số, xác định chiến công không sai hắn quay người đi ra phía ngoài. Mai Tỷ đột nhiên mở miệng nói, chờ chút. Giang Dật nội tâm cực độ chán ghét, lại chỉ có thể dừng chân lại, có chút nghiêng người nói, Mai Tỷ còn có cái gì phân phó. Mai Tỷ lắc lắc nở nang bờ mông đi tới, một cái xinh đẹp ngọc thủ khoác lên Giang Dật trên bờ vai, mặt còn bu lại, có chút mập mờ nhẹ giọng nói ra, tiểu nam nhân, gần nhất ngươi cũng không nên ra bộ lạc đi, nếu không thần tiên đều cứu không được ngươi. Đa tạ Mai Tỷ nhắc nhở. Giang Dật đem đầu có chút xoay khai hờ hững nói, Mai Tỷ ăn một chút nở nụ cười, lần nữa đưa tới, còn thổi một ngụm, lúc này mới nói ra, kỳ thật ở trong bộ lạc nhiệm vụ cũng không phải không có, giống như toàn bộ cho ngươi tiếp, một tháng mấy ngàn chiến công đều không phải là vấn đề. Một tháng, thượng giới một tháng, hạ giới liền là hơn 8 năm, mới mấy ngàn chiến công Giang Dật đều chẳng muốn tiếp, càng sẽ không vì chỉ là mấy ngàn điểm chiến công, cùng cái này đáng phụ lá mặt lá trái. Hắn cười nhạt một tiếng, thoát khỏi Mai Tỷ tay đi ra phía ngoài, đến cửa ra vào mới quay đầu nói ra, Mai Tỷ, thế giới này nam nhân có thể trở thành chúa tể, là bởi vì đại bộ phận nam nhân đều rất có cốt khí, cận kề cái chết không gãy eo. Cốt khí, Mai Tỷ nhìn qua dần dần đi xa Giang Dật, nụ cười trên mặt từ từ trở nên lạnh, nàng lạnh lùng thì thào, cốt khí có thể đáng bao nhiêu thần nguyên Giang Dật, ta Lạc Mai muốn lấy được đồ vật, không có được. Luôn có một ngày ta sẽ để cho ngươi quỳ gối dưới háng của ta, như một con chó vẩy đuôi mừng chủ, lạc. Lạc Mai, Mai Tỷ lời vừa mới nói xong, một đạo nghiêm khắc quát lạnh âm thanh đột nhiên nổ vang tại nhiệm vụ trong sảnh, thanh âm này phi thường kỳ quái, phía ngoài một gã hộ vệ cùng Hà Vĩ lại nghe không đến, chỉ có Mai Tỷ một người có thể nghe được. Lưu thống lĩnh, Mai Tỷ trong mắt dâm tà quang mang biến mất, cung kính vừa chắp tay, nàng phi thường tin tưởng cái này nhìn thời khắc cười tủm tỉm tiểu lão đầu, nổi giận kinh khủng đến cỡ nào. Nhiệm vụ lần này là Lạc Khuynh Nhan dưới a. Lưu thống lĩnh đằng sát khí lời nói vang lên lần nữa, ngươi tự mình đón lấy nhiệm vụ, giấu giếm không báo, xem ở Lạc thành chủ trên mặt, ta tha cho ngươi một lần. Nếu có lần sau, ngươi cuốn gói hồi trở lại các ngươi Lạc ra đi, diệt ma các miếu nhỏ, nuôi không nổi ngươi tôn đại thần này. Lưu thống lĩnh bất giận, Mai Tỷ một mặt nghiêm mặt, chắp tay nói, kỳ thật. Ta cũng là vì diệt ma các tốt, chiến thần các khí diễm phách lối, như diệt ma các bất hỏa địa sát các liên hợp. Cái này thần ưng thành về sau đều muốn xem La Phù sắc mặt hành sự. Chỉ có chúng ta liên hợp lại, mới có thể trấn áp chiến thần các. Hừ, Lưu thống lĩnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, như kinh lôi nổ lên tại Mai Tỷ trong đầu, Mai Tỷ phát ra một tiếng rên, thân thể mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào một tia huyết sắc. Lưu thống lĩnh hiển nhiên vận dụng cường đại công kích linh hồn, lời của hắn vang lên lần nữa, việc này các chủ tự có chủ trương, ngươi như còn dám càng chủ làm thay. Tự tiện làm chủ, đừng trách chúng ta không cho Lạc thành chủ mặt mũi. Mai Tỷ cắn răng đứng lên, không còn dám nhiều lời, không người nói, Lạc Mai biết sai, tuyệt không tái phạm. Chương 1315, Lực Thần Quyết, về sau đường làm như thế nào đi. Giang Dật về tới chỗ ở của mình, có chút mờ mịt ngồi trong phòng, hắn là triệt để đã mất đi phương hướng, nhân sinh của hắn lần thứ nhất như thế bất lực, như thế mê mang. Thiên tinh giới ức vạn sinh linh chờ lấy hắn nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Minh giới treo một cái lưỡi dao tại thiên tinh giới trên không, lúc nào cũng có thể rơi xuống, đem toàn bộ thiên tinh giới hủy đi. Huyền đế ở xa vạn thánh giới, y phiêu phiêu còn trấn áp tại thần sơn phía dưới, tự liền Giang Tiểu Nô đều thất lạc, giờ phút này có thể đang chịu đựng vô tận cực khổ, mà hắn lại chỉ có thể vây ở cái này nho nhỏ thần ưng bộ lạc, cái gì đều không làm được, thậm chí một bước cũng không thể bước ra đi. Hắn hung hăng một quyền hướng vách tường đập tới, cấm chế quang mang lấp lánh, một cỗ cự lực bắn ngược lại. Cánh tay truyền đến đau từng cơn. Hắn nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài, sau đó nằm ở trên giường, cái gì đều không nghĩ, cứ như vậy ngủ thật say. Áp lực nặng nề để hắn không chịu nổi gánh nặng, để thân thể của hắn cùng linh hồn đều thật sâu mỏi mệt. Trọn vẹn ngủ 7-8 canh giờ, hắn mới u tỉnh lại, lần này tinh thần hắn trạng thái đã khá nhiều, hắn trời sinh liền là một cái người lạc quan, cũng có thể bản thân điều tiết, hắn không có đi suy nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng một bên luyện hỏa, một bên tu luyện thiên lực. Thực lực, hắn xem như minh bạch, bất luận là hạ giới vẫn là thượng giới, thực lực cường đại là căn bản. Không có thực lực nửa bước khó đi, thời khắc đều có sinh tử chi lo. Hắn dung hợp hỏa diễm quá ít, liền hỏa diễm thần thuẫn đều vô cùng ngưng tụ, thiên lực của hắn cũng không đủ hùng hậu, trong thời gian ngắn hắn không cách nào ra ngoài, dứt khoát cái gì đều không nghĩ, tu luyện một phen lại nói. Tu luyện một trận, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trong tay giới chỉ sáng lên. Một kiện ngân sắc chiến giáp cùng một chiếc nhẫn ra trên tay hắn, đây là hắn đánh giết La Hoan chiến lợi phẩm. Thần khí này chiến giáp có thể chống đỡ được dung hợp hỏa diễm, hẳn là trung phẩm thần khí, có như thế bảo vật tự nhiên muốn luyện hóa chính mình sử dụng. Suy, hắn không có bận rộn đi luyện hóa chiến giáp, mà là thiên lực vờn quanh La Hoan giới chỉ, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì tốt đồ vật. La Hoan đã chết, chiếc nhẫn kia bên trong cũng không có dấu ấn tinh thần, nếu không cũng sẽ không tự động thoát ly. Giang Dật đơn giản tự luyện hóa giới chỉ, tâm niệm yên lặng đi vào quét qua, lại đầy mắt thất vọng. Bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật, thần nguyên ngược lại là còn có hơn 1000, đoán chừng còn lại thần nguyên đều bị La Hoan tiêu xài, nếu không lần này cũng sẽ không thật sớm liền rời đi. Bên trong còn có mấy cái xinh đẹp thần binh, lại là hạ phẩm thần khí, trông thì ngon mà không dùng được. Cái này La Hoan đoán chừng biết mình chiến lực không được, sở dĩ dứt khoát cũng không có chuẩn bị xong thần binh. Bên trong còn có một số thượng vàng hạ cám mỹ thực rượu ngon, cùng mấy trăm kiện hoa lệ y phục. Đây là cái gì? Giang Dật tâm niệm vừa động, hắn phát hiện một bản phát hoàng sổ, vội vàng lấy ra ngoài. Cái này sổ cầm ở lòng bàn tay, Giang Dật lập tức cảm giác bất phàm, sổ là dùng một loại không biết tên gia thú làm, sờ tới sờ lui phi thường có chất cảm giác, hơn nữa thoạt nhìn niên đại phi thường lâu đời. Thứ quỷ gì? Hắn lật ra sổ liếc mấy cái, nhưng căn bản xem không hiểu phía trên văn tự, sách nhỏ chỉ có 10 trang, phía trên lít nha lít nhít viết mấy vạn cái chữ, lại như khoa đầu cong vẹo, Giang Dật chưa bao giờ từng thấy loại này kiểu chữ, sở dĩ chỉ có thể nhìn thiên thư dương mắt nhìn. Trước luyện hóa thần khí chiến giáp đi, quay đầu có cơ hội đi diệt ma các điều tra thêm. Giang Dật lật nhìn một trận ném vào trong giới chỉ, bắt đầu luyện hóa trung phẩm thần khí chiến giáp. Có chiến giáp này, lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên rất nhiều lần, đến lúc đó các loại chờ, dung hợp hỏa diễm càng nhiều, lại ngưng tụ hỏa diễm thần thuẫn, lực phòng ngự nhất định có thể gấp bội tăng lên. Hắc Thần gần nhất một mực tại bế quan, Hà Vĩ tìm đến Giang Dật một lần, gặp hắn bế quan tu luyện sau đi đón nhiệm vụ, hắn nhất định phải đạt tới diệt ma chiến tướng mới có thể đi theo Hà Thống Lĩnh đi Thần Hồ Thành. Hà Thống Lĩnh đã rời đi, dù sao hắn là Thần Hồ Thành diệt ma các chủ phía dưới đệ nhất Thống Lĩnh, rất nhiều chuyện phải xử lý, tới cùng Lưu Thống Lĩnh kéo lại quan hệ, chào hỏi, Lưu Thống Lĩnh cam đoan hội chiếu cố Hà Vĩ, hắn lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có Lưu Thống Lĩnh chiếu cố, Hà Vĩ xác nhận nhiệm vụ đều phi thường nhẹ nhõm, bình thường đều là đi theo một cái diệt ma tiểu đội xuất chiến, một bên lịch luyện, một bên không ngừng thu hoạch chiến công, đương nhiên. Càng đa tình huống là miễn phí đưa chiến công cho Hà Vĩ. Giang Dật tu luyện một ngày thời gian về sau, thần khí luyện hóa, hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong dung hợp hỏa diễm đã rất nhiều, tùy ý có thể ngưng kết hỏa diễm thần thuẫn, cụ thể lực phòng ngự hắn không biết, bất quá có thần khí này chiến giáp cùng dung hợp hỏa diễm, thiên thần cấp bậc võ giả hẳn là có thể quét ngang. Thượng giới một ngày, hạ giới trăm ngày, La Hoan sự tình cũng dần dần nói chuyện, La Gia cũng không có bất kỳ cái gì cử động, Thần Ưng Thành cùng Thần Ưng Bộ Lạc phi thường bình tĩnh, đoán chừng duy nhất còn nhớ thương Giang Dật, liền là những cái kia đặt cược mua hắn chết người. Giang Dật rất khổ bức, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận gì nhiệm vụ, hắn không thuận theo Mai Tỷ mỗi lần đều đem Thần Ưng trong bộ lạc nhiệm vụ sớm tuyên bố ra ngoài, hắn muốn nhận nhiệm vụ có thể, ra khỏi thành đi. Giang Dật ngược lại là nghĩ ra thành, vấn đề căn bản không ai nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ nhận nhiệm vụ. Ai cũng không muốn chết, cùng Giang Dật đi cùng một chỗ dễ dàng bị ngộ sát. Một người ra khỏi thành kia càng là tự tìm đường chết, có mấy cái nhiệm vụ ngược lại là một người có thể chấp hành, nhưng khoảng cách rất xa. Không có vượt qua 10 người nhiệm vụ, diệt ma các sẽ không cung cấp thần châu, Giang Dật một người dựa vào đi đường đi ít nhất phải mấy ngày thời gian dài như vậy, đoán chừng hắn đi ra, khẳng định tựu không về được. Lại một lần nữa theo Mai Tỷ nơi đó thất vọng mà về, Giang Dật không có hướng chính mình lầu các đi. Trong đại sảnh dừng một chút, hắn đôi mắt nhất chuyển hướng thần thông các đi đến. Hắn có hơn 2000 chiến công, không đủ 1 vạn điểm, cái này chiến công căn bản không có tác dụng gì, cùng hắn đặt vào không bằng dùng xong, nhìn xem có thể hay không tăng thực lực lên. Cẩn thận tại thần thông trong các chuyển vài vòng, lật nhìn vô số thần thông bí thuật, Giang Dật phát hiện điểm ấy chiến công không cách nào hối đoái cao cấp thần thông, cấp thấp hắn không để vào mắt. Hắn sừng sốt một chút, lấy ra tại La Kỳ trong giới chỉ đạt được quyển kia xem không hiểu thiên thư, hắn lấy ra giấy bút vẽ mấy chữ, sau đó vội vàng đi tàng thư các, tìm kiếm văn tự loại thư tịch, muốn xác định hạ những này là chữ gì. Trong tàng thư các thư tịch là miễn phí lật xem, bất quá tại thế giới cường giả vi tôn này, rất ít người học đòi văn vẻ, trừ phi quý tộc gia công tử tiểu thư mới có thể đọc sách làm thi nhã đùa. Sở dĩ bên trong phi thường quạnh quẽ, một cái lão đầu cũng ở bên trong ngồi ngủ gà ngủ gật. Giang Dật đi tới hắn mí mắt mở ra thoáng cái, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Thư tịch rất nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn sách, phân loại ngược lại là rất kỹ càng, Giang Dật một đường ở bên trong xem xét, rất mau tìm đến văn tự loại chuyên nghiệp giới thiệu thư tịch, hắn nghiêm túc lật xem, cùng mình vẽ mấy chữ từng cái so sánh. Thượng giới giới diện đếm không hết, rất nhiều giới diện bên trong có đặc biệt chủng tộc, tạo thành đặc thù văn hóa, cũng sẽ có đặc thù văn tự, Giang Dật trên tay một bản thật dày thư tịch tự ghi chép mấy trăm vạn loại đặc thù văn tự. Tại tàng thư các lật nhìn dòng dã 7-8 canh giờ, Giang Dật rốt cục tìm loại này văn tự bắt nguồn từ phương nào. Đây là một cái Hồng Mông thời kỳ thiên giới đại tộc văn tự. Còn cái gì là Hồng Mông thời kỳ, Giang Dật không hiểu, hắn so sánh phiên dịch tờ thứ nhất phía trước mấy trăm chữ sau lại phi thường thất vọng. Lực thần quyết, lực thần nhất tộc chuyên dụng thần thông, ngoại tộc không cách nào tu luyện. Dựa vào, lãng phí ta 8 canh giờ. Giang Dật im lặng đem sách nhỏ ném vào trong giới chỉ, cái này lực thần quyết là một loại đặc thù chủng tộc đặc thù công pháp, tự cùng Mặc Vũ thần công đồng dạng, không phải bản tộc con em căn bản là không có cách tu luyện. Khó trách như thế cường đại bí thuật hội rơi vào La Hoan phế vật này trong tay, nếu là có thể tu luyện, đoán chừng đã sớm nộp lên La gia. Chương 1316, làm giả. Kinh ngạc đứng một hồi, Giang Dật đột nhiên linh cơ khẽ động, lần nữa lấy ra cái kia sách nhỏ, đồng thời lấy ra giấy bút muốn đem cái này sách nhỏ phiên dịch ra tới. Hắn mục đích làm như vậy cũng không phải là tự mình tu luyện, mà là cảm thấy vạn nhất gặp được một cái kẻ ngu, về sau cũng có thể lấy ra chập chờn một chút thần nguyên. Lần trước hắn ngay tại Nam Thành bị người lừa, dùng một đống đồ vật cùng 15 khối thần nguyên đổi lấy một bản vô dụng luyện hỏa chi đạo, nếu không phải hắn thứ 9 khỏa tinh thần có kỳ dùng tự thiệt thòi thảm rồi. Cái này lực thần quyết nghe rất dọa người, quay đầu đem lực thần nhất tộc chuyên dụng mấy chữ này bỏ đi, vài phút có thể chập chờn một chút thần nguyên. Hắn tại tàng thư các lại ngồi 4-5 cái canh giờ, từng chữ phiên dịch, chờ một chữ cuối cùng phiên dịch xong, hắn đầy mắt hưng phấn lên, cái này lực thần quyết đích thật là phi thường thần kỳ thần thông, cũng tuyệt đối có thể chập chờn ra giá tiền rất lớn. Theo phía trên miêu tả, tu luyện lực thần quyết có thể sinh ra một loại thần kỳ huyền hoàng chi lực, loại lực lượng này có thể gia trì nhục thân, để nhục thân cường đại, lực lượng gia tăng. Lực thần quyết nhất trọng có thể tăng phúc lực lượng gấp trăm lần, nhị trọng nghìn lần, tam trọng vạn lần. Bất quá cái này huyền hoàng chi lực mỗi lần tăng phúc thời gian tương đối ngắn, sử dụng hết về sau toàn thân sẽ vô cùng suy yếu, trong thời gian ngắn không cách nào động võ, vậy cũng là lực thần quyết duy nhất thiếu hụt đi. Ngoá, tam trọng có thể gia tăng nhục thân cường độ cùng lực lượng vạn lần, đây là kinh khủng cỡ nào a? Giang Dật âm thầm líu lưỡi, cái này lực thần nhất tộc cũng quá biến thái đi, coi như thực lực của hắn, vạn lần lực lượng tăng phúc phía dưới, coi như diệt ma chiến vương mặc trung phẩm thần khí chiến giáp, một quyền phía dưới đều có thể đánh chết tươi a. Đáng tiếc, ngoại tộc không cách nào tu luyện, nếu không cái này thần thông bí thuật tuyệt đối phải nghịch thiên a. Giang Dật khe khẽ thở dài, nội tâm lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, hắn bắt đầu ở trong tàng thư các tìm kiếm lực thần nhất tộc tư liệu. Lần này phi thường dễ dàng tìm được, mà lại mấy quyển thư tịch phía trên đều có lực thần nhất tộc tư liệu. Hồng Mông thời kỳ là thượng giới tối viễn cổ thời đại, thượng giới thời gian đều khoảng cách có mấy trăm vạn năm, cái này cần đi qua bao lâu a? Trăm vạn năm bên trong, gọi thời kỳ viễn cổ vạn năm trước đến 10 vạn năm gọi hồng hoang thời kỳ. Giang Dật lật xem một lượt, ngược lại là đối với thượng giới thời gian có chút hiểu rõ, hắn nghĩ tới hỗn độn thú nội tâm hơi chấn động một chút, hỗn độn thú tựa hồ liền theo hồng hoang cấp, viễn cổ cấp, hồng mông cấp đến phân chia, chẳng lẽ lại hồng mông cấp hỗn độn thú là hồng mông thời đại đản sinh. Mấy triệu năm trước tự đản sinh hỗn độn thú, đây chính là thượng giới thời gian a, cái này hồng mông cấp hỗn độn thú nên khủng bố đến mức nào. Giang Dật không dám tưởng tượng, bất quá nghĩ đến chém giết một cái hồng mông cấp hỗn độn thú, trực tiếp có thể tấn thăng làm diệt ma chiến thần, Giang Dật lại có chút bình thường trở lại. Thần Ưng Thành diệt ma các chủ đều chỉ là diệt ma chiến vương đỉnh phong, có thể thấy được diệt ma chiến thần là cỡ nào cường đại. Giang Dật tiếp tục xem xét lực thần nhất tộc tư liệu, bộ tộc này quả nhiên là hồng mông thời kỳ phi thường cường đại chủng tộc, đã từng còn chiếm đoạt thiên giới một cái siêu cấp lớn giới diện, hoành hành cả giới, xưng bá ngàn năm thời gian. Đáng tiếc bộ tộc này quá mức bá đạo, cuối cùng bị mấy trăm chủng tộc liên hợp lại cho diệt tộc, chỉ để lại nhất mạch kéo dài hơi tàn. Nhưng ở thời kỳ viễn cổ, cái này duy nhất nhất mạch lần nữa bị triệt để diệt tuyệt, lực thần nhất tộc biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tài liệu này bên trên còn rõ ràng viết rõ lực thần quyết bá đạo chỗ, lực thần nhất tộc đỉnh cấp cường giả nghe nói lúc ấy là vô địch tồn tại, tại bọn hắn vận chuyển huyền hoàng chi lực lúc, đi lại nhiều cường giả đều chỉ có thể chịu chết, chỉ có chờ bọn hắn huyền hoàng chi lực tiêu hao hoàn tất, thân thể tiến vào suy yếu kỳ mới bằng vào chiến thuật biển người từng cái đánh giết. Thời gian trôi qua lâu như thế, đoán chừng rất nhiều người đều quên lực thần nhất tộc a, bí tịch này bá đạo như vậy, quay đầu đoán chừng có thể chập chờn mấy ngàn thần nguyên. Giang Dật âm thầm gật đầu, thần nguyên cùng chiến công đồng dạng, đều có thể mua sắm thần binh lợi khí, cũng có thể mua sắm thần thông bí thuật, còn có thể đi vào đặc thù bí cảnh cảm giác ngộ thiên địa pháp thì. Giang Dật bức thiết cần tăng thực lực lên, bằng không hắn căn bản không dám đi ra thần ưng bộ lạc, sở dĩ hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp hãm hại lừa gạt. Trước kia hắn đối với hãm hại lừa gạt cũng không mảnh, giờ phút này bị buộc lên lương sơn, hắn cùng đường mặt lộ. Hắn trầm ngâm một phen có chủ ý, tại tàng thư các tìm kiếm, hao tốn nửa canh giờ hắn rốt cuộc tìm được hắn cần thư tịch, kia là một bản làm sao phân biệt giả bảo vật thư tịch, phía trên ghi chép cặn kẽ rất nhiều làm giả chiêu số. Dòng dã nhìn một canh giờ, hắn đi ra tàng thư các đi một cái khác thiền điện. Kia là một cái chuyên bán tạp hóa địa phương, tỉ như năng lượng đan, liệu thương đan, y phục, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Giang Dật chuẩn bị làm giả, chế tạo một bản giả nghịch thiên thần thông đi lừa gạt thần nguyên. Hắn có thể chập chờn bao nhiêu thần nguyên, tự xem làm giả trình độ như thế nào, cái này lực thần quyết là một loại phi thường công pháp bá đạo, chỉ cần hắn làm giả trình độ cũng tạm được, tuyệt đối có thể bán ra giá tốt. Chỉ cần có thể bán đi mấy lần, đoán chừng mấy vạn thần nguyên đều có thể tới tay, đến lúc đó hắn liền có thể mua sắm cường đại thần thông, tăng cường thực lực. Còn như làm giả sau bị người phát hiện sau truy cứu. Giang Dật một điểm không lo lắng, Nam Thành cái kia vô danh tòa thành bên trong đoán chừng rất nhiều đều là hàng giả A, đại gia mỗi người dựa vào nhãn lực, lầm cũng trách không được ai, Giang Dật chính mình mua luyện hỏa chi đạo đồng dạng không cách nào dung luyện, hắn cũng không có đi tìm người bán phiền phức. Lại nói, cho dù có người tìm hắn để gây sự lại như thế nào trong bộ lạc không thể động võ, nếu không sẽ bị địa sát quân đánh giết, hắn đã đắc tội La gia, cũng không thèm để ý thêm mấy cái cửu gia. Tại tạp hóa đường dạo qua một vòng, Giang Dật chịu đựng thịt đau hao tốn 200 thần nguyên mua 2 tấm chân quý hỗn độn thú ra. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, một bản cường đại công pháp, không có khả năng tùy ý dùng phổ thông trang giấy ghi chép, dù sao theo thời gian trôi qua trang giấy biết về giả hóa, phía trên kiểu chữ cũng sẽ mơ hồ, rất dễ dàng hủy đi. Giang Dật còn mua rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, hao tốn dòng dã hơn 300 thần nguyên, cái này khiến tâm hắn đau tới cực điểm, nếu là tạo nên hàng giả bán không được, hắn sẽ thua lỗ lớn. Trở lại ở lại lầu các, Giang Dật đóng lại cấm chế, bắt đầu hắn làm giả đại kế. Đầu tiên hắn đem lực thần quyết sửa lại một cái phi thường bá khí danh tự, gọi phong đế quyết, tu luyện ra được huyền hoàng chi lực cũng đổi thành phong thần tiên lực. Tăng lên nhục thể phòng ngự, tăng phúc lực lượng đổi thành tăng lên nhục thể cùng tốc độ. Trừ cái đó ra, hắn một chữ không có đổi, phương pháp tu luyện giống nhau như đúc, giống như nghiêm túc suy tính, công pháp này huyền diệu vô biên, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Giang Dật sửa chữa về sau, chính mình nhìn mấy lần đều thình thịch tâm động, cho rằng công pháp này là nghịch thiên thần thông bí thuật. Xác định công pháp bản mẫu về sau, hắn lấy ra một loại đặc thù ngọn bút bắt đầu đem công pháp khắc lục tại hỗn độn thú trên da. Giang Dật là họa đế, họa kỹ rất không tệ, viết chữ cũng bút đi long xà, dị thường xinh đẹp. Giang Dật còn cố ý tại kiểu chữ bên trên ngưng khắc một loại nào đó đạo vật, từ đó nhìn huyền chi hữu huyền, liếc nhìn lại cũng cảm giác không phải là phàm vật. Đem công pháp khắc lục thượng về phía sau, Giang Dật lấy ra một loại đặc thù màu vàng bột phấn, loại này bột phấn nhưng thật ra là độc dược, rất nhiều kịch độc chi vật luyện chế đều nhất định muốn loại độc dược này. Giang Dật xem xét quyển kia phân biệt giả bảo vật trong thư tịch nâng lên rất nhiều lần, độc dược này có thể trong thời gian ngắn để làn da trở nên già nua, Giang Dật đem độc dược vẩy vào hỗn độn thú trên da, quả nhiên không có qua quá lâu, màu vàng bột phấn một chút xíu biến mất, cái này hỗn độn thú da thì trở nên già nua. Từ xa nhìn lại, cảm giác cái này gia thú tồn tại niên đại đã phi thường xa xưa. Hắn cũng không có đem công pháp toàn bộ khắc vào một tấm hỗn độn thú trên da, mà là chia làm trên dưới 2 cuốn, đây cũng là hắn mua 2 tấm hỗn độn thú da nguyên nhân, thượng quyền có thể tùy ý cho người ta quan sát, không có quyền hạ thần công kia không cách nào luyện thành. Nếu là toàn bộ cho người ta quan sát, rất nhiều người trực tiếp học thuộc, hắn cũng sẽ không cần bán. Dòng dã bận rộn 4-5 cái canh giờ, Giang Dật tuyên bố đại công cáo thành. Chính hắn lặp đi lặp lại tra xét mấy lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn đi ra ngoài đánh thức đang tu luyện Hắc Thần. Để Hắc Thần nhanh chóng theo trong lầu các đi ra ngoài, đi Nam Thành đi một vòng tùy ý mua ta tạp hóa lại trở về, như thế lặp đi lặp lại 7-8 lần về sau, hắn lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến thành Hắc Thần dáng vẻ, đi thẳng ra khỏi lầu các, hướng Nam Thành đi đến. Chương 1317, ép mua ép bán. Hắn vừa ra lầu các bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện mấy cái mật thám. Mà lại mấy cái này mật thám không giống trước kia mật thám rõ ràng như vậy, tiến vào phụ cận trong lầu các, thần thức lặng yên ở trên người hắn đảo qua. Nếu không phải hắn có được thiên nhân hợp nhất trạng thái, giác quan đặc biệt nhạy cảm, đoán chừng cũng sẽ không phát hiện. Cái này Đông Thành đều là diệt ma các đệ tử ở lại địa phương, La gia thế lực quả nhiên cường đại, thế mà xâm nhập vào trong lầu các. Những cái kia rất rõ ràng trinh sát cũng đều rút lui, đoán chừng là muốn cho hắn buông lỏng cảnh giác, từ đó xác nhận nhiệm vụ, rời đi Thần Ưng bộ lạc. Giang Dật cũng không biết những này mật thám phải chăng phát hiện hắn ngụy trang, hắn một đường nhanh chóng hướng Nam Thành đi đến, trên đường chuyển vài vòng, tìm được một cái không ai địa phương, hắn lại thay đổi huyễn bộ dáng. Sau đó tiếp tục đi dạo một bên dò xét, dạng này lặp đi lặp lại biến ảo bộ dáng, cuối cùng hắn biến thành một cái lão giả, mang theo áo choàng tiến vào cái kia không có chiêu bài tòa thành bên trong. Tòa lâu đài này nhưng thật ra là một cái cỡ nhỏ hắc thị, cũng là Nam Thành náo nhiệt nhất địa phương. Ở chỗ này ngươi chỉ cần tốn hao một khối thần nguyên, liền có thể bày hàng vỉa hè nửa ngày, còn như ngươi bán cái gì căn bản không ai quản ngươi. Đương nhiên bên trong không thể ép mua ép bán, tòa lâu đài này thế nhưng là địa sát các sản nghiệp. Mặc dù bên trong không có đất sát quân, nhưng cũng không ít ám vệ, một khi có người nháo sự, đoán chừng địa sát quân mã bên trên liền có thể đến. Giang Dật đi bên trong một cái phòng, giao một khối thần nguyên, nhận lấy một mảnh vải đen, tùy ý tìm một cái góc đem bí tịch thượng quyển bày ra, hắn còn cần một khối vải hoa đem bí tịch cho đắp lên, sau đó lấy ra một trang giấy, phía trên đã sớm viết vài cái chữ to bán ra thần thông bí thuật, giá bán 1.000 thần nguyên, không trả giá. Tòa thành phi thường lớn, bên trong có 20 cái thiền điện, giờ phút này bán các loại bảo vật người ít nhất có gần ngàn người, mà có thể bán 1.000 thần nguyên bảo vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao chân quý như thế bảo vật, người bình thường đã sớm đi cuồng thần bảo phòng đấu giá bán ra. Có thể đi cuồng thần bảo đều là cường giả, đại gia tộc tử đệ, có thể bán ra giá tốt, nơi này chỉ là một cái tiểu hắc thị, cũng không có quá nhiều đại nhân vật đến thăm. Giang Dật dọn xong đồ vật về sau, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tựa như lão tăng nhập định, tòa thành nội nhân người tới đi, thời khắc ít nhất đều có mấy ngàn người tại đi dạo xung quanh, cũng có rất nhiều người bị Giang Dật thần bí hấp dẫn, nhao nhao hỏi thăm. Giang Dật chưa từng nói nhảm, để bọn hắn tự hành xem xét, cũng không trả giá, Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, ít nhất có gần trăm người tới xem xét hỏi thăm. Đáng tiếc 1.000 thần nguyên giá trên trời, để rất nhiều người ngắm mà lùi bước, cái này hắc thị hàng giả cũng hoàn toàn chính xác nhiều lắm, rất nhiều người không dám mạo hiểm, nhưng lại đối cường đại thần thông bí thuật ầm ầm tâm động, lưu tại phụ cận không chịu rời đi. 3.650 thập thần nguyên, đây là của ta sở hữu tài sản, lão trượng, ngươi liền bán cho ta đi. Trên người ta 6 cái thần khí đều cho ngươi, đại nhân, ngươi liền thương xót một chút ta đi. Có một cái diệt ma các đệ tử suýt chút nữa thì cho Giang Dật quỳ xuống, trên thân sở hữu đáng tiền bảo vật đều lấy ra, muốn Giang Dật đem cái này phong đế quyết bán cho hắn. Lúc đầu hơn 3.000 thần nguyên giá tiền này đã tốt vô cùng, giống như có thể lừa gạt mấy cái dạng này đồ đần, hơn 1.000 thần nguyên liền đến tay. Nhưng Giang Dật không có phản ứng người này, cũng không phải là hắn tham lam, mà là người này là diệt ma các người. Hắn đối diệt ma các có lòng cảm mến, cũng đem bên trong đệ tử xem như người nhà, đồng môn sư huynh đệ, đương nhiên sẽ không lừa gạt mình người. Đương nhiên, hắn cũng không có đần độn nói cho người này thứ này là giả, sở dĩ một mực cúi đầu ngồi xếp bằng, không nói một lời, tiếp tục chờ đợi hào khách tới cửa. Đáng tiếc, người tới nơi này đều là tiểu nhân vật, thần tướng cấp bậc đều rất ít, đợi chừng 3 canh giờ, tối cao ra giá cũng chỉ có hơn 1.000 thần nguyên, là địa sát các người. Người này cũng đau khổ cầu khẩn dòng dã nửa canh giờ, Giang Dật không có mềm lòng, loại này sinh ý không làm được mấy lần, dễ dàng xảy ra chuyện, hắn nhất định phải chờ đợi một cái dê béo. 3 canh giờ đi qua, bốn phía vây quanh người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 40, 50 người. Những người này đôi mắt đều vô cùng lửa nóng, nhìn qua Giang Dật trước người vải hoa phía dưới quyển gia thú, đã vượt qua ngàn người nhìn qua quyển gia thú, nhưng ra giá cao nhất ngược lại vẫn là tên kia diệt ma các đệ tử. Bất quá tên này diệt ma các đệ tử đợi một canh giờ, Giang Dật không chịu nhả ra về sau, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Lão trưởng, sau nửa canh giờ, tên kia diệt ma các đệ tử lại trở về, để Giang Dật im lặng là người này thế mà đem Hà Vĩ cho kéo tới. Hà Vĩ người này tính cách hào sảng, thích kết giao bằng hữu, tăng thêm phụ thân hắn cùng Lưu Thống Lĩnh quan hệ rất không tệ. Sở dĩ hắn tại diệt ma các lẫn vào rất không tệ, người này rõ ràng là muốn hỏi Hà Vĩ mượn thần nguyên. Hà Vĩ lão cha hẳn là cho Hà Vĩ không ít thần nguyên. Hà Vĩ cẩn thận tra xét một phen phong đế quyết, cuối cùng cắn răng nói ra, Lưu đại ca, thứ này ta cũng nhìn không ra huyền diệu, giống như. Ngươi thật muốn mua, ta chỉ có thể mượn ngươi 3.000 thần nguyên. Hà lão đệ quá đủ huynh đệ, diệt ma các đệ tử hưng phấn vỗ vỗ Hà Vĩ bả vai, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật nói, ta cái này cộng lại có 8.000 thần nguyên, lão trượng ngươi liền bán ta đi. Đây là ta có thể mượn đến cực hạn, dựa vào. Giang Dật triệt để bó tay rồi, đừng nói người này mượn thần nguyên có 3.000 ra sao vĩ, coi như không phải, hắn cũng không thể hố diệt ma các người, coi như cho 10.000 hắn đều không bán, sở dĩ hắn rất quả quyết mở miệng nói ra, không bán, thiếu một khối thần nguyên đều không bán. Thanh âm hắn là biến hóa qua, Hà Vĩ đều nghe không hiểu, không bằng hắn hướng Hà Vĩ liếc nhau một cái, đưa tới một cái đặc thù ánh mắt. Hà Vĩ cùng hắn ở chung được một đoạn thời gian, đối cái ánh mắt này rất quen thuộc, run lên một lát lập tức tỉnh ngộ lại truyền âm nói. Mẹ đàn, lại là tiểu tử ngươi lấy ở đâu như thế cường đại thần thông bí thuật không đúng. Đây là hàng giả a ha ha ha, tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm, Lưu đại ca thế nhưng là Lưu thống lĩnh cháu trai, ngươi nếu là hố hắn, Lưu thống lĩnh xem như rõ ràng cứu ngươi. Hà Vĩ phi thường thông minh, vẻn vẹn cùng Giang Dật nhìn nhau vài lần tự rõ ràng Giang Dật ý đồ. Hắn cũng rất phối hợp, cũng không có thuyết phục kia Lưu thống lĩnh cháu trai, ngay tại một bên lặng lẽ bên cạnh xem kịch, muốn nhìn một chút Giang Dật phải chăng có thể lừa gạt đến một kẻ ngu ngốc. Xa xa xa, vào thời khắc này, nơi xa đi tới một đám nóng bỏng mỹ nữ, toàn bộ mang theo thần bí lụa mỏng. Cái này lụa mỏng ngăn cách mặt của mọi người cho, liền con mắt đều không nhìn thấy, mà lại Hà Vĩ muốn dùng thần thức dò xét thế mà cũng không được. Giang Dật nhìn lướt qua lại lập tức nhận ra đám này mỹ nữ bên trong một người. Bởi vì nữ tử này quá xuất chúng, khí chất cao quý như một đóa thiên sơn tuyết liên tốn, làm người ta không dám tới gần. Lạc Khuynh Nhan, cái này thành chủ độc nữ thế mà tới này Hắc thị đi dạo, nơi này chính là người nghèo khu, giống như nàng loại này đỉnh cấp tiểu thư coi như muốn đi dạo, cũng hẳn là đi Cuồng Thần Bảo a. Giang Dật không nghĩ ra, Lạc Khuynh Nhan bọn người hiển nhiên bị bên này vây quanh một đám người hấp dẫn, mấy tên nữ tử đem đám người tách ra, Lạc Khuynh Nhan đạp trên ưu nhã bộ pháp đi tới, sau khi liếc nhanh mấy lần để một nữ tử đem bí tịch cầm lên, nàng lật nhìn một trận, phi thường quả quyết mở miệng nói, 1 vạn thần nguyên, ta mua. A, Giang Dật cùng Hà Vĩ liếc nhau, hai người đều đôi mắt có chút co rụt lại. Hà Vĩ khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn mặc dù không biết Lạc Khuynh Nhan, nhưng cao quý như vậy tiểu thư, coi như mua hàng giả sau đó cũng sẽ không tới tìm Giang Dật phiền phức. Các nàng loại này cấp bậc tiểu thư căn bản không kém thần nguyên, giống như tìm đến phiền phức đây không phải là nói cho ngoại nhân nàng là thằng ngu sao, thật giả không phân biệt. Giang Dật giờ khắc này lại chần chờ, bởi vì Lạc Khuynh Nhan tại Cuồng Thần Bảo đã giúp hắn. Giống như không phải nàng, hắn cũng không có cách nào trở lại bộ lạc, giờ phút này đoán chừng đều đã chết. Hố chính mình ân nhân cứu mạng Giang Dật việc này không làm được, sở dĩ hắn dừng một chút nói, thật xin lỗi, cái này bí thuật ta không bán. Không bán, Lạc Khuynh Nhan ngữ khí lạnh lẽo, đột nhiên vô cùng bá đạo nói ra, hôm nay người cái này thần thông bí thuật bản tiểu thư còn tự mua định. Đồ vật ta cầm, người muốn thần nguyên theo ta đi phủ thượng lấy đi, đương nhiên. Nếu ngươi không phục có thể triệu hoán địa sát quân, lên án bản tiểu thư ép mua ép bán. Chương 1318, cô nam quả nữ. Ép mua ép bán, người vây xem một mảnh xôn xao, tiểu thư này không khỏi cũng quá bá đạo, nơi này chính là địa sát các địa bàn, nàng dám ở chỗ này đùa nghịch hoành, nàng tựu không sợ vì nàng gia tộc mang đến phiền phức bất luận cái gì. Hắc thị tòa thành quan trọng nhất tín dự, giống như người người đều có thể ở chỗ này làm loạn, về sau ai còn dám tới làm sinh ý. Giang Dật người này cũng kỳ quái, 1 vạn thần nguyên kia là giá trên trời, như là đã có kim chủ tới, người khác lại không có trả giá, hắn thế mà không bán, hắn đầu óc xác định không có vấn đề. Giang Dật rất bình thường, khóe miệng của hắn lộ ra một tia đắng chát, Lạc Khuynh Nhan là Thần Ưng Thành chúa tể độc nữ, nàng tại Thần Ưng Thành kia là không sợ trời không sợ đất, tìm địa sát quân lên án địa sát quân đều nghe nàng lão cha, tìm địa sát quân có cái dám dùng a. Lạc Khuynh Nhan cầm bí kỹ xoay người rời đi, Giang Dật trầm ngâm một phen chỉ có thể nhấc chân đuổi theo. Hắn nhu cầu cấp bách thần nguyên, cái này Lạc tiểu thư đã chính mình đụng hỏng súng, quả thực là muốn đưa thần nguyên cho hắn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thực sự không được về sau có thần nguyên trả lại cho nàng đi. Giang Dật, vẫn là thôi đi, tiểu thư này xem ra thân phận cao quý, người vẫn là cùng nàng nói thật đi, miễn cho trêu chọc đại phiền toái. Hà Vĩ nhìn ra một vài vấn đề, bởi vì phụ cận có mấy cái tòa thành ám vệ chú ý tới bên này, lại không chút nào tới ngăn cản ý tứ. Hắn có chút bận tâm, Giang Dật chớ có chọc không thể trêu địch nhân a. Giang Dật đôi mắt nhất chuyển, quyết định nghe Hà Vĩ, cũng không phải hắn sợ phiền phức, đã đắc tội một cái La gia, hắn cũng không thèm để ý đắc tội một cái Lạc gia, tại Thần Ưng bộ lạc dù sao không ai dám làm loạn. Hắn quyết định nói cho Lạc Khuynh Nhan lời nói thật, là bởi vì hắn không đành lòng hố ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng mà, Lạc Khuynh Nhan đi được tương đối nhanh, vừa ra tòa thành sau thế mà lên một cỗ hoa lệ chiến xa hướng đường đi chạy chậm rãi mà đi, Giang Dật cũng không thể mạnh mẽ xông tới chiến xa a, hắn chỉ có thể đi theo kia 10 cái nữ tử quân một đường tiến lên. Lạc Khuynh Nhan lần này không có thượng Thần Âm Thành đi, mà là đi bộ lạc thành Bắc địa sát các địa bàn, chiến xa cuối cùng lái vào một gian siêu cấp lớn đình viện, Giang Dật liếc mấy cái, phát hiện trong ngoài đều có rất nhiều mật thám, xem ra việc này Lạc Khuynh Nhan ở trong bộ lạc một chỗ biệt viện. Lạc Khuynh Nhan cưỡi chiến xa tiến vào hậu viện, Giang Dật bị một tên nữ hộ vệ mang đến phòng trước, cô gái này hộ vệ mang theo hắn trở ra, thế mà còn mở ra cấm chế, cho hắn rót một ly trà về sau, đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Mấy cái ý tứ a, Giang Dật có chút buồn bực, có trà ngon quát hắn cũng sẽ không khách khí, bưng lên đến nhấp một miếng, phát hiện trà này phi thường cao cấp, răng môi lưu hương, dư vị vô tận. Lạc Khuynh Nhan không có ra, Giang Dật chỉ có thể làm chờ lấy, hắn từng ngụm uống vào, thẳng đến một ly trà xuống bụng, cấm chế mới quang mang lóe lên, đằng sau một đầu trong hành lang chậm rãi đi tới một tên tuyệt mỹ nữ tử. Khuynh Thế Hồng Nhan, Giang Dật phát hiện Lạc Khuynh Nhan người cũng như tên, nữ tử này hoàn toàn chính xác đủ hương vị, có thể trêu chọc nam nhân chinh phục dục vọng, ngẫm lại đem bực này nữ tử đặt ở dưới thân, bất kỳ cái gì nam nhân đều lại có cường đại cảm giác thành tựu. Lạc Khuynh Nhan lần này không có mang cái khăn che mặt, cũng đổi một thân váy dài, màu hồng phấn bó sát người váy dài đem nàng dáng người phác họa cho hết đẹp không thiếu sót, sấn thác người còn yêu kiều hơn hoa. Nàng nhìn xa xa giống như một tên nữ thần, làm người ta không dám khinh nhờn, theo nàng tới gần, hội làm người ta bản năng cảm giác thình thịch tâm động, thần hồn điên đảo. Lạc Khuynh Nhan nhất làm người ta tâm động địa phương vẫn là ở chỗ khí chất của nàng, loại khí chất này là tự nhiên hình thành, trong khung phát ra, cao quý yêu nhã nữ tử mãi mãi cũng có thể lay động nam nhân linh hồn chỗ sâu nhất dục vọng. Giang Dật trong mắt mê say lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh khôi phục thanh minh. Cũng không phải là hắn không thích mỹ nữ, mà là hắn không dám động tâm, hắn đem lòng của mình phủ bụi. Hắn đã đáp ứng y thiền các nàng, tuyệt đối sẽ không tại thượng giới trêu hoa ghẹo nguyệt. Có mấy tên kiều thê Giang Dật vừa lòng thỏa ý, hắn không muốn để cho các nàng thương tâm. Thiên tinh giới cùng Giang tiểu nội y phiêu phiêu sự tình, cũng làm cho hắn căn bản không tâm tư đi thông đồng mỹ nữ. Lạc Khuynh Nhan một mực tại quan sát Giang Dật con mắt, nhìn thấy hắn vẻn vẹn trong nháy mắt tự khôi phục thanh minh, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Nàng những năm này gặp nhiều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo nam tử, Giang Dật chút thực lực ấy cư nhiên như thế nhanh khôi phục thanh minh, chỉ có hai cái giải thích, hoặc là hắn tâm tính đặc biệt cường đại, hoặc là hắn không thích nữ nhân. Trên mặt nàng dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, vừa đúng lộ ra một vòng đỏ ửng che đậy, nàng đi đến Giang Dật bên cạnh ngồi xuống, cách một tấm bàn vuông, trên người nàng cũng không biết lau dược thảo gì, một cỗ phi thường dễ ngửi mùi thơm truyền đến, để Giang Dật không uống rượu tựu có say. Nữ hộ vệ mang tới một chén nước trà, sau đó thế mà lui xuống, đem phòng trước để lại cho hai người. Giang Dật trong mắt chợt lóe sáng, cảm giác không được bình thường. Cái này Lạc tiểu thư thân phận cao quý, làm sao có thể cùng hắn một người như vậy một chỗ một phòng. Sự tình gia khác thường tất có yêu, hắn cũng mặc kệ cái này Lạc tiểu thư có ý đồ gì, đứng lên có chút khom người nói, vị tiểu thư này, vừa rồi giao dịch vẫn là thôi đi. Ha ha, Lạc Khuynh Nhan cười nhạt một tiếng, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một cái xinh đẹp giới chỉ, đẩy tới nói, trong này có 1 vạn thần nguyên, quyển kia bí thuật ta mua. Không phải, Giang Dật cắn răng nói ra, kia bí thuật là giả, rẻ mạt. Ta biết, Lạc Khuynh Nhan phi thường yêu nhã bưng lên nước trà nhấp một miếng, kiều diễm môi đỏ mở ra, uyển chuyển cười nói, kia là lực thần quyết a, ngươi làm giả trình độ rất cao, giống như không phải ta gặp qua lực thần quyết công pháp, đoán chừng tưởng rằng thật. Ách, Giang Dật không hiểu, cái này Lạc tiểu thư đã sớm biết là giả, vẫn còn muốn ép mua ép bán, giờ phút này vẫn như cũ cho hắn 1 vạn thần nguyên, nàng thần nguyên thêm không có địa phương tốn sao, trong mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, cái này Lạc tiểu thư cố ý đem hắn đưa đến nơi này, tuyệt đối không có lòng tốt. Vấn đề là, hắn Giang Dật là một tiểu nhân vật, thực lực tại thượng giới tới nói thấp kém đến đáng thương, Lạc Khuynh Nhan nghĩ ở trên người hắn được cái gì? Chẳng lẽ là thân thể? Giang Dật dùng mình một cái, thượng giới nữ tử làm sao đều như vậy đói khát a, trước có Mai tỷ, lại có Lạc tiểu thư, bất quá tiểu thư này nếu là thật sự muốn đùa bỡn hắn, Giang Dật nội tâm cũng không phải là rất kháng cự. Đem cái này thần nguyên cầm đi, đây là đưa cho ngươi đền bù. Lạc Khuynh Nhan đem chén trà buông xuống, lần nữa đem giới chỉ đẩy đi tới, rất chân thành nói ra, ngươi giết La Hoan nhiệm vụ nhưng thật ra là ta để cho người ta phát, ngươi giúp ta giết La Hoan, đắc tội La ra, bộ lạc đều ra không được. Ta biết ngươi nhu cầu cấp bách thần nguyên tăng thực lực lên, cái này 1 vạn thần nguyên với ta mà nói không nhiều, hy vọng có thể trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Giang Dật trong mắt tinh mang lóe lên, xem ra cái gì đều không thể gạt được cái này Lạc tiểu thư. Lúc trước hắn suy đoán cũng là đúng, tại Cuồng Thần Bảo bên ngoài, Lạc Khuynh Nhan đoán chừng một mực tại phụ cận chờ đợi đi, muốn tận mắt nhìn xem La Kỳ bị đánh giết, cho nên mới tại tối hậu quan đầu xuất hiện, giúp hắn một tay. Ông, Giang Dật trên thân bạch quang lấp lánh, biến trở về bộ dáng lúc trước, đều bị người xem thấu lại ngụy trang cũng không có ý nghĩa, hắn dừng một chút tiếp nhận giới chỉ, chắp tay nói, đa tạ Lạc tiểu thư, Giang mỗ hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách thần nguyên, bất quá cái này 1 vạn thần nguyên coi như ta mượn ngươi. Nhiệm vụ là ai phát không trọng yếu, ngươi có thể Cuồng Thần Bảo bên ngoài giúp ta, ta đã thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, Giang mỗ không quen tiếp nhận người khác bố thí. Quả nhiên rất có huyết tính, Lạc Khuynh Nhan nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên mở miệng nói, bản tiểu thư rất thưởng thức có huyết tính người trẻ tuổi, cái này 1 vạn thần nguyên ngươi không dùng xong ta, ngươi giúp ta làm một chuyện đi, sau khi chuyện thành công ta còn đưa ngươi 1 vạn chiến công. Đến rồi, Lạc Khuynh Nhan lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. giờ khác này Giang Dật ngược lại dễ dàng rất nhiều, hắn không thích nhất âm mưu quỷ kế, có thể đi thẳng vào vấn đề giao dịch kia là không còn gì tốt hơn. Chương 1319, Ngồi Nhử. Một vạn chiến công liền có thể tấn thăng diệt ma chiến tướng, Hà Thống Lĩnh thời điểm ra đi để Hà Vĩ mang theo lời nói, giống như hắn có thể trong thời gian ngắn tấn thăng diệt ma chiến tướng, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dẫn hắn rời đi đi Lam Sư Thành tìm tới Giang Tiểu Nô, sau đó mang đến hắn dưới trướng, sở dĩ Lạc Khuynh Nhan điều kiện này đối với Giang Dật sức hấp dẫn vô cùng lớn. Lạc Khuynh Nhan cái này một vạn chiến công chỉ có thể thông qua diệt ma các hạ nhiệm vụ tặng cùng, có thể hạ đạt một vạn chiến công nhiệm vụ, đoán chừng tốn hao thần nguyên chính là giá trên trời, nhiệm vụ này tuyệt đối phi thường khó giải quyết, cần kia mệnh đi đổi. Giang Dật không nghĩ ra là hắn thực lực cảnh giới thấp như vậy, hắn khả năng giúp đỡ Lạc Khuynh Nhan làm cái gì hắn vừa ra bộ lạc sẽ bị đánh giết, chẳng lẽ lại nhiệm vụ ở trong bộ lạc. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, trên mặt bất động thanh sắc hỏi, Lạc tiểu thư, Giang mỗ thực lực thấp, sợ cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Thân phận của ngươi cao quý, muốn làm gì sự tình tùy ý mới mở miệng tựu có vô số người giúp ngươi, Giang mỗ không nghĩ ra, ngươi vì sao tìm ta. Bởi vì chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Lạc Khuynh Nhan thẳng thắn nói ra, ta cần ngươi ra bộ lạc đi, chỉ có ngươi đi ra, La Hĩnh mới có thể cùng ra ngoài truy sát ngươi, mà ta mới có thể bố cục. Giết hắn, hắn tại Thần Ưng Thành thả ra lời nói, nhất định phải tự tay đánh chết ngươi, sở dĩ chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Nguyên lai là dạng này, Giang Dật xem như minh bạch, hắn liền là mồi nhử a, việc này trả lại xác thực chỉ có chính mình mới có thể làm, khó trách Lạc Khuynh Nhan như thế thân phận không tiếc đi hắc thị họ hàng bên vợ tự tìm hắn. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, La Hĩnh là La Hoan huynh đệ ngươi vì sao muốn giết hắn cùng La Hoan ân. Giống như tiểu thư không muốn nói, coi như ta không có hỏi. Lạc Khuynh Nhan ánh mắt lộ ra một tia hận ý, nhắm mắt có chút thống khổ nói ra, La Hĩnh là La Hoan thân ca ca, còn như vì sao ta muốn giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn đã từng kém chút tiết độc ta. Việc này trở ngại La gia tộc trưởng La Phù, ta không có cách nào quang minh chính đại giết bọn hắn, chỉ có thể vụng trộm động thủ. La Hoan phẩm hạnh ngươi hẳn là hiểu rõ một chút a, La Hĩnh so với hắn ghê tởm hơn gấp 10. Dạng này a, Giang Dật nhẹ gật đầu, việc này rất rõ, La Phù là chiến thần các chủ, Lạc Khuynh Nhan phụ thân cũng không làm gì được La gia. Sở dĩ không thể bên ngoài đến, còn không thể cho La gia lưu lại nửa điểm chứng cứ, Lạc Khuynh Nhan chỉ có thể dựa vào chính mình báo thù. La Hoan phẩm hạnh Giang Dật hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ, giống như La Hĩnh so La Hoan ghê tởm hơn gấp 10, ngược lại là chết không có gì đáng tiếc. Giang Dật trầm ngâm một phen, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Lạc Khuynh Nhan tấm kia gương mặt xinh đẹp nói, tiểu thư như vậy tín nhiệm ta không sợ ta tiết lộ tin tức. Ngươi sẽ không, Lạc Khuynh Nhan phi thường chân thành nhìn qua Giang Dật, khẽ hé môi son ôn nhu nói ra, ngươi là một cái nam nhân chân chính, cùng phụ thân ta đồng dạng đỉnh thiên lập địa nam nhân, nghiêng nhan sẽ không nhìn lầm người. Bị như thế một cái đỉnh cấp đại mỹ nhân như thế tín nhiệm, bất kỳ cái gì nam nhân đều lại có lâng lâng cảm giác. Giang Dật nội tâm dâng lên một cỗ trùng thiên hào khí, kém chút trực tiếp đáp ứng. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nam nhân đều là xúc động động vật, vì hồng nhan không tiếc tức sùi bọt mép. Nữ tử này giống như không phải lan tâm huệ chất, thật hội xem người, vậy tuyệt đối lại là một cái cơ thính vũ, diễn kỹ nghịch thiên. Giang Dật rất nhanh bình tĩnh lại, nội tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Bất quá bất luận Lạc Khuynh Nhan là cái loại người này, Giang Dật đã không quản được nhiều như vậy, hắn trầm giọng hỏi, Lạc tiểu thư, Giang mỗ thực lực thấp. Ta sợ vừa mới ra bộ lạc lập tức liền sẽ giết, đến lúc đó La Hĩnh đồng dạng không cách nào vào cuộc. Ta muốn biết một chút kế hoạch của ngươi, để hảo hảo phối hợp. Còn có, ta ăn ngay nói thật, giống như lần này ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cho ta lại nhiều chiến công cùng thần nguyên đều vô dụng. Ngươi rất thông minh, Lạc Khuynh Nhan hé miệng cười một tiếng, tán thưởng nhìn Giang Dật một chút, nói, ta đã bố cục, đương nhiên sẽ không để ngươi chết, cũng có rất lớn nắm chắc để La Hĩnh tự thực ác quả. Ngươi hẳn là có một loại rất thần kỳ dịch dung thần thông bất quá linh hồn của ngươi quá yếu, bình thường linh hồn hơi cường đại điểm thần tướng đều có thể xem thấu ngươi ngụy trang. Ta cái này có một bình không có dễ nước, có thể trong thời gian ngắn đưa ngươi linh hồn tăng lên tới thần tướng đỉnh phong, trừ phi linh hồn cường đại thần vương, nếu không căn bản là không có cách xem thấu ngươi ngụy trang. Ta còn có một bình phục linh đan, có thể trong thời gian ngắn đưa ngươi nhục thân tăng lên tới thần tướng đỉnh phong, để ngươi tốc độ tiêu thăng, có hai thứ đồ này. Người sống sót tỷ lệ sẽ phi thường cao. Đương nhiên, ta cũng không bảo đảm ngươi tuyệt đối có thể còn sống sót, hết thảy muốn nhìn vận khí của ngươi. Còn như kế hoạch rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem La Hĩnh dẫn đi phía Nam Ma Hỏa Sơn Mạch. Đúng rồi, ngươi hẳn là đi qua phụ cận, ngay tại Cức Dương Bộ Lạc Đông Bắc bên cạnh 10 vạn lý, đến lúc đó ta sẽ cho của ngươi đồ. Ma Hỏa Sơn Mạch dưới có ma hỏa, sở dĩ bên trong dãy núi dựng dục một chút hỏa hệ hồng hoang cấp hỗn độn thú. Ta gần nhất vừa mới đạt được tình báo, có một cái hồng hoang cấp hỗn độn thú tiến hóa thành viễn cổ cấp hỗn độn thú, La Hĩnh đi phụ cận hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn an toàn của ngươi xin yên tâm, ta sẽ cho người tại phụ cận chờ, ngươi đem La Hĩnh dẫn đi qua sau, ta người hội tiếp ứng ngươi, mang ngươi bí mật lẻn về bộ lạc. Lạc Khuynh Nhan không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem kế hoạch toàn bộ cùng Giang Dật giảng giải một phen. Nàng cũng hẳn là không có cách, dù sao không đem kế hoạch nói cho Giang Dật không phối hợp, ván này tựu không có cách nào bố trí. La Hĩnh khẳng định hội mang theo một đám hộ vệ, hắn không tiến vào Ma Hỏa Sơn Mạch, không tao ngộ cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú, vậy căn bản sẽ không chết. Mượn đao giết người, cái này mưu kế rất hoàn mỹ, coi như La gia điều tra ra một ít chuyện, cũng vô pháp liên lụy đến Lạc Khuynh Nhan. La Phù coi như đoán được Lạc Khuynh Nhan tại chủ sử sau màn, Lạc gia người không có động thủ, không có chứng cứ cũng vô pháp làm sao nàng, hai đại gia tộc sẽ không dễ dàng vạch mặt. Mà lại cái này mưu kế còn thay Giang Dật nghĩ kỹ hết thảy, bao quát có thể làm cho hắn tránh né truy sát, dẫn một đám người đi Ma Hỏa Sơn Mạch, sau đó còn sắp xếp người tiếp ứng hắn rời đi. Cái này mưu kế theo mặt ngoài tới nói quả thực là thiên y vô phùng, đổi lại người khác khẳng định đã sớm thình thịch tâm động. Giống như ván này là Lạc Khuynh Nhan bố trí, như vậy tâm trí của người này tuyệt đối phi thường khủng bố, đây là một cái trí tuệ không kém gì Cơ Thính Vũ nữ tử. Giang Dật nội tâm âm thầm cảm khái, hắn trọn vẹn cúi đầu trầm tư nửa nén hương thời gian, đột nhiên ngẩng đầu khóa chặt Lạc Khuynh Nhan đôi mắt đẹp, khóe miệng của hắn cong lên một cái quỷ dị độ cong, trên mặt lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Hắn vận dụng ác ma mỉm cười, Lạc Khuynh Nhan quả nhiên hơi chấn động một chút, đôi mắt có một ngắn ngủi thất thần, Giang Dật thừa dịp thời cơ này, lập tức phi thường thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi, Lạc tiểu thư, ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu a? Lạc Khuynh Nhan trong mắt chợt lóe sáng, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, nàng đôi mắt lóe lên, ngực có chút chập trùng, tựa hồ không biết trả lời thế nào. Giang Dật khóe miệng nụ cười mở rộng, mỉm cười biến thành cười to, cuối cùng biến thành cuồng tiếu, không đợi Lạc Khuynh Nhan mở miệng, cười nói tốt, ta cùng Lạc tiểu thư nói đùa đâu, ta là tin tưởng Lạc tiểu thư làm người, cũng mời Lạc tiểu thư tin tưởng ta. Giang mẫu nhất định giúp ngươi đem sự tình làm thật xinh đẹp. Chỉ cần ngươi tình báo cùng kia hai bình đan dược không ra vấn đề, ta cam đoan La Hĩnh hẳn phải chết. Lạc Khuynh Nhan vừa rồi giãy giụa cùng trần chờ, để Giang Dật minh bạch cục này là cái tử cục. Hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, Ma Hỏa Sơn Mạch hẳn không có người tiếp ứng, cho dù có người tiếp ứng đoán chừng cũng sẽ bắt hắn cho làm, sẽ không lưu lại nửa điểm chứng cứ. Hắn người này tuyệt đối không thể sống, nếu không vạn nhất rơi vào La gia trong tay, cái kia chính là bằng chứng. Mặc dù như thế, Giang Dật vẫn là quyết định đánh cược một lần, một vạn chiến công sức hấp dẫn quá lớn. Mà lại từ cục này đối với hắn mà nói lại có một chút hy vọng sống. Bởi vì, Ma Hỏa Sơn Mạch hỗn độn thú là hỏa hệ, hắn không sợ nhất liền là hỏa. Lạc Khuynh Nhan đứng lên, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, như một đóa mẫu đơn nở rộ, nàng phi thường chân thành nói ra, nghiêng nhan chờ ở tại đây Giang công tử khải hoàn trở về. Cắt chương 1320, tiềm ẩn thuật, Giang Dật biến trở về lão đầu dáng vẻ, rời đi cái này lầu các về tới Nam Thành, hắn biến ảo mấy lần bộ dáng, cuối cùng lại thay đổi thành hắc thần dáng vẻ hướng chính mình trong lầu các đi đến. Lầu các phụ cận đều là mật thám, Giang Dật cũng không biết người của La gia có biết hay không chính mình rời đi. Hắn cũng không lo lắng hắn đi Lạc Khuynh Nhan biệt viện tin tức hội bại lộ, Lạc Khuynh Nhan như thế thông minh, khẳng định lại có an bài, quả quyết sẽ không cho người bắt lấy chân ngựa. Trở lại lầu các, hắc thần ở bên trong một mực lo lắng chờ đợi, gặp Giang Dật sau khi trở về quan tâm nhìn sang. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Dật hôm nay dị dạng cử động, để hắn đã nhận ra vấn đề. Không có việc gì, người trở về tu luyện đi. Giang Dật không muốn giải thích, hắc thần trầm mặc trở lại gian phòng của mình, Giang Dật ngồi trong đại sảnh trầm ngâm nửa canh giờ, đem sự tình lặp đi lặp lại nghĩ đến mấy lần, sau đó biến trở về bộ dáng của mình nghênh ngang ra ngoài, đi Diệt Ma Các. Giang Dật, thế nào? Hà Vĩ một mực tại Diệt Ma Các chờ đợi, Giang Dật lựa chọn giấu giếm, khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ta nói rõ với nàng, nàng cũng không có làm khó ta, ngươi có hay không đem sự tình nói cho Lưu thống lĩnh cháu trai? Không có đâu, Hà Vĩ lắc đầu, lập tức giơ ngón tay cái lên nói, tiểu tử ngươi rất lợi hại a, làm cái hàng giả đem một đám người đều lừa gạt, Lưu đại ca giờ phút này còn tại tinh thần chán nản. Điêu trùng tiểu kỹ, việc này tựu không nói cho hắn chân tướng đi. Giang Dật cười khổ lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, một cái yêu thú làm sao đột phá yêu thần cần gì. Lần này hắn ra ngoài, rất có thể tựu không về được, hắn chuẩn bị cho hắc thần chừa chút đồ vật, cũng không uổng công theo hắn đến thượng giới một chuyến. Hà Vĩ nghĩ rất tùy ý nói ra, cái này đơn giản, thượng giới thiên địa linh khí rất dễ dàng để yêu thú biến thành yêu thần, ngươi đi thần thông các tùy ý mua một cái yêu tộc tu luyện công pháp, người cái kia tiểu yêu cũng miễn cưỡng muốn đột phá, tùy ý tu luyện một đoạn thời gian hẳn là có thể đột phá. Đa tạ, ta đi vòng vòng, Hà đại ca ngươi làm việc của ngươi đi. Giang Dật chắp tay, Hà Vĩ gật đầu rời đi, Giang Dật đột nhiên gọi lại hắn nói, Hà đại ca, ngươi là ta tại thượng giới duy nhất bằng hữu, là, về sau cũng là. Ha ha ha, Hà Vĩ cười ha hả, khoát tay áo trực tiếp rời đi, để lại một câu nói, tiểu tử, đừng đến bộ này, ta không thích nam nhân. Ha ha, Giang Dật nhìn Hà Vĩ rời đi, lặng lẽ thì thào, Hà Vĩ, nếu ta Giang Dật lần này có thể không chết, ngày sau có thành tựu, nhất định không quên ân tình của ngươi. Hắn quay người rời đi tiến vào thần thông các, hao tốn 2000 thần nguyên giúp Hắc Thần mua một bản yêu tộc tu luyện bí tịch. Hắn nhìn bí tịch, Hắc Thần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đột phá yêu thần, đến lúc đó liền là thật hóa hình làm người, tại thượng giới cũng có thể dễ lăn lộn. Về sau hắn đi thẳng tới thần thông các tận cùng bên trong nhất một tầng, cầm một bản Phát Hoàng thần thông bí kỹ. Cái này bí kỹ tên là Tiềm Ẩn Thuật, là một loại phi thường thần kỳ thần thông, phóng thích này thần thông sau có thể ẩn núp ẩn thân, tựa như tắc kè hoa cùng phụ cận hoàn cảnh hòa làm một thể, chỉ cần bất động, 2 nén nhang thời gian bên trong đều có thể ẩn thân, linh hồn không cường đại người là căn bản không cách nào phát hiện. Cái này thần thông người sử dụng linh hồn càng mạnh càng lợi hại, Giang Dật tại theo Lạc Khuynh Nhan trong tay cầm tới không có dễ nước về sau, trước tiên liền nghĩ đến cái này thần thông bí thuật. Không có dễ nước có thể thời gian ngắn tăng lên linh hồn, phối hợp cái này Tiềm Ẩn Thuật kia là phi thường thích hợp chạy chối chết pháp môn, nếu có thể lĩnh hội cái này Tiềm Ẩn Thuật, hắn sống sót cơ hội hội lớn hơn. Tiềm Ẩn Thuật cần 3000 chiến công, thần nguyên cần 6000, Giang Dật mí mắt đều không nháy mắt, vãi ra 6000 thần nguyên mua này thần thông. Thần nguyên là đồ tốt, nhưng nếu là mất mạng, thần nguyên lại nhiều cũng là người khác, Giang Dật phương diện này phi thường hào sảng. Mua xuống Tiềm Ẩn Thuật sau hắn đi tạp hóa đường, mua rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, tỉ như kịch độc chi vật, tỉ như một loại thần kỳ thạch đầu phích lịch thạch. Cái này thạch đầu là cường đại luyện khí thần tượng luyện chế mà thành, bên trong có phức tạp cấm chế thần trận, ẩn chứa năng lượng to lớn, giống như bị đập chúng coi như thần tướng cấp bậc võ giả đều muốn bị nổ thành trọng thương. Lạc Khuynh Nhan cho 1 vạn thần nguyên, Giang Dật trước kia có hơn 1000, lần này hắn gần như toàn bộ đã xài hết rồi, chỉ còn lại không tới 1000 khẩn cấp. Phích lịch chân đá đủ mua 5 mai, kịch độc chi vật bọ cạp hoàng bột cũng mua 5 phần. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau, Giang Dật đi nhiệm vụ sảnh, Mai Tỷ không có gì bất ngờ xảy ra ở bên trong, nhìn thấy Giang Dật sau trên mặt nàng lộ ra nụ cười, đột nhiên truyền âm nói tiểu tử, ngươi rất không tệ a. Lại có thể có người chỉ định ngươi tiếp một cái nhiệm vụ hơn nữa còn là thiên thần cấp bậc cấp cao nhất nhiệm vụ, 1 vạn chiến công. Bất quá, ta khuyên ngươi tiểu tử, tốt nhất khác đừng tiếp nhiệm vụ này, ta cảm giác nhiệm vụ này là cái cạm bẫy, là cố ý để ngươi ra ngoài chịu chết. Ha ha, Lạc Khuynh Nhan hạ nhiệm vụ tốc độ rất nhanh, Giang Dật khẽ vươn tay nói, nhiệm vụ cho ta đi. Mai Tỷ lấy ra một phần hồ sơ, Giang Dật nhìn lướt qua mỉm cười, nhiệm vụ này quá đơn giản, liền là đi Ma Hỏa Sơn Mạch lấy 100 gốc tên là chùm tua đỏ thảo linh dược. Phía trên có đỏ anh thảo tư liệu, Giang Dật tại Cức Dương bộ lạc mặt phía bắc bên trong dãy núi nhìn thấy qua rất nhiều lần loại dược thảo này quá thường gặp, đoán chừng cũng không có quá tác dụng lớn đồ. Nhiệm vụ như vậy như thế kỳ hoa, liền xem như cái mù lòa đều biết bên trong có quỷ, bất quá Giang Dật nghĩ lại tựu bình thường trở lại, bởi vì nhiệm vụ này quang minh chính đại, Diệt Ma Các không có từ chối không tiếp lý do. Không đúng, Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, như hắn không đi Ma Hỏa Sơn Mạch bên trong Lạc Khuynh Nhan địa điểm chỉ định, tùy ý thu thập một chút đỏ anh thảo, lại vụng trộm trở lại Thần Ưng bộ lạc, hắn tựu nhẹ nhõm có thể được đến 1 vạn chiến công, Lạc Khuynh Nhan không sợ hắn leo cây. Bất kể như thế nào, Giang Dật quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này quy định thời gian là trong 5 ngày hoàn thành. Sao có thể trong vòng 5 ngày đuổi tới Ma Hỏa Sơn Mạch? Giang Dật không có chút nào lo lắng, những chuyện này Lạc Khuynh Nhan đã sớm bố trí xong. Tiểu nam nhân, Mai Tỷ nhìn thấy Giang Dật liền muốn rót vào thiên lực vào hồ sơ bên trong, điều này đại.